Lộng Triều, Triệu Quốc Đống. Tập 16. Quyển 6, chương 3, tiền không phải là vấn đề. Huyện Hoa Lâm có 6 khu ủy, ngoại trừ 3 xã trấn nội thành và khu Tân Bình thì tài chính 2 khu còn lại cũng có thể thừa tự cấp, ngoài ra còn có 20 xã, trấn khác thì trong đó 10 xã, trấn thuộc loại tranh đấu ăn no mặc ấm, vẫn cần tài chính huyện cấp một khoản trợ cấp nhất định. Mà 10 xã, trấn còn lại thì thuộc loại đặc biệt khốn khó. Hàng năm mỗi khi tới cuối năm đều cần tài chính huyện cấp một khoản trợ cấp lớn để thanh toán, nếu không thì tiền thưởng của cán bộ và nhân viên sự nghiệp xã trấn đó chỉ có vẽ trên giấy. Cũng không ngoài dự đoán của Triệu Quốc Đống, Miêu Nguyệt Hoa và Tào Uyên tính toán tiền thưởng cuối năm dành cho cán bộ cơ quan và nhân viên sự nghiệp cấp theo lệ thường thì hơn 3 triệu, cộng thêm số tiền dành cho một số sự tình trước đây cùng với một khoản quỹ 20-30 vạn để dự phòng khi có chuyện khẩn cấp xảy ra. Muốn bù được lỗ thủng của toàn huyện Hoa Lâm trong mấy ngày này phải cần trên 6 triệu, một con số khổng lồ đối với bất cứ ai. Chẳng trách hàng năm Điền Ngọc Hòa có thể cầm về 1, 2 triệu giúp đỡ người nghèo thì lỗ mũi phun hơi còn to hơn cả La Đại Hải. Khó trách tuy ở huyện hắn chơi đùa con gái nhà người ta khiến bụng to đùng phải đẻ mà vẫn còn vênh váo ngút trời, không ai dám nói xấu hắn nửa câu. Chỉ bằng vào số tiền 1, 2 triệu này thì đích xác có thể giúp đỡ Hoa Lâm giải quyết một vấn đề lớn. Nếu như bỏ qua khoản nợ kiến thiết, rồi nghĩ biện pháp gom góp ở các phương diện khác thì 1-2 triệu này đích thực có thể miễn cưỡng đủ dùng qua một cái Tết. Chủ tịch Triệu, tuy rằng bên công ty khai phá du lịch dự chi 2 triệu nhưng lỗ hổng này vẫn quá lớn, cho dù là chúng ta cố gắng cắt giảm nhưng ước tính không có 5 triệu thì thu không đủ chi. Nghe nói năm nay văn phòng xóa đói giảm nghèo tỉnh thống nhất thắt chặt túi tiền, nếu muốn kiếm một ít từ đó cũng không dễ dàng, bên thương hóa, Vân Lĩnh cũng đụng chạm với chúng ta. Nghe nói Thiên Châu và Thông Thành bên họ cũng giống nhau, xem ra chúng ta muốn qua cái Tết này thì phải ra ngoài vay tiền rồi. Miêu Nguyệt Hoa lắc đầu cười khổ. Loại chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi được, chúng ta phải chuẩn bị trước tư tưởng đón chờ những ngày khốn khổ mới được. Triệu Quốc Đống biết lúc này tất cả mọi người đều nhìn vào mình, thậm chí ngay cả nhóm cán bộ lãnh đạo bên huyện ủy cũng nhìn sang, vượt qua cái Tết này ở mức độ này cũng là một khảo nghiệm đầu tiên của mình. Chủ tịch huyện là la hay là ngựa thì phải xem biểu hiện lần này. Mọi người cũng đừng vội, tôi biết những năm trước thì đều phải nghĩ biện pháp vay ngân hàng nhưng có vay cũng chỉ đến tháng 5 tháng 6 là phải trả lại, cứ năm này chồng năm khác, nợ cũ chưa xong thì lại nợ thêm khoản mới rồi còn phải thêm quyền lợi nên cũng phải là cách hay. Còn có vài ngày nữa, tôi tính chạy lên tỉnh, mặc dù văn phòng xóa đói giảm nghèo đã thắt chặt hầu bao nhưng chúng ta cũng phải mở một khe nhỏ mới được. Mặt khác tài chính dành cho hai hạng mục giao thông có thể tạm thời lấy ra ứng một chút để qua được cửa ải khó khăn này, lão Hoàng đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, bên cục giao thông và sở giao thông tôi sẽ đi ứng phó, xảy ra vấn đề gì thì tôi phụ trách. Thấy Hoàng Thiết Thần muốn nói xen vào, Triệu Quốc Đống liền vung tay chặn lại. Tôi biết trước kia tôi đã định ra nguyên tắc tuyệt đối không thể đụng đến tài chính kiến thiết hai con đường này, nhưng cuối năm tôi đã thúc giục cục giao thông tạm trích tài chính năm tới, phỏng chừng chắc 2 ngày tới có thể cấp. Khoản cấp này thì trong thời gian ngắn cũng không dùng được, nếu có dùng cũng phải chờ tới giữa tháng 3, so với đi vay ngân hàng thì chúng ta ít nhất cũng có thể tiết kiệm được 2 tháng tiền lãi đúng không? Chủ tịch Triệu, chuyện này vốn tôi cũng không muốn nói nhưng sang mùng 7 âm lịch tới này thì quốc lộ Tân Hoa và Hoa Bồng đều phải trở lại thi công toàn diện. Hiện giờ kỳ hạn công trình rất gấp, đội ngũ thi công đều làm tăng giờ cả ngày lẫn đêm cho nên tài chính tiêu hao cũng rất nhanh. Tôi nói thẳng thừng ra. Nếu tới tháng 3 mà khoản tài chính kia còn không được bổ sung thì nếu đại sự xảy ra tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Giọng điệu của Hoàng Thiết Thần rất bình thản nhưng lời lẽ lại rào trước đón sau. Tào Uyên cũng có chút kinh ngạc, Hoàng Thiết Thần này đúng là khá trâu bò, dám có thái độ này với Triệu Quốc Đống sao? Số tiền này cũng không phải dùng vào việc không chính đáng, mỗi một đồng đều vào chính đạo, dù ai muốn nói cũng chẳng thể nói gì. Ngay cả nếu sở giao thông tỉnh nếu có đốc tra phát hiện thì cùng lắm cũng chỉ là một cái cảnh cáo không nặng không nhẹ. Hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng là từ văn phòng giao thông đi ra, hắn còn có thể không rõ làm như thế nào sao, còn cần ngươi nhắc nhở à? Về phần bên đội thi công thì theo hợp đồng là không nợ khoản tiền công trình cho đơn vị thi công, nếu thật sự muốn lúc nào cũng chi trả đúng hạn thì đúng là tin mới, nếu không làm thì đắc tội với bên giao khoán, chẳng lẽ không sợ không lấy được số tiền còn lại được thanh toán khi hoàn thành giao dịch. Chỉ cần làm vài năm như vậy thì mày có muốn khóc cũng không khóc được. Mặc dù có chút kinh ngạc nhưng thấy Triệu Quốc Đống không có biểu tình gì nên mấy phó chủ tịch huyện khác dường như cũng đều nhìn quen nên không sợ hãi. Tào Uyên cũng minh bạch một điểm, xem chừng vị phó chủ tịch Hoàng này ngày thường cũng có tính nết như vậy,
ngay cả đối với lãnh đạo trực tiếp mà cũng giữ nức hạnh này thì không hiểu tên này làm sao mà leo lên được cái chức phó chủ tịch huyện này nhỉ. Từ đầu năm đến giờ cái gọi là kỳ thi năng lực hay là tinh thần làm thực có thể lên chức cũng chỉ như mò trăng dưới nước. Yên tâm đi lão Hoàng, tôi nói được thì làm được, tuyệt sẽ không làm khó lão. Triệu Quốc Đống cũng không nghĩ sẽ có chuyện tốt dễ dàng như thế, gật gật đầu. Lão Tào, xế chiều hôm nay chúng ta phải tới An Đô, còn có 4, 5 ngày nữa thôi, văn phòng xóa đói giảm nghèo chính là thành lũy sắt thép, tôi cũng muốn khoan một cái động để chui vào đây, chuyến đi lần này liên quan đến hy vọng của cán bộ công nhân viên chức toàn huyện chúng ta năm nay đó. Đi, Chủ tịch Triệu, ngài đã nói vậy thì tôi sẽ làm. Trong lòng Tào Uyên mặc dù cũng không rõ tư vị gì nhưng vẫn sảng khoái đáp ứng. Có thể kiếm được một ít tiền từ văn phòng xóa đói giảm nghèo thì áp lực cho vay cũng ít đi một chút, áp lực trả nợ sang năm tự nhiên cũng thoải mái hơn, mình phụ trách tài chính nên đương nhiên cũng hy vọng dư giả một ít. Hội nghị cuối cùng cũng tan, dựa theo ý kiến của Triệu Quốc Đống thì tiền thưởng cuối năm nay của cán bộ công nhân viên chức không suy giảm, đều chấp hành dựa theo tiêu chuẩn mà thành phố thống nhất, chỉ có điều lỗ hổng tài chính sẽ tăng thêm hơn 4 triệu. Tin tức này lan truyền khắp cán bộ công nhân viên chức toàn huyện. Gần như chưa đợi đến khi Triệu Quốc Đống nghỉ trưa xong thì đã lan khắp các cơ quan trong toàn huyện. Dựa theo tiêu chuẩn cơ quan hành chính Ninh Lăng trước đây cũng chính là thành phố hiện giờ truyền xuống thì chỉ tiêu tiền thưởng ngoại trừ các ban ngành hành chính chủ yếu của Ninh Lăng thì cũng chỉ có Ninh Lăng là chấp hành triệt để. Ngay cả Tào Tập và Thông Thành là hai huyện có điều kiện kinh tế tốt cũng chỉ có thể chấp hành thực hiện chỉ tiêu lúc được lúc mất, gặp phải năm có tình hình thu thuế thu không tốt thì cũng chỉ có thể chiết khấu 10% hoặc 20%. Mấy huyện bình thường như Khuê Dương, Phong Đình thì cũng chỉ có thể chiết khấu 20,30%, còn Thương Hóa và Vân Lĩnh thì chỉ có thể dựa theo tiêu chuẩn chiết khấu 40% mà thực hiện, chỉ có Hoa Lâm là đặc biệt một chút. Bởi vì nhờ có khả năng kiếm tiền của Điền Ngọc Hòa nên hàng năm cũng có thể miễn cưỡng hưởng thụ tiêu chuẩn chiết khấu 30% của Khuê Dương và Phong Đình nhưng chưa từng được hưởng tiêu chuẩn chiết khấu 10,20% chứ đừng nói là chấp hành toàn bộ. Triệu Quốc Đống còn hơi mơ mơ màng màng thì nhận được điện thoại của Hà Lương Tài tránh văn phòng huyện ủy thông báo hắn đến ngay văn phòng của La Đại Hải có chuyện gấp. Quả nhiên, khi tới văn phòng của La Đại Hải thì hắn liền hỏi ngay về vấn đề cấp phát tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên chức toàn huyện. Triệu Quốc Đống cũng không giấu giếm mà nói ý kiến của mình ra, cũng tỏ vẻ đây chỉ là ý kiến của hội nghị chủ tịch huyện, còn cần hội nghị thường vụ huyện ủy quyết định. La Đại Hải đầy giận dữ, thế này còn có hội nghị thường vụ sao? Giờ cơ quan nào cũng đều ồn ào huyên náo, hội nghị thường vụ nếu phủ quyết thì há chẳng phải mình trở thành mâu thuẫn tiêu điểm của tất cả sao? Quốc Đống, tôi cũng muốn cấp phát toàn bộ tiền thưởng của cán bộ công nhân viên chức theo chính sách nhưng Điền Ngọc Hòa cũng làm cho tiêu chuẩn bên chúng ta cao hơn hẳn so với bên Thương Hóa và Vân Lĩnh vốn có điều kiện không kém rồi. Giờ cậu tới lại đòi thực hiện tiêu chuẩn cao nhất giống thành phố Ninh Lăng, đây không phải là cậu càng thiết chặt dây treo cổ của mình hay sao? Cậu kiếm ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Cho dù cậu có thể nghĩ biện pháp vay mượn nhưng một khi tiêu chuẩn được đề cao thì sang năm cậu đừng nghĩ đến chuyện hạ xuống, sao cậu không bàn bạc với tôi trước hả? La Đại Hải cũng đành tận tình khuyên bảo. Bí thư La, tôi cũng đã suy xét rồi, dựa theo tiêu chuẩn tiền thưởng cấp phát cho toàn bộ cán bộ công nhân viên chức toàn huyện thì khoảng hơn 1 triệu, cả con trâu đã vùi xuống thì còn chừa cái tai làm gì? Triệu Quốc Đống cười cười nói. Tôi nghĩ như thế này, điều kiện Hoa Lâm chúng ta vốn còn kém. Người nào cũng đều muốn điều đến thành phố hoặc là đến huyện khác, tôi cũng mới đến không được bao lâu, nghe nói trong huyện ta có vài người được điều lên thành phố và nơi khác. Đội ngũ giáo sư cũng giống thế, cán bộ là cơ sở để chính quyền nắm quyền, nhất là cán bộ xã, trấn, nếu không thể ổn định tư tưởng đội ngũ cán bộ nhất là ở xã trấn cơ sở thì uy tín và sức thu hút của chính quyền cùng với hiệu suất hành chính của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Hoa Lâm chúng ta sắp đón một lớp sóng phát triển mới. Tôi cảm thấy nguy hại của việc này sẽ phải trả giá hơn gấp 100 lần. La Đại Hải nghe ra Triệu Quốc Đống còn có lời sau nên gật gật đầu ý bảo đối phương tiếp tục. Đương nhiên trách nhiệm quyền lợi phải thống nhất, nếu mỗi một cán bộ công nhân viên chức trong huyện đều được phát toàn bộ tiền thưởng thì trong công tác nếu ai còn làm theo kiểu bữa được bữa cái hoặc là sống ngày nào hay ngày ấy vậy thì xin lỗi, cứ dựa theo kỷ luật mà xử lý, tuyệt đối không nương nhẹ. Tôi đã bảo Quế Toàn Hữu soạn thảo một chế độ phân bổ hành chính của cán bộ huyện Hoa Lâm chúng ta. Trong đó chủ yếu nhằm vào hiệu suất thấp và tác phong lề mề của các cơ quan, chính quyền cơ sở. Đồng thời tôi cũng bảo bên phòng giám sát làm một quyết định xử lý, cán bộ làm việc mà lẫn lộn công tư thì phải xử lý nghiêm. Muốn có người tài, sự bình đẳng thì phải loại bỏ kẻ ngu dốt, phải thiết lập được tập tục và quy luật chân chính này trong huyện ta,
chỉ có như vậy thì huyện Hoa Lâm chúng ta mới có nâng cao hình tượng, khiến các nhà đầu tư bên ngoài thấy được sự khác biệt của Hoa Lâm chúng ta và các địa phương khác. Triệu Quốc Đống cuối cùng cũng thuyết phục được La Đại Hải, tuy rằng La Đại Hải vẫn còn có chút lo lắng nhưng đối với cách làm đổi mới này của Triệu Quốc Đống thì hắn vẫn dành ủng hộ mạnh mẽ, tỏ vẻ sẽ ủng hộ phương pháp của hắn trên hội nghị thường vụ. Quyển 6, chương 4, tin em sẽ không sai. Triệu Quốc Đống trước khi lên đường về An Đô đã gọi Quế Toàn Hữu tới dặn dò, bảo y tìm hiểu về Tào Uyên, nhất là tình hình công tác của Tào Uyên ở Vân Lĩnh. Triệu Quốc Đống không phải người thích tìm hiểu đời tư người khác nhưng hắn cảm thấy mình cần khảo sát Tào Uyên mới được, đây là phó của hắn, đồng thời cũng có thể là kẻ địch nguy hiểm nhất. Yến Tu Hòa có thể đến Thiên Châu làm phó thị trưởng thì không có bản lĩnh là không được. Đương nhiên lên chức thường dùng các thủ đoạn khác nhau, có thể do chú tâm làm việc được lãnh đạo cấp trên chú ý, có khi dựa vào may mắn và cố gắng, có khi do giỏi nịnh bợ. Tào Uyên lúc ở Vân Lĩnh là chánh văn phòng huyện ủy, theo lý thuyết là tâm phúc của bí thư huyện ủy Yến Tu Hòa. Nhưng Tào Uyên trước mặt hắn lại phê bình Yến Tu Hòa. Điều này chỉ có hai tình huống, một là không đồng ý với cách làm việc của Yến Tu Hòa ở Vân Lĩnh, có lẽ Yến Tu Hòa dùng công trình làm thành tích đã tạo áp lực lớn đối với Vân Lĩnh. Nguyên nhân khác, Tào Uyên là tâm phúc của Yến Tu Hòa, nhưng do nguyên nhân nào đó nên hai bên mâu thuẫn. Bây giờ thấy Yến Tu Hòa đã điều đi, không gây ảnh hưởng tới mình nên Tào Uyên thoải mái nói xấu. Nếu là vế trước thì Triệu Quốc Đống thấy còn có thể quan hệ, nhưng vế sau thì nhân phẩm người này rất đáng ngờ. Triệu Quốc Đống chiều hôm đó nói với La Đại Hải một câu rồi về An Đô. Tào Uyên vốn định cùng Triệu Quốc Đống lên An Đô, nhưng Triệu Quốc Đống đã giao cho y không ít việc nên đành chậm một ngày. Theo Triệu Quốc Đống nghĩ thì trong vòng 2 ngày phải xử lý xong tiền trợ cấp, dù dùng bất cứ biện pháp gì cũng phải làm xong. Nhưng Triệu Quốc Đống không quá quen đám người ở văn phòng trợ cấp tỉnh, Điền Ngọc dùng biện pháp gì đúng là không biết. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng không lo lắng, ở An Đô này thì kiểu gì cũng tìm được chìa khóa mở cửa mà. Triệu Quốc Đống về được An Đô đã là 8 giờ tối. Chẳng qua Dương Thiên Bồi và Cổ Chí Thường vẫn chờ Triệu Quốc Đống. Ba người vừa ăn lẩu vừa bàn chuyện, cũng coi như chúc mừng Triệu Quốc Đống lên làm chủ tịch huyện. Mặc dù Cổ Chí Thường biết Triệu Quốc Đống không phải nhân vật bình thường, nhưng y không ngờ Triệu Quốc Đống mới 25 tuổi đã thành chủ tịch huyện. Lại so sánh con mình tuổi tương đương Triệu Quốc Đống lại suốt ngày nhậu nhẹt, Cổ Chí Thường không khỏi thầm than thở. Tiểu Âu từ Hoa Lâm về không ngừng nói về Triệu Quốc Đống. Từ giọng nói của Tiểu Âu làm vợ chồng Cổ Chí Thường rất lo lắng. Tiểu Âu rất đẹp nhưng lại có tính cách bốc đồng, không phải loại đàn ông nên thích. Nhất là nhân vật trong quan trường như Triệu Quốc Đống thì càng không thể thích cô gái như Tiểu Âu. Công ty Thiên Phu đã chính thức đặt căn cứ ở thành phố An Đô. Khu khai phát kinh tế kỹ thuật là chiến trường chính của công ty. Có khoản tài chính 30 triệu kia, công ty thuận lợi nhận vài công trình, đều là xây dựng trụ sở cho cơ quan nhà nước cấp thành phố. Thâu tóm công ty xây dựng số 9 chẳng những khiến nhân lực của công ty Thiên Phu tăng mạnh, càng quan trọng hơn là làm thành phố đánh giá cao. Các hạng mục xây dựng các công ty đến khu khai phát khoa học kỹ thuật đã được mở cửa cho công ty Thiên Phu, đây là điều nhiều công ty nằm mơ cũng khó đạt được. Đương nhiên thành phố cũng yêu cầu công ty Thiên Phu phải sáp nhập công ty xây dựng số 5. Tình hình công ty xây dựng số 5 khác số 9, nhân viên nhiều hơn công ty số 9 không ít, nợ nhiều nên Dương Thiên Bồi có chút do dự. Dù sao tài chính của công ty đã dồn hết sang xây dựng. 30 triệu kia là tiền vay, tài chính lưu động của công ty hoàn toàn rơi vào các công trình, trong thời gian ngắn không thể lấy lại nhiều tiền để mà thu mua công ty xây dựng số 5. Hơn nữa sau khi thu mua công ty xây dựng số 9 khiến công ty Thiên Phu đạt được cấp bậc công ty xây dựng cấp 1, điều này càng làm Dương Thiên Bồi không thấy hứng thú mấy với công ty xây dựng số 5. Bây giờ công ty Thiên Phu mặc dù có quy mô lớn hơn trước vài lần, tài sản công ty tăng nhiều nhưng hiệu quả kinh doanh trong lúc nhất thời chưa thấy rõ ràng. Nhất là nhận nhiều công trình trong thành phố lớn như vậy, nhiều khoản tiền trong thời gian ngắn không thể thu lại. Theo Dương Thiên Bồi thấy đã tiến quá nhanh, quá lớn. Nhưng Triệu Quốc Đống vẫn kiên trì phải tăng tốc, phát triển hơn nữa. Tài chính của công ty bắt đầu nợ nhiều hơn, cũng may mọi người đều biết đây là công trình của cơ quan nhà nước, tiền dù sao cũng sẽ được trả. Chỉ là ôm món nợ lớn như vậy thì không ai có thể yên tâm. Vừa ăn, Triệu Quốc Đống vừa phân tích lợi ích nếu thâu tóm công ty xây dựng số 5 cho Dương Thiên Bồi nghe. Hắn nghiêng về việc thâu tóm công ty xây dựng số 5, như vậy khiến quy mô công ty tăng lên. Hơn nữa trói chặt chính quyền thành phố với công ty Thiên Phu. Công ty Thiên Phu nếu có hiệu quả kinh doanh kém hoặc đóng cửa thì nhiều công nhân như vậy sẽ ngăn trước cửa chính quyền thành phố,
yêu cầu thành phố giải quyết cuộc sống của bọn họ, thậm chí trong điều kiện cho phép, chính quyền thành phố phải ưu tiên cho công ty Thiên Phu. Mà công ty Thiên Phu bây giờ cũng không còn là công ty cổ phần như trước, mà nó đã khống chế nhiều công nhân. Mà sau này khi thị trường bất động sản phát triển mạnh, quan hệ mật thiết với chính quyền thành phố là ưu thế quá lớn. Dù là lấy đất hay là xây dựng nhà ở đều có quyền ưu tiên, chỉ một chút thôi đã khiến đạt được lợi ích gấp ngàn lần bây giờ. Theo Triệu Quốc Đống thấy công ty Thiên Phu nếu muốn trong thời gian ngắn trở thành con quái vật của thị trường bất động sản tỉnh An Nguyên, thì phải có thủ đoạn phát triển hơn xa người bình thường. Về phần nhân viên công ty xây dựng số 5, Triệu Quốc Đống đề nghị dùng nhiều biện pháp như tập huấn, nâng cao tố chất. Hai là sớm cho nghỉ hưu, đảm bảo phúc lợi. Ba là lấy cơ chế khích lệ mà tăng cường tính tích cực. Mặc dù Triệu Quốc Đống đại biểu cho cổ đông lớn nhất của công ty, nhưng bản thân hắn không tham gia vào công ty hàng ngày. Mặc dù các việc ảnh hưởng tới sự phát triển của công ty sau này, Triệu Quốc Đống vẫn tỏ vẻ do Dương Thiên Bồi quyết định, hắn chỉ đưa ra ý tưởng mà thôi. Quốc Đống, mặc dù chú nói có lý nhưng anh vẫn thấy sau này thị trường bất động sản có phát triển hay không thì phải quan sát. Nhất là thị trường bất động sản bị ảnh hưởng lớn do chính sách của quốc gia. Anh thấy chúng ta dồn hết tâm trí vào thị trường bất động sản là không thỏa đáng. Ít nhất anh thấy bây giờ nên chú trọng việc xây dựng, nhất là việc có quan hệ mật thiết với chính quyền thành phố, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này mở rộng thị trường trong ngành xây dựng của Ando. Bồi ca, mở rộng thị trường có mục đích gì? Triệu Quốc Đống nói, một công ty lớn thì chỉ làm một ngành là không đủ, thậm chí rất nguy hiểm. Nếu nhân tài không theo kịp, hiệu quả công việc giảm xuống thì sao? Ồ, chú không phải cổ vũ anh làm lớn sao? Công ty trong 2 năm phát triển mạnh như vậy không phải do chú vẫn bảo anh nên làm như thế nào sao? Thực ra theo anh thì không dùng cách này, tiến từng bước mới là ý của anh, bây giờ chú lại nói làm lớn là không đúng. Dương Thiên Bồi cười nói. Lão cổ, anh nói người này có phải là được lợi còn kêu than không? Cổ Chí Thường cười cười một tiếng không nói gì. Y biết ánh mắt của mình không thể so sánh với Dương Thiên Bồi và Triệu Quốc Đống. Y biết chỉ cần công ty Thiên Phu phát triển thì giá cổ phần của mình không ngừng tăng lên là đủ. Theo quy mô của công ty Thiên Phu bây giờ mà tính thì lúc đầu y đầu tư ít nhất. Lúc ấy cắn răng bán nhà cũ đầu tư vào chính là đánh bạc. Nhưng thật không ngờ y đã thành công, trong 2-3 năm phát triển gấp mấy chục lần, bán ma túy cũng không lãi lớn như vậy. Bồi ca, cái này thì khác. Em muốn làm lớn nhưng với điều kiện là phải có cơ sở. Triệu Quốc Đống uống cạn chén rượu rồi nói. Làm công ty phát triển có nghĩa là gì? Đó chính là phải đảm bảo thu nhập của công ty luôn cao. Ngành xây dựng mặc dù bây giờ cũng được nhưng mấy năm sau có lãi không bằng ngành bất động sản. Điểm này em có thể khẳng định. Anh tin em đi, tin em sẽ không sai. Quyển 6, chương 5, quy mô. Dương Thiên Bồi uống rượu và không nói gì. Sự tin tưởng của Triệu Quốc Đống vào thị trường bất động sản không vì thời gian mà thay đổi, thậm chí còn hơn trước đây. Y thậm chí có thể cảm nhận được vì sao Triệu Quốc Đống muốn công ty Thiên Phu thành lập, không ngừng thâu tóm và mở rộng chính là nhằm vào thị trường bất động sản. Thị trường bất động sản thật sự làm người ta thèm muốn đến thế sao? Ít nhất bây giờ còn chưa thấy. Ở một mức độ nào đó ngành sản xuất này là việc bán nhà ở, nhưng nhìn các công ty bất động sản bây giờ bán không được mấy mà. Nói mỏi cả mồm. Đi hết chỗ này tới chỗ kia thì may ra mới có người mau. Dương Thiên Bồi không hy vọng có ngày mình sẽ thành ông chủ công ty như vậy. Em thừa nhận năng lực kinh doanh và nghiệp vụ không bằng anh, nhưng xin anh tin vào ánh mắt của em. Triệu Quốc Đống biết lúc này muốn thuyết phục Dương Thiên Bồi là không dễ. Điều này cũng không trách được ai. Thị trường bất động sản ở Hải Nam cùng Bắc Hải sụp đổ khiến mọi người sợ hãi. Bây giờ công ty Thiên Phu làm xây dựng tốt như vậy mà muốn nhảy vào bất động sản thì đúng là làm người ta rất khó hiểu. Quốc Đống, không phải anh không tin chú, nếu không lúc trước cũng đã không hợp tác. 2 năm nay anh cũng dựa theo ý của chú mà đi tới, tin rằng lão cổ cũng tin chú. Dương Thiên Bồi nói, nhưng chú phải biết chúng ta bây giờ gánh vác cho nhiều công nhân, bước sai một bước sẽ không thể cứu vãn. Làm công ty sụp đổ thì còn có bao công nhân không có chỗ đi. Cuối cùng bị đá ra ngoài xã hội thì anh không đành lòng. Cố chấp và ổn định là ưu điểm lớn nhất của Dương Thiên Bồi, cũng là khuyết điểm không nhỏ. Y là tổng giám đốc tuyệt vời nhưng không phải một chủ tịch dám gây dựng sự nghiệp. May là trong công ty này còn có mình, Triệu Quốc Đống không khỏi nghĩ như vậy. Dương Thiên Bồi cố chấp không phải không biết nhìn xa. Trên thực tế tất cả những quái vật lớn trong thị trường bất động sản Trung Quốc vào lúc này cũng đang hoang mang,
không ai đoán được thị trường bất động sản Trung Quốc ngày sau sẽ phát triển mạnh như vậy. Nếu như không thể chiếm bát canh trong bữa tiệc này, Triệu Quốc Đống cảm thấy đây là sai lầm đáng tiếc nhất đời. Triệu Quốc Đống thậm chí có chút nuối tiếc nếu không phải mình theo chính trị thì hắn nhất định phải đánh cuộc một phen với thị trường bất động sản. Nghĩ đến mấy quái vật lớn trong ngành này, thậm chí phát ngôn của một công ty có thể ảnh hưởng đến cả thị trường bất động sản Trung Quốc, làm cho hàng trăm triệu gia đình rung động, sức ảnh hưởng này có ngành sản xuất nào sánh bằng. So với ngành sản xuất bất động sản, nước suối Thương Lãng chỉ là đứa bé tham gia bàn tiệc, thu nhập vài trăm triệu đã than thở. Nhưng trong ngành sản xuất bất động sản về sau có lúc nào dưới vài tỷ đâu. Bồi ca, em dám đảm bảo với anh, em tuyệt đối không lấy tương lai của công ty ra làm trò đùa, càng không phải do nông nổi nhất thời mà tiến vào thị trường bất động sản. Trên thực tế ít nhất từ 5 năm trước em đã theo dõi bất động sản. Theo chính sách nhà tập thể bị xóa bỏ, dân chúng càng lúc càng dồn vào thành phố khiến nhu cầu nhà ở của dân chúng tăng mạnh, đây là một ngành sản xuất chỉ phát triển, không bao giờ suy thoái. Nếu bây giờ chúng ta không tận dụng thời gian sẽ nuối tiếc cả đời. Bồi ca, trước đây anh tin em, như vậy lúc này anh càng cần tin em hơn. Dương Thiên Bồi trầm ngâm một chút rồi nói. Quốc Đống, nếu chú đã coi trọng thị trường bất động sản như vậy, chúng ta đánh cuộc một phen. Chẳng qua anh nói trước nếu tình hình không đúng anh sẽ không hề do dự rời khỏi, trừ khi chú cách chức tổng giám đốc của anh. Anh cứ yên tâm, về kinh doanh cụ thể em không bằng một nửa của anh. Nhưng nếu về tầm nhìn thì anh phải tin em. Triệu Quốc Đống đầy tự tin nói. Ồ, có không ít hạng mục xây dựng ở khu khai phát muốn giao cho công ty ta làm, kể cả hạng mục làm đường và khu công viên. Đúng, quên nói với chú là sau khi thâu tóm công ty xây dựng số 9 thì đội cây xanh của bọn họ được đổi thành công ty cây xanh. Anh đoán có lẽ chính quyền thành phố muốn tiền trả cho công trình này là hơi khó khăn. Bọn họ hy vọng dùng một ít đất để trả cho công trình. Đây là nguyên nhân chính mà anh tìm chú để bàn bạc. Đất. Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Nói về giá đất thì không ai hiểu rõ hơn Triệu Quốc Đống, nhất là ở An Đô này. Nhưng bây giờ là năm 96, giá đất chưa cao. Chờ đến năm 98 khi chính sách kích thích thị trường bất động sản của quốc gia xuất hiện, khi đó mới là một cao trào lớn. 2-3 năm qua rất nhanh. Bây giờ thành phố có ý này thì công trình kia nhất định là lớn, không chừng lên đến vài chục triệu. Nhưng nếu tài chính công ty Thiên Phu chịu được vài năm thì khu đất kia sẽ lên giá trăm triệu thậm chí cả tỷ. Đúng, chẳng qua không phải đất trong khu khai phát mà là đất cạnh đại lộ Khám Hồ mới quy hoạch. Dương Thiên Bồi gật đầu nói. Đại lộ Khám Hồ. Trong đầu Triệu Quốc Đống lập tức hiện ra bản đồ của đại lộ Khám Hồ. Theo An Đô hướng ra ngoài thì phía nam là khu công nghệ cao, hướng bắc dựa vào một loạt hồ để phát triển thành khu nhà ở, mà đại lộ Khám Hồ chính là đi qua mấy mặt hồ. Chỉ là bây giờ nơi này còn xa xôi, hơn nữa chưa chỉnh trang toàn diện. Nhưng 5-6 năm sau thì đó chính là khu vực buôn bán sầm uất nhất tỉnh An Nguyên. Ừ, Quốc Đống, chú có lẽ còn không biết đại lộ Khám Hồ là ở đâu phải không, là ở. Dương Thiên Bồi đang định giới thiệu đã bị Triệu Quốc Đống cắt ngang. Bồi ca, em biết quy hoạch khu vực đại lộ Khám Hồ, diện tích rất lớn, hoàn cảnh rất được. Hoàn cảnh thì được nhưng khá xa xôi. Bây giờ cũng không nhìn ra đại lộ Khám Hồ này có thể khiến khu vực đó phát triển không. Dương Thiên Bồi cũng không dám xác định, bên thành phố rất có thành ý, nhưng khu vực đó quá xa xôi. Thành phố chỉ nói ngày sau đại lộ Khám Hồ khi xây dựng xong sẽ đáng giá, nhưng ai có thể chơi cổ phiếu xa như vậy. Nếu vài triệu thì không nói, nhưng chính trị đó là mấy chục triệu, mà chỉ trả khu đất mấy trăm mẫu, cầm trong tay mấy năm thì ai chịu nổi. Bồi ca có gì thì nói cho em nghe xem. Triệu Quốc Đống cố nhịn cơn hưng phấn trong lòng mà nói. Khu vực này em biết, đây là khu vực có nhiều hồ, cải tạo thì rất đẹp. Vị trí bây giờ hơi kém nhưng giá cả sẽ rẻ. Hơn nữa chúng ta có thể mặc cả với chính quyền thành phố, ép giá xuống. Ngoài ra khi lựa chọn khu đất phải chọn lựa cẩn thận. Ý của em là phải cố gắng ở trước mặt hồ, dù chia thành mấy mảnh nhỏ cũng được. Như vậy có lợi cho việc khai thác sau này. Dương Thiên Bồi có chút khó hiểu nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Quốc Đống, anh cảm thấy chú như nắm rõ tình hình khai thác đất của thành phố An Đô, đại lộ Khám Hồ vừa quy hoạch chưa lâu mà chú đã biết rõ như vậy. Ngay cả tình hình mấy vùng hồ cũng hiểu là sao. Chú có phải sớm quyết định công ty Thiên Phu chúng ta tiến vào thị trường bất động sản An Đô không? Đương nhiên rồi, khi một bữa tiệc đặt trước mặt để anh ăn, anh có thể kiềm chế tâm trạng sung sướng của mình sao? Anh có thể không lựa chọn món ăn mà mình thích sao? Không thể, ít nhất em không thể.
Triệu Quốc Đống cười cười quay đầu lại nói với Cổ Chí Thường. Cổ thúc, chú thì sao? Ha ha, đừng hỏi chú. Quốc Đống, chú không phát biểu ý kiến. Chú ủng hộ hoàn toàn hai người. Cổ Chí Thường cười nói. Nếu cháu và Bồi Ca không nhất trí thì sao? Triệu Quốc Đống hỏi thêm. Cổ Chí Thường là cổ đông lớn thứ ba của công ty, thái độ của y là rất quan trọng. Chú tin hai người sẽ đạt thành thống nhất. Cổ Chí Thường lạnh nhạt nói. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế rồi nói. Cổ thúc, chú đúng là giỏi nói. Ha ha, may là cháu và Bồi Ca đã nhất trí, nếu không có phải là đẩy chú vào thế khó xử không? Chú chưa từng nghĩ tới khả năng đó. Cổ Chí Thường lắc đầu nói. Ánh mắt của cháu thì chú tin rằng Thiên Bồi cũng sẽ tin như vậy. Trong việc kinh doanh cụ thể thì chú tin Thiên Bồi, hai người kết hợp sẽ rất hoàn hảo. Chú chờ công ty Thiên Phu thành công là được. Cháu đảm bảo chú sẽ thấy. Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói. Quyển 6, chương 6, cú đấm. Việc liên lạc với văn phòng trợ cấp tỉnh không tốn bao công sức. Triệu Quốc Đống thông qua Vương Phủ Mỹ liên lạc với phó chủ nhiệm văn phòng trợ cấp tỉnh, sau đó gọi thêm một vị trưởng phòng của sở tài chính tới. Ăn bữa cơm, mọi người đi hát. Vương Phủ Mỹ có quan hệ khá rộng, điều này làm Triệu Quốc Đống mở ra được cánh cửa liên hệ với nhiều cơ quan trên tỉnh. Mặc dù chưa chắc chạm trực tiếp tới cán bộ cấp sở nhưng cũng là trưởng phòng nắm giữ quyền lực trong tay. Ít nhất dưới tác dụng của Vương Phủ Mỹ và vị trưởng phòng sở tài chính kia khiến vị phó chủ nhiệm văn phòng trợ cấp tỉnh khá vui vẻ. Lão Tào, 1 triệu đã vào tay, trong vòng 2 ngày sẽ gửi tới tài khoản Hoa Lâm chúng ta. Đây có lẽ là khoản tiền lớn nhất bọn họ có thể cấp cho chúng ta. Triệu Quốc Đống nhìn tài liệu trong tay rồi nói tiếp. Sáng mai giao kế hoạch này lên, không cần để ý, chúng ta ít nhất cũng phải ra vẻ một chút, không báo lên trên thì sao có thể kiếm được gì. Chủ tịch Triệu, vị trưởng phòng Vương kia có lai lịch gì vậy, tôi thấy anh ta mặc dù không nói mấy nhưng lời nói rất có tác dụng. Ngay cả trưởng phòng Giang và chủ nhiệm Tôn đều phải khách khí. Tào Uyên mặc dù có chút kiêu ngạo vì quan hệ của mình tại Ninh Lăng, nhưng lên tỉnh thì khá nhẫn nhịn. Công tác ở văn phòng tỉnh ủy, ở bên cạnh lãnh đạo suốt ngày thì ai mà không nể mặt. Triệu Quốc Đống cũng không giấu. Đi thôi, anh và Lão Khổng về khách sạn nghỉ, mai còn có nhiệm vụ, sở tài chính cũng không dễ đâu. Tiền chuyên môn mặc dù đã được lên nhưng sở tài chính vẫn không chịu bỏ tiền. Hoa Lâm chúng ta không phải huyện khó khăn nhất mà muốn đoạt thịt từ miệng hổ thì phải đấu tranh khó khăn đó. Tào Uyên đúng là phục vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này, đầu óc nghĩ không ít điều. Y từ lúc lên làm phó chủ tịch thường trực thì có chút không phục Triệu Quốc Đống. Y luôn thấy đối phương may mắn đồng thời có chút quan hệ nên mới làm được tốt như vậy. Nhưng sau khi ngồi vào chức phó chủ tịch thường trực, Tào Uyên mới thấy áp lực của chức này rất lớn, khác hẳn với chức chánh văn phòng huyện ủy trước đây, chênh lệch là rất lớn, từng chuyện một xuất hiện, hơn nữa chẳng việc nào nhẹ cả. Chủ tịch Triệu, khó khăn hơn nữa chúng ta cũng phải làm mà. Còn thiếu nhiều như vậy thì chúng ta chỉ có thể liều mạng, nếu không cũng không dám về mà. Nói thật Tào Uyên đúng là suy nghĩ về việc Triệu Quốc Đống dám can đảm lo được đầy đủ tài chính. Chuyện này tốt thì tốt nhưng sẽ có hiệu ứng phụ rất lớn, là thử thách nghiêm trọng với chính quyền. Đây là thử thách khó qua nhất hàng năm, nhất là huyện nghèo như Hoa Lâm thì 1 năm có thể được, nhưng 2 năm, 3 năm thì sao? Trừ khi huyện tăng được thu nhập thì mới dám làm như vậy. Tào Uyên không biết Triệu Quốc Đống tin vào bản lĩnh của mình hay là muốn mua chuộc lòng người. Bây giờ khó nói rõ. Chỉ có thể đứng ngoài xem mà thôi. 2 ngày sau đó Triệu Quốc Đống gần như kín lịch dùng cơm. Chưa đối phó sở tài chính thì hắn mời Thái Chánh Dương giúp. Cũng may vị phó giám đốc sở tài chính kia cũng có quan hệ khá tốt với Thái Chánh Dương. Nhất là khi Thái Chánh Dương làm bí thư huyện ủy huyện Hoa Dương thì đối phương mới là trưởng phòng, lúc này địa vị hai người đã khác nhưng vẫn duy trì quan hệ. Việc Triệu Quốc Đống lo lắng không ngờ lại thuận lợi như vậy. Quan trường Trung Quốc đúng là chú trọng quan hệ. Lão Đồ, huyện Hoa Lâm là huyện nghèo nổi tiếng của tỉnh. Quốc Đống bây giờ làm chủ tịch huyện ở đó, sau này bên tài chính có gì khó thì còn phải cần bên anh giúp đó. Thái Chánh Dương nằm trên chiếc phản gỗ khá tùy ý mà nói. Mấy năm trước khi gặp còn kính trọng đối phương, nhưng 3 năm y lên 3 cấp thành giám đốc sở giao thông, đối phương cũng chỉ tiến thêm một bước, địa vị hai bên ngang nhau. Sở tài chính dù sao cũng là sở hàng đầu, phụ trách tài chính toàn tỉnh. Trưa nay có thể mời đối phương tới cũng là do Thái Chánh Dương ra mặt, nếu không đối phương đúng là rất bận không thể đi. Lão Thái, nếu là người của sở giao thông đi ra thì trong phạm vi quyền hạn tôi sẽ giúp đỡ.
chẳng qua tài chính xóa nghèo thì do văn phòng trợ cấp tỉnh thống nhất bố trí, bên tôi chỉ có thể đi qua con đường bình thường. Tiểu Triệu, nếu huyện Hoa Lâm có hạng mục gì thì tốt nhất dựa theo trình tự bình thường, chỉ cần có thể đi qua các cơ quan liên quan thì ở sở tôi sẽ lo được. Đồ Minh Nghĩa công tác ở sở tài chính nhiều năm, từ một cán bộ bình thường tiến từng bước thành phó giám đốc cũng không dễ dàng. Y thấy rất nhiều, Thái Chánh Dương mỗi ngày có không ít người mời dùng bữa mà lại tự mình ra mặt nói giúp Triệu Quốc Đống, chủ tịch một huyện nghèo như vậy, điều này làm Đồ Minh Nghĩa đánh giá Triệu Quốc Đống cao hơn một chút. Lão Đồ, đừng có ra vẻ trước mặt tôi, tài chính của hạng mục đương nhiên là tốt, tôi nói là tài chính trợ cấp chuyên môn cơ, chuyện này anh không gạt được tôi đâu. Thái Chánh Dương cười mắng. Anh cho rằng tôi không hiểu mấy vấn đề đó ở sở tài chính sao? Chỉ cần không giấu vào túi mình. Phó giám đốc sở các anh hàng năm có ai không nắm mấy triệu tùy ý sử dụng. Nếu không thì anh làm phó giám đốc làm gì, tốt hơn hết là làm trưởng phòng. Câu này của Thái Chánh Dương làm Đồ Minh Nghĩa rất thoải mái. Phó giám đốc sở tài chính không hề kém giám đốc các sở khác là mấy. Chẳng qua Thái Chánh Dương bây giờ kiêm chức trợ lý chủ tịch tỉnh. Mặc dù chỉ là kiêm chức nhưng nó lại có ý nghĩa khác. Thường thường đó là dấu hiệu báo trước. Thái Chánh Dương hai năm nay tiến bộ rất nhanh đã đủ để người ta chú ý. Mà Thái Chánh Dương nói thẳng như vậy tức là coi Đồ Minh Nghĩa làm bạn. Triệu Quốc Đống cũng nằm bên hưởng thụ tấm phản tăng cường sức khỏe mới lưu hành ở thành phố Ando. Ăn cơm xong, nói chuyện và nghỉ ngơi một chút, Đồ Minh Nghĩa liền nói tới đây thư giãn, Thái Chánh Dương không hề từ chối, Triệu Quốc Đống cũng hiểu rõ Đồ Minh Nghĩa đưa đến đâu, hắn chỉ cần thanh toán là được. Tào Uyên và Lão Khổng biết ý không theo tới đây. Ha ha. Sao lừa được anh? Nhưng dù sao cũng phải có cơ hội thích hợp chứ, tiền chảy ra cần có lão đặng ký. Tuy nói tôi có thể quyết định nhưng cũng phải hợp quy định mới được. Đồ Minh Nghĩa cười nói. Xin giám đốc Đồ yên tâm, Hoa Lâm nếu đã gửi yêu cầu tới ngài thì đã xong hết thủ tục, tuyệt đối không làm khó ngài. Triệu Quốc Đống vội vàng cam đoan. Đối phương tỏ thái độ như vậy là không dễ, đây coi như là nể mặt Thái Chánh Dương nên mới được vậy. Còn thân phận của hắn thì đối phương chẳng buồn nói chuyện. Toàn tỉnh có hơn 100 quận, huyện, ai buồn làm quen với một vị chủ tịch huyện nghèo như hắn. Ha ha Tiểu Triệu đừng khách khí, có gì cứ nói ra. Từ khi lão Thái đây làm phó thị trưởng, đến làm giám đốc sở giao thông thì tôi chưa thấy y mang nhân viên theo cùng bao giờ. Đồ Minh Nghĩa cười nói. Cuối năm nên ai cũng bận, lãnh đạo sở càng bận hơn. Ngồi một lúc mà Thái Chánh Dương và Đồ Minh Nghĩa đều nhận được mấy cuộc điện thoại. Hai người lúc thì cau mày, lúc thì cười tươi, lúc thân thiết, lúc không nhớ đối phương là ai, lúc thật lòng mời, tóm lại chỉ gần tiếng mà Triệu Quốc Đống đã thấy rõ sự bận rộn của lãnh đạo. Tiễn Đồ Minh Nghĩa, Triệu Quốc Đống mới đưa Thái Chánh Dương về sở giao thông. Quốc Đống, trong thời gian này chú có phải là nhàn đúng không? Chủ tịch huyện và phó chủ tịch huyện mặc dù chỉ khác nhau một chữ nhưng hơn kém ngàn dặm. Rất nhiều người cả đời dẫy dụa trong chữ này. Mà chỉ khi nào chú lên làm chủ tịch hay bí thư huyện ủy thì mới cảm nhận được đạo lý làm quan. Thái Chánh Dương dựa vào ghế, nhắm mắt lại mà nói. Lần này lão Liễu đã giúp chú rất nhiều, ít nhất giúp chú tiết kiệm 3 năm. Ha ha, 3 năm đối với một người trong quan trường chính là vô số cơ hội. Triệu Quốc Đống lặng lẽ lắng nghe, lúc này mỗi câu của Thái Chánh Dương đều là đúc rút từ kinh nghiệm. Triệu Quốc Đống hiểu mình cần nghe nhiều, tìm hiểu và rút ra bài học cho mình. Được Thái Chánh Dương chỉ điểm như vậy thì càng có lợi cho hắn. Thái Chánh Dương là ai? Là bí thư huyện ủy huyện giàu nhất Ando, có thể khống chế một huyện như vậy phát triển mạnh thì không có bản lĩnh là không được. Quốc Đống, anh có thể giúp chú, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào chính chú. Hoa Lâm là huyện nghèo nhưng lại là cơ hội rèn luyện với chú. Trong 2-3 năm này, anh đề nghị chú làm tốt ở Hoa Lâm. Đương nhiên cần tuyên truyền phải tuyên truyền, mắt lãnh đạo rất sáng. Chỉ cần chú làm tốt thì lãnh đạo sẽ thấy mà. Triệu Quốc Đống cảm thấy Thái Chánh Dương có chút lo lắng vì hắn lên chức quá nhanh nên mới nhắc nhở. Quyển 6, chương 7.8, nhắc nhở 1+2. Thái ca, em biết bây giờ trụ cột của em gần như không có nhưng Liễu ca nói cũng đúng, cơ hội bỏ qua sẽ không trở lại. Hoa Lâm lần này thay đổi chỉ là hành động vô tình, trước đó em cũng không chuẩn bị về tâm lý, lúc ấy em nếu lùi bước chính là tự chặt tay mình. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi mà nói. Trụ cột của em mặc dù còn kém nhưng em có thời gian để củng cố. 2 năm đủ để em tiến dần từng bước ở Hoa Lâm. Thái Chánh Dương mở mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống mà nói. Chú biết được như vậy là đủ rồi.
Anh lo chú cảm thấy tất cả đến quá dễ nên kiêu căng, cảm thấy không mọi việc đều đơn giản, đều nằm trong lòng bàn tay mình. Như vậy nếu ngã xuống là chú không đứng dậy nổi. Triệu Quốc Đống đổ mồ hôi lạnh, hắn không ngờ Thái Chánh Dương thoáng cái nhìn ra một chút đắc ý ẩn sâu trong lòng hắn. Mặc dù biểu hiện của hắn lúc nào cũng khiêm tốn nhưng sâu trong lòng vẫn cho rằng mình được như thế này là đương nhiên. Có nhiều người ủng hộ như vậy, có mạng lưới quan hệ rộng như vậy, nếu không thể thuận lợi tiến lên tức là hắn quá kém. Nhưng đúng như lời Thái Chánh Dương nói, quan trường ngoài mạng lưới quan hệ ra thì còn một thứ khác quan trọng hơn đó là thành tích thực sự. Cấp trên có thể đề bạt giúp anh một hai lần nhưng cuối cùng anh cũng phải lấy ra được thứ gì đó chứ. Khi anh đi tới vị trí bị người ta dùng kính hiển vi nhìn vào, anh sẽ phát hiện thứ mình vốn kiêu ngạo lại là những thứ không ai có thể thừa nhận. Thái Chánh Dương hiểu rõ về điều này, y có thể lên làm giám đốc sở giao thông ngoài quan hệ tốt cùng với lãnh đạo cấp trên chú trọng, quan trọng hơn chính là lúc trước y đảm bảo sự phát triển kinh tế của huyện Hoa Dương với tốc độ cực nhanh, là huyện đứng đầu về tốc độ của thành phố An Đô, thậm chí cả tỉnh An Nguyên. Sau khi y phụ trách mảng thu hút đầu tư và phụ trách công nghiệp thì tập đoàn DU tới đã tăng giá trị công nghiệp của An Đô lên trên 1 tỷ. Đúng là do tự rút kinh nghiệm từ mình nên Thái Chánh Dương mới lo Triệu Quốc Đống đi đường quá thuận lợi, không có thành tích thật sự nên nếu gặp khó khăn sẽ không thể đứng lên. Thái ca, em hiểu, sau khi về em biết mình nên làm gì. Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ mà nói. Chú hiểu là được rồi, đầu óc chú rất thông minh, ánh mắt nhìn xa hơn người, chỉ có một điểm không đủ đó là rèn luyện chính thức. Anh vốn hy vọng chú có thể rèn luyện ở Giang Khẩu một chút, nhưng điều kiện không thành nên mới đưa chú lên sở. Lần này tới Hoa Lâm là cơ hội hiếm có. Hoa Lâm là huyện nghèo, trụ cột kém, nhưng ở nơi như thế này càng dễ đạt thành tích, hơn nữa thành tích thoáng bắt mắt một chút là có thể khiến lãnh đạo chú ý. Cho nên chú nhất định phải nắm chắc cơ hội. Thái Chánh Dương nói rất bình tĩnh nhưng lại trúng chỗ yếu hại. Bây giờ cấp trên nhìn vào cái gì? Chính là xem sự phát triển kinh tế của một nơi, mà chỉ tiêu phát triển kinh tế là gì? GDP, đề cập tới một nơi nhất định sẽ đề cập tới GDP, mà GDP làm thế nào để tăng trưởng? Chỉ có thể phát triển công nghiệp, anh cũng nghe qua một vài cách làm và ý tưởng của chú, thu hút đầu tư về du lịch, đẩy mạnh việc phát triển chăn nuôi gia súc, chú làm rất tốt. Nhưng bây giờ chú muốn làm ra thành tích thì nhất định phải phát triển công nghiệp để tăng GDP lên. Như công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp mà chú dẫn tới là khá được. Đây là hai công ty có chút danh tiếng. Chú có thể kéo bọn họ tới nói rõ Hoa Lâm có thứ hấp dẫn người. Chú phải mượn cơn gió này tiếp tục khai thác tiềm lực ví dụ như các ngành phụ trợ. Sau khi hai công ty này đến Hoa Lâm thì nhất định sẽ hấp dẫn các công ty có liên quan đến bọn họ, ví dụ như nhà máy da giày, nhà máy gia công bộ lông. Ngoài ra chú cũng nói ở đó có hoa quả, trà, rừng phong phú, ngành sản xuất này cũng có thể thu hút đầu tư. Bây giờ vấn đề giao thông đã được gia tộc, cũng nên tăng cường việc thu hút đầu tư. Anh đề nghị chú không nên cả ngày ở Hoa Lâm xử lý công việc, có thể ném cho các phó chủ tịch làm. Thứ nhất để bọn họ cảm thấy chú tin tưởng và coi trọng bọn họ, thứ hai có thể dành thời gian làm việc lớn. Cái gì là việc lớn? Có thể làm một nơi phát triển đó chính là việc lớn. Đối với Hoa Lâm thì làm như thế nào thu hút đầu tư, phát triển kinh tế chính là việc lớn. Đối với huyện nghèo như Hoa Lâm càng là như vậy. Về phần quản lý nội bộ, công việc hàng ngày thì ném cho phó chủ tịch. Chú hoàn toàn có thể nắm quyền chỉ huy. Không nên giống một số chủ tịch thích hoàn toàn khống chế quyền lực trong tay. Bây giờ là lúc chú nên vùi đầu làm việc. Chú có ưu thế ở phương diện này thì phải lợi dụng nó một cách tối đa. Trong 2 năm phải khiến bộ mặt Hoa Lâm thay đổi hẳn, làm lãnh đạo hiểu chú không phải chỉ dựa vào chỗ dựa và quan hệ để lên chức, mà là chú có thể làm tốt công việc. Tin tức trên An Đô là điều Hoa Lâm không thể so sánh. Tin tức không tương xứng khiến huyện nghèo rất muốn đạt được tin tức. Mà nơi có tin tức không nhạy bén thì sẽ mất nhiều cơ hội phát triển. Cho nên anh đề nghị Hoa Lâm nên thành lập một phòng làm việc ở An Đô, đơn giản một chút nhưng có tác dụng lớn. Trên đường về sở giao thông, Thái Chánh Dương dạy cho Triệu Quốc Đống một bài rất sinh động, cũng làm Triệu Quốc Đống hiểu bây giờ điều hắn cần làm là gì. Tài chính Hoa Lâm hàng năm không cao, nếu muốn thay đổi thì đi xin xỏ khắp nơi là không tác dụng. Biện pháp duy nhất là phát triển công nghiệp, qua đó thu thuế nhiều hơn. Thái Chánh Dương nói đúng, hắn cần phải lợi dụng mạng lưới quan hệ trên tỉnh một cách tối đa. Triệu Quốc Đống biết mình phải dồn tâm sức chính vào việc thu hút đầu tư, phải trao quyền cho các phó chủ tịch khác. Trong đó Tạo Uyên là nhân vật rất quan trọng, nhưng hắn có thể tin Tạo Uyên được không? Triệu Quốc Đống biết mình không cần suy nghĩ về vấn đề kinh tế.
dù là công ty nước suối Thương Lãng hay công ty Thiên Phu đều đủ tiền cho hắn. Dù cho sau này ngành sản xuất đồ uống cạnh tranh quyết liệt, lãi của nước suối Thương Lãng không cao như vậy nhưng điều này không hề quan trọng. Nước suối Thương Lãng đã hoàn thành quá trình tích lũy ban đầu, bắt đầu quy mô hóa và chuyên nghiệp hóa. Công ty đã mở rộng ra khai thác nguồn nước ở Trường Bạch Sơn, Cát Lâm cùng với Chỉ Châu, An Huy. Mà các công ty khá ở trong nước còn chưa đi được bước này. Duy nhất cần lo lắng là các tập đoàn lớn của thế giới tiến vào. Hắn không cần lo lắng về tiền nhưng đồng nghiệp của hắn lại khác. Cho nên hắn yêu cầu Quế Toàn Hữu đi tìm hiểu Tào Uyên là vì vậy. Nếu như Tào Uyên không đáng tin, như vậy Triệu Quốc Đống không thể không lo lắng giải quyết vấn đề này. Hắn chỉ có thể chọn một phó chủ tịch khác. Nhưng dù như thế nào Triệu Quốc Đống cũng quyết tâm khiến Hoa Lâm phát triển. Mặc dù An Đô còn có nhiều bạn bè, lãnh đạo cần tới thăm. Ví dụ như Phó Chủ tịch tỉnh Cam Bình, vị Phó Chủ tịch tỉnh này có ấn tượng tốt đối với hắn, cần phải tăng cường quan hệ hơn nữa. Ví dụ như Hùng Chính Lâm đã chính thức làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, đây là nhân vật quyền cao chức trọng. Mặc dù y không phải là thăng quan phát tài nhưng tuyệt đối có thể khiến một ai đó lên trời. Mà bây giờ Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Thư ký Thị ủy Ninh Lăng, Vưu Liên Hương lên chức là do có Hùng Chính Lâm. Đây là một mối rất quan trọng đối với Triệu Quốc Đống. Còn có Lôi Hướng Đông, Trịnh Kiện, Kiều Huy cùng với Khâu Nguyên Phong, nhưng Triệu Quốc Đống không có thời gian, công việc quan trọng nhất. Mà công việc của hắn bây giờ chính là để cán bộ có một năm mới yên vui. Làm xong mọi chuyện, Triệu Quốc Đống cùng Tào Uyên vội vàng về Hoa Lâm. Bây giờ đã là 28, Hoa Lâm gần như hôm nào cũng gọi điện dục. Tối nay có cuộc liên hoan, Triệu Quốc Đống mới nhận chức chủ tịch huyện nên nhất định phải có mặt. 6 bí thư đảng ủy khu, các bí thư, chủ tịch xã, thị trấn, trưởng phòng cùng tất cả bộ máy lãnh đạo huyện đều tham gia bữa tiệc ở khách sạn Hoa Lâm. Buổi liên hoan kết thúc, trên cơ bản đánh dấu một năm làm việc, điều đã hứa với cán bộ thì cũng cần thực hiện. Thời buổi này chúc mừng năm mới sẽ phải tiêu tiền. Cái gì? Triệu Quốc Đống nhận được tin mà muốn run lên. Mã Đạo Quân đã chết. Chết như thế nào? Nguyên nhân cái chết điều tra rõ ràng không? Đã báo cáo với bí thư La chưa? Trưởng phòng công an huyện chết vào sáng ngày 30, đây chính là tin quá lớn. Quế Toàn Hữu mặt cũng rất khó coi. Sáng 30 còn gặp chuyện như vậy, mặc kệ nguyên nhân chết là gì cũng là việc không may. Điều này làm bộ máy chính quyền huyện rất buồn bực. Tôi đã báo cáo với bí thư La, pháp y của đội cảnh sát hình sự công an huyện đã đến. Ngoài ra đã thông báo với đội pháp y cục công an thành phố, Mã Đạo Quân chết tại nhà, có lẽ do bệnh tim bộc phát. Quế Toàn Hữu nói. Chết ở nhà, vợ y không biết sao. Triệu Quốc Đống nghe thấy do bệnh tim thì yên tâm hơn chút. Chỉ cần không phải ám sát là được rồi. Vợ Mã Đạo Quân ngủ ở phòng khác, nghe nói tối qua lão Mã về khuya, 3-4 giờ sáng mới về. Y ở trong khu tập thể của công an huyện, bảo vệ nói lúc y về mặt mày khá kém, có vẻ rất mệt. Vẻ mặt Quế Toàn Hữu hơi kỳ lạ nhưng Triệu Quốc Đống không chú ý. Lão Mã này làm gì không biết. Cuối năm rồi còn ra ngoài muộn như vậy ư, đánh mạt trược ở nhà ai không biết. Triệu Quốc Đống ném khăn mặt vào chậu, Tiêu Mẫu Đan vội vàng bưng chậu nước rửa mặt ra ngoài. Thấy Tiêu Mẫu Đan rời đi, Quế Toàn Hữu nói. Bây giờ vợ lão Mã đang làm ầm lên, có lẽ lão Mã tối qua ra ngoài làm việc, xong chuyện mới về. Triệu Quốc Đống nghe thấy có vấn đề, làm việc ở Ninh Lăng có hàm nghĩa phong phú, nếu giọng điệu khác sẽ có nghĩa khác, đó chính là chuyện nam nữ. Nói thẳng ra là làm tình. Lão Mã có phụ nữ ở bên ngoài. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Cái này có chút phiền phức, mệt mà chết khác, nhưng do chơi gái mệt nên chết mà nói ra sẽ làm công an huyện, chính quyền huyện Hoa Lâm mất mặt. Chuyện này giấu còn đỡ, nếu lộ ra thì lão Mã dù có chết cũng không được yên. Đã nhiều năm rồi, quan hệ giữa lão Mã và vợ khá lạnh nhạt, nghe nói có một phụ nữ ở trong huyện. Quế Toàn Hữu có chút nuối tiếc mà nói. Tôi đã gặp người phụ nữ này, mới 30 tuổi, là tuổi sung sức. Lão Mã đã 50 sức khỏe bình thường, sao có thể chịu nổi cơ chứ? Triệu Quốc Đống giờ khóc giờ cười, lúc này Quế Toàn Hữu còn nói như vậy nữa. Lão Quế, bây giờ là lúc nào mà anh còn nói như vậy? Mã Đạo Quân không chết trên bụng phụ nữ, muốn chết cũng về nhà mới chết, không phải Thượng Mã Phong thì sao có thể nói như vậy? Chuyện này cứ dựa theo bên pháp ý xác định là được, đừng làm lớn. Bí thư La cũng có ý này, nhưng người nhà lão Mã không chấp nhận, nói trong này có chuyện, nói không chừng người phụ nữ kia hạ độc, còn có cái gì tài sản của lão Mã không được cho bên ngoài chút nào.
Bí thư Bành lúc ấy ở hiện trường nói đồng ý điều tra rõ ràng, sẽ có câu trả lời thuyết phục với đối phương. Quế Toàn Hữu bất đắc dĩ nói. Hồ đồ. Triệu Quốc Đống xa sầm mặt nói. Đây có phải cố ý làm huyện mất mặt không? Bàng quân có ý gì, khiến công an huyện hoảng sợ, khiến công an huyện Hoa Lâm thành trò cười của cả thành phố thì hắn mới hài lòng sao? Quế Toàn Hữu im lặng không nói gì. Triệu Quốc Đống nhịn cơn tức giận vào trong lòng. Hắn đương nhiên biết vấn đề trong này. Mã Đạo Quân là trưởng phòng công an nhiều năm, Bàng quân lại được điều từ xã lên làm bí thư đảng ủy công an huyện. Mặc dù là thường vụ huyện ủy nhưng y không có quyền lên tiếng gì với bên công an huyện. Mã Đạo Quân làm được như vậy cũng là do có chỗ dựa. Một là y có quan hệ mật thiết với bí thư đảng ủy kiêm cục trưởng cục công an thành phố, Nghiêm Lập Dân. Hai là Mã Đạo Quân tuyệt đối phục tùng bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện. Chỉ hai điểm này đã làm cho Bàng quân luôn thất thế khi đấu với Mã Đạo Quân. Người của Bàng quân ở công an huyện cũng bị đá đít sang bên, thậm chí muốn để bạt cán bộ thì không cần thông qua đảng ủy. Điều này làm Bàng quân rất khó chịu với Mã Đạo Quân. Bí thư đảng ủy không phụ trách được công an huyện thì khác gì ngồi không? Hai đơn vị khác cũng do y phụ trách là tòa án và viện kiểm sát đều là đơn vị cấp phó huyện, do Đại hội đại biểu nhân dân giám sát nghiêm ngặt, anh muốn xen vào thì cũng không được. Anh đi hỗ trợ Bàng quân xử lý hậu sự cho lão Mã, nói ý kiến của tôi cho Bàng quân nghe. Nói là tôi nói, chỉ cần pháp y kiểm tra không vấn đề gì liền giảm thiểu ảnh hưởng, nhanh chóng xử lý. Người nhà lão Mã thì anh cũng bố trí, trấn an bọn họ, cần ổn định. Triệu Quốc Đống rất buồn bực vì việc này. Chủ tịch, việc này sợ không dễ làm, bí thư Bàng tự mình xử lý. Quế Toàn Hữu có chút khó xử nói. Không có gì khó cả. Công an huyện là đơn vị trực thuộc ủy ban, anh là chánh văn phòng, trưởng phòng công an xảy ra chuyện, anh là chánh văn phòng ủy ban ra mặt xử lý là hiển nhiên. Bàng quân thì tôi sẽ gọi điện. Triệu Quốc Đống có chút tức giận mà nói. Quan hệ của hắn với Bàng quân còn khá được, nhưng y muốn lợi dụng việc này mà gây rối có phải tát vào mặt hắn không? Bí thư La, lão Mã đã mất, tôi đã bố trí lão Quế đi lo liệu hậu sự. Nếu như pháp y kiểm tra không vấn đề gì thì đề nghị nhanh chóng xử lý. Về phần mấy chi tiết không quan trọng thì tôi thấy không cần giữ chặt không buông. Đã là 30 rồi, làm quá sẽ không tốt cho hình ảnh huyện ủy, ủy ban. Ngài thấy có được không? Triệu Quốc Đống gọi điện cho La Đại Hải mà nói. Ừ, tôi đồng ý. Lão Bành đã đến hiện trường, các đồng chí cục công an thành phố cũng đang khám nghiệm. Cậu bảo lão Quế đi hỗ trợ lão Bàng. La Đại Hải nói. Ý tôi là để ủy ban toàn quyền xử lý việc này, nếu không sẽ kéo dài. Triệu Quốc Đống nói. Ồ, cũng được, để ủy ban ra mặt giải quyết. Tôi gọi cho lão Bàng. La Đại Hải suy nghĩ một chút rồi nói. Y nghe ra Triệu Quốc Đống đang tức giận, vì thế cũng thầm oán Bàng quân này không biết điều. Chủ tịch huyện vừa lên mà mày định gây chuyện, đây có phải cố ý làm Triệu Quốc Đống mất mặt không? Quế Toàn Hữu rất nhanh báo cáo tình hình với Triệu Quốc Đống. Đêm đó Mã Đạo Quân ăn cơm với mấy phó trưởng phòng rồi đánh mạt trược đến 12 giờ đêm. Sau đó Mã Đạo Quân chắc tới chỗ người phụ nữ kia, nửa đêm người mệt nên lái xe về nhà. Vợ Mã Đạo Quân rất khó xử lý, chủ yếu là do Bàng Quân hứa với đối phương. Quế Toàn Hữu mất nhiều công sức nhưng không ăn thua. Có lẽ phải làm công tác với con cái mới được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 6, chương 9, nhắc nhở 3+4. À ngu xuẩn này định lấy danh dự của chồng ra uy hiếp chính quyền sao? Triệu Quốc Đống tức giận mắng. Mẹ kiếp, à tưởng rằng có thể được thứ gì, bị người lợi dụng còn không biết. Được rồi lão Quế, có điều kiện gì cứ đồng ý trước, chỉ cần không quá đáng là được. Cuối cùng Quế Toàn Hữu đã đuổi được người nhà Mã Đạo Quân đi. Sau khi pháp y kết luận Mã Đạo Quân chết vì bệnh tim, càng phải dặn người nhà Mã Đạo Quân một trận, yêu cầu bọn họ thống nhất ý kiến với ngoài nên mới có thể dừng vụ việc. Mẹ kiếp, đừng nghĩ tôi không biết ý của hắn là gì. Không phải muốn kiêm chức trưởng phòng công an sao? Triệu Quốc Đống tức giận nói. Nằm mơ đi, chỉ cần tôi làm chủ tịch huyện một ngày thì hắn mơ đi. Không để ý đến đại cuộc. Chỉ mơ lợi riêng thì sao có thể để hắn làm. Quế Toàn Hữu lần đầu tiên thấy Triệu Quốc Đống tỏ rõ thái độ về một lãnh đạo huyện trước mặt mình như vậy, điều này có khác gì rõ ràng tuyên bố đối đầu. Mặc dù Bàng Quân chỉ là một bí thư đảng ủy công an huyện nhưng cũng là thường vụ huyện ủy, có phiếu quan trọng trong hội nghị thường ủy. Mà Triệu Quốc Đống bây giờ còn chưa có đồng minh thân cận trong hội nghị thường ủy. Chuyện bình thường có lẽ không vấn đề gì,
nhưng ở vấn đề quan trọng mà thiếu đồng minh sẽ khiến bao cố gắng bay biến. Chẳng qua suy nghĩ một chút thì y cũng hiểu, Triệu Quốc Đống mới 25 tuổi, gặp chuyện này không lập tức phát tác mà chỉ nói chuyện với mình đã là tốt rồi. Chủ tịch Triệu, bí thư Bàng có lẽ cũng có áp lực khá lâu, cũng không phải nhằm vào ngài. Tôi sau khi nói ý của ngài với bí thư Bàng đã không nói gì nữa. Thực ra Bàng Quân lúc ấy cũng không khách khí, nói đây là việc của bọn họ, ý là ủy ban đừng nhúng tay vào. Hừ, anh không cần giảng hòa giúp Bàng Quân, tôi biết hắn không dễ nói chuyện như vậy, hơn phân nửa là do bí thư La nói. Triệu Quốc Đống mặc dù cũng biết bây giờ mình được cán bộ cấp xã, thị trấn coi trọng nhưng trong mắt các cán bộ phòng ban lại khác. Hơn nữa người trong bộ máy lãnh đạo huyện cũng đều có chỗ dựa cơ mà. Mùa xuân năm 96 đã tới. Chuyện ngày 30 Tết làm cả ủy ban huyện Hoa Lâm không được vui vẻ gì. Chẳng qua việc này không ảnh hưởng tới tâm trạng của cán bộ công chức trong huyện ủy ban huyện. Năm nay bọn họ nhận được tiền thưởng theo tiêu chuẩn cán bộ thị xã khiến ai cũng vui vẻ. Dù trời có đổ tuyết rất lạnh cũng không thể lấn át được tâm trạng vui vẻ đó. Tối 30, Triệu Quốc Đống theo thông lệ cùng La Đại Hải đến phòng cung ứng điện trực. Mấy cơ quan như trại tạm giam, đồn công an nội thành, bệnh viện huyện đều có người trực. Ai cũng có thể về nhà ôm vợ con, xem TV, xem chương trình Tết nhưng nhân viên trực ban của mấy cơ quan này không được. Đương nhiên lãnh đạo huyện cũng chỉ đi xem cho có mà thôi. Ngày mồng 1 Triệu Quốc Đống cũng không có nhiều việc mấy. Hắn tới xem hai xã, thị trấn, rồi lên huyện đến công ty Bách Hóa, bến xe, mấy công trình vậy là hết buổi sáng. Chiều mồng 1 Triệu Quốc Đống coi như chính thức được nghỉ ngơi. Ngoài Triệu Quốc Đống, Lỗ Đạt cùng với Tào Uyên ra thì các lãnh đạo huyện khác đều là người địa phương, hoặc người nhà đã chuyển tới Hoa Lâm sống. Vì thế việc trực mấy ngày Tết cũng nên để lãnh đạo địa phương có cơ hội vất vả một chút. Triệu Quốc Đống chạy xe lên An Đô đã là 5 giờ chiều. Hắn không ở lại An Đô mà trực tiếp quay về Giang Miếu. Năm nay hắn không thể về tầm 30 như mọi năm, cũng chỉ có thể về nhà khi đã sang mồng 1. Xe tiến vào nhà máy, Triệu Quốc Đống lập tức cảm nhận được không khí trầm lắng. Mặc dù cuộc sống trong nhà máy vẫn diễn ra nhưng có thể thấy năm 95 là năm rất khó khăn với mọi người trong nhà máy dệt. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, nhà máy dệt suy sụp là điều hắn đoán trước. Triệu Quốc Đống từng hoặc sáng hoặc tối nhắc nhở Tránh Dương cùng với Khanh Quang Vinh. Nhưng bọn họ mặc dù cũng thấy được xu thế này nhưng không ai nghĩ nó tới nhanh như vậy. Khanh Quang Vinh cũng khá giảo hoạt, y lấy lý do trong nhà máy có người phản đối nên thuận lợi mà lui. Sau đó được điều tới làm một chức vụ nhàn hạ trong Cục Công nghiệp Dệt thành phố. Vị giám đốc nhà máy mới khi tới gặp phải tình hình kinh doanh như vậy thì đúng là không nghĩ ra biện pháp nào để đối phó. Biện pháp duy nhất chính là đặt vào hệ thống ngân hàng. Chẳng qua ngân hàng đã chịu quá đủ với mấy công ty sắp phá sản thế này, rất kiên quyết không cho vay thêm. Kết quả nhà máy dệt chỉ đi vào bước đường cùng. Xe Desert Print của Triệu Quốc Đống lặng lẽ dừng lại phía sau chiếc xe Toyota Desert Print biển N. 10.888 đầy oai phong của Đức Sơn. Phía trước còn có xe Audi của Triệu Trường Xuyên và Cherokee của Lưu Thành. May quá, Triệu Quốc Đống gặp bố mẹ thì chút lo lắng trong lòng đã biến mất. Hai người trông khá vui vẻ, xem ra có lẽ do Triệu Quốc Đống cảnh báo sớm nên hai người đều đã chuẩn bị về tâm lý, hơn nữa thời buổi này ai có thể lo được cho nhau. Có thể lo cho người nhà mình đã là quá tốt rồi. Nhà vẫn là như vậy. Thậm chí ngay cả đồ dùng cũng không thay đổi. Thay đổi có lẽ chính là TV chuyển sang loại 34 inch. Dù Triệu Phu Vọng và Hứa Tú Cần rất không thích, nói vậy là khoe khoang. Con cái có chuyện của con cái trưởng thành có thể kiếm được tiền là tốt. Nhưng vợ chồng già nên sống theo nếp cũ, có thể mỗi ngày nhìn thấy bạn bè trong nhà máy đã đủ làm cho Triệu Phu Vọng và Hứa Tú Cần vui vẻ rồi. Đối với việc Triệu Đức Sơn nói mua biệt thự ở An Đô cho hai người dưỡng già, ông bà không thích, cũng không cảm ơn. Cũng may cơn tức giận của Triệu Phu Vọng 1-2 năm qua đã giảm nhiều, mới không mắng cho Đức Sơn một trận. Chẳng qua ông cũng xa sầm mặt với Đức Sơn. Lưu Thành và Triệu Linh San mặc dù đã đăng ký kết hôn nhưng năm 95 rất bận. Lưu Thành không ngừng chạy quanh các nơi trong cả nước khảo sát nguồn nước mới, ngay cả Triệu Linh San cũng không thể không gánh vác việc phụ trách trụ sở tạm thời ở huyện Thương Lãng. Nếu đã bắt tay vào việc thì phải tìm hiểu công việc. Mặc dù Triệu Linh San trước đây chỉ làm nhân viên bình thường của nhà máy dệt, nhưng bây giờ đến công ty nước suối Thương Lãng làm thì cũng phải học rất nhiều. Thời gian đều phải dành hết vào đó nên càng không nói gì tới chuyện nghỉ phép đi du lịch. Công ty gia đình có ưu thế và chỗ tốt của nó,
ít nhất khi mới đầu gây dựng sự nghiệp không phải lo về sự trung thành, nhất là khi Triệu Quốc Đống nắm giữ quyền lực trung tâm. Triệu Quốc Đống tin rằng trong thời gian ngắn thì nước suối Thương Lãng còn chưa đến mức tranh quyền đoạt lợi giữa các anh em với nhau. Ngồi trong bàn ăn, người nhà Triệu gia khá vui vẻ. Điều này làm Triệu Quốc Đống cũng vui lây và ăn nhiều. Trong thời gian này hắn không ngừng ăn cơm mời ở Hoa Lâm, điều này làm Triệu Quốc Đống ăn đến phát chán. Lúc thì mời lãnh đạo thị xã, lúc thì giữ huyện và các cục mời nhau. Mặc dù Triệu Quốc Đống cố gắng bố trí lãnh đạo phụ trách mảng đó đi tham gia, nhưng một vài cục quan trọng như tài chính, công an, giao thông, kế hoạch đầu tư, nhân sự thì hắn không thể không đi. Nhất là mấy cơ quan như ban tổ chức cán bộ, ban tuyên giáo thì ngay cả La Đại Hải cũng không thể vắng mặt. Mấy cơ quan này đều có một lãnh đạo thị ủy, anh không đi thì không chừng sẽ bị người ta có ấn tượng anh trẻ người, dễ xúc động. Triệu Quốc Đống không muốn mất điểm trước mặt đối phương. Chẳng qua ăn cơm nhà bây giờ cũng thấy ngon hắn. Trước đó trong nhà đã ăn tất niên, ngoài Triệu Quốc Đống không thể về thì những người khác đều có mặt đông đủ. Hôm nay Triệu Quốc Đống về, mai Lưu Thành sẽ mang theo Triệu Linh San về Bình Xuyên. Hai người ở lại cũng chính là muốn chờ Triệu Quốc Đống về và gặp một chút. Cả một năm mặc dù gặp có vài lần nhưng cũng hay gọi điện trao đổi, ít có thời gian ngồi xuống tâm sự. Triệu Quốc Đống vỗ vỗ bụng và mở rộng thắt lưng. Bây giờ ăn một bữa ngon lành với gia đình cũng xa xỉ như vậy, mình thật sự có bận như vậy sao? Bận đến độ ngay cả thời gian về nhà ăn bữa cơm, gọi điện cũng không có sao. Nhìn ánh mắt của bố và mẹ nhìn mình với sự quan tâm, Triệu Quốc Đống cảm thấy ấm áp trong lòng. Tình thân thường thường khi sắp mất hoặc là đã mất thì người ta mới thấy được sự quý giá của nó. Trong đầu Triệu Quốc Đống đột nhiên nhảy ra câu này nhưng không nhớ rõ là ai nói. Bố, mẹ, con ăn no rồi. Lâu rồi không ăn no như vậy. Ở ngoài mặc dù suốt ngày ăn thịt, ăn cá nhưng nói đó là chịu tội thì sợ không ai tin. Nhưng đối với con đúng là như vậy. Ôi, đúng là số khổ, ngay cả hưởng thụ cũng coi là mệt. Anh nói đúng đó, em cũng không thích ăn cơm nhà hàng, khách sạn, cho nên có thể không đi thì cố gắng không đi, chỉ không thể đẩy được thì mới đi. Triệu Trường Xuyên đương nhiên có thể hiểu cảm giác của Triệu Quốc Đống. Tết này em ngoài việc ăn liên hoan với nhân viên quản lý và cán bộ trung tầng của công ty ra thì chỉ ăn hai bữa với Bí Thư Liễu và Thị trưởng Tôn. Các phụ khác đều do anh hai và Lưu Thành đi giúp em. Lúc này Triệu Trường Xuyên đã mơ hồ có phong độ của một chủ tịch công ty. Mặc dù trước mặt Đức Sơn và Lưu Thành thì cũng tỏ rõ khí thế trầm ổn tự nhiên. Triệu Quốc Đống cũng có thể thấy thái độ của Đức Sơn với Lưu Thành và Triệu Linh San đã thay đổi hơn trước. Triệu Quốc Đống phải thầm khen 2 năm rèn luyện đã biến Trường Xuyên thành một nhà kinh doanh thành công. Trường Xuyên, việc này sẽ có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Nhưng đối với chuyện của công ty thì có những việc cần phải đi. Trường Xuyên chép miệng không nói gì. Chị dọn giúp bố mẹ, bọn em sang bên kia ngồi. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Đức Sơn, Trường Xuyên và Lưu Thành đều đứng lên, Triệu Vân Hải hơi do dự một chút. Vân Hải, chú lại đây. Cũng nên nghe chuyện trong nhà một chút. Học cũng có tác dụng, chú ở trường khi học cũng có lợi hơn. Triệu Phu Vọng và Hứa Tú cần biết mấy thằng con của mình có việc quan trọng cần bàn. Thấy con cái trong nhà đều rời khỏi nhà máy, mặc dù không rõ con cái làm gì nhưng trong năm người con ngoài Triệu Vân Hải đang đi học ra, mấy đứa khác mỗi người đều lái xe trở về, vợ chồng Triệu Phu Vọng sao có thể không tự hào. Trong nhà máy vốn chỉ có mình Khanh Quang Vinh là có xe chuyên dụng. Các phó giám đốc nhà máy khác đều là luân phiên. Mà con của ông bà ra ngoài có vài năm mà bây giờ đều là áo gấm về nhà. Quốc Đống thậm chí còn làm chủ tịch huyện, ông bà cảm thấy đó như là nằm mơ. Triệu Quốc Đống vào phòng, hắn đưa tay vuốt ve chiếc giường cũ của mình. Căn phòng rất sạch sẽ, Hứa Vĩ thi thoảng đến đây ngủ lại. Bà mẹ hắn vẫn để nguyên căn phòng lại. Trường Xuyên, đã bao lâu chú không về? Triệu Quốc Đống đột nhiên nói. Hơn 3 tháng rồi ạ. Trường Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói. Anh hai thì tháng trước đã về, chị và anh Thành cũng về được hơn tháng. Ồ, anh đã gần nửa năm không về rồi. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Ngồi đi. Anh, bố mẹ cũng không muốn rời khỏi đây, bọn em không có cách nào. Nếu bố mẹ chuyển lên An Đô thì tiện hơn nhiều. Đức Sơn chép miệng nói. Anh nói chuyện với bố mẹ đi, bố mẹ vẫn luôn nghe anh. Hừ. Anh có thể đi làm cái chuyện bố mẹ không muốn sao? Triệu Quốc Đống hừ một tiếng mà nói. Bố mẹ muốn ở đây thì cứ để bố mẹ ở cũng được. Bố mẹ vẫn còn khỏe, Hứa Vĩ không phải vẫn ở bên sao?
có cậu ta thi thoảng qua lại xem thì chắc 2-3 năm cũng không sao, đợi thêm vài năm nữa đi. A Thành, anh nói chuyện với anh Quốc Đống đi. Triệu Linh San và Lưu Thành đã kết hôn, nhưng anh em Đức Sơn quen gọi thẳng tên. Nếu bây giờ gọi Lưu Thành là Thành ca hay Lưu ca thì không tự nhiên, nhưng nếu gọi thẳng tên Lưu Thành lại có vẻ không quá tôn trọng. Cho nên Đức Sơn liền nghĩ thêm việc cho chữ A ở đầu giống bên Quảng Đông, vừa thân thiết vừa dễ gọi. Lưu Thành cũng thích cách gọi này. Ồ, Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, Lưu Thành có việc gì? Lưu Thành, anh có chuyện gì thế? Còn có gì giấu em sao? Không phải, Quốc Đống, chuyện này anh đã nói chuyện với Trường Xuyên và Đức Sơn, bọn họ cảm thấy cũng được nhưng còn không dám xác định nên muốn chú quyết định. Lưu Thành có chút khẩn trương. Đây là lần đầu tiên y nói ra ý kiến và suy nghĩ của mình. Y vốn hy vọng Trường Xuyên nói giúp mình với Triệu Quốc Đống, nhưng Trường Xuyên cảm thấy do tự Lưu Thành nói với đại ca mình tốt hơn, qua đó tiện cho việc trao đổi. Quốc Đống, hè năm nay anh tới khảo sát nguồn nước ở khu Đông Bắc, chính là khảo sát mấy huyện trong khu vực Trường Bạch Sơn, Cát Lâm như An Đồ, Phủ Tùng, Huy Nam, Tĩnh Vũ. Mấy nơi này đều nằm trong khu vực bảo vệ thiên nhiên Trường Bạch Sơn. An Đồ, Phủ Tùng, Huy Nam, Tĩnh Vũ đều có nguồn nước phong phú, hơn nữa chất lượng không hề thua kém bên Thương Lãng, sản lượng rất lớn, rất thích hợp thành lập nhà máy khai thác. Công ty dự định thành lập trụ sở ở An Đồ, sang năm sẽ khởi công xây dựng. Triệu Quốc Đống nhíu mày, chuyện này hắn sớm đã biết, Trường Xuyên cũng đã nói chi tiết với hắn về việc này. Trường Xuyên cảm thấy chiếm được nguồn nước phong phú ở Trường Bạch Sơn là rất cần thiết. Đây sẽ là trụ sở quan trọng để nước suối Thương Lãng đánh chiếm Đông Bắc, Hoa Bắc. Chuyện này có cần Lưu Thành phải nghiêm túc trao đổi với mình không? Triệu Quốc Đống bắt đầu nghi ngờ. Khi anh khảo sát mấy huyện quanh khu vực Trường Bạch Sơn thì phát hiện ở đây có nhiều đặc sản, nhất là mật ong. Mặc dù địa phương cũng có mấy công ty đang làm nhưng quy mô nhỏ, phân bố rải rác, hơn nữa không có thương hiệu, điều này là rất đáng tiếc. Nếu như công ty chúng ta tham gia vào ngành sản xuất này, với thực lực và mạng lưới kinh doanh của chúng ta thì hoàn toàn có thể làm được ngành này. Đây sẽ thành một điểm sáng trong tăng trưởng lợi nhuận của nước suối Thương Lãng chúng ta. Mật ong, anh muốn tiến vào các sản phẩm của ong mật. Triệu Quốc Đống hiểu ra và nói. Đúng, Quốc Đống, chú có lẽ cũng nghe nói tới mật ong Trường Bạch Sơn phải không? Trên thực tế mật ong Trường Bạch Sơn chỉ là cách xưng hô không rõ ràng. Hễ là mật ong làm từ nơi này đều được gọi là mật ong Trường Bạch Sơn, hơn nữa nhiều nhãn hiệu, căn bản không tạo thành một ngành sản xuất có quy mô. Lưu Thành đã sớm quen với cái nhìn nhạy bén của Triệu Quốc Đống, y rất bình tĩnh nói. Anh cảm thấy đây là cơ hội của nước suối Thương Lãng chúng ta. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút, đây có phải là đa dạng hóa sản phẩm không? Nếu là như vậy thì việc công ty đa dạng hóa sản phẩm sớm như vậy là tốt hay không? Triệu Quốc Đống lần đầu không dám xác định, mật ong là loại sản phẩm có lợi cho sức khỏe, nhưng nó khác với mấy sản phẩm có lợi cho sức khỏe bây giờ. Sản phẩm mật ong là thực phẩm tự nhiên, có nhiều lợi ích cho sức khỏe con người mà không có tác dụng phụ gì. Hơn nữa ngành sản xuất mật ong cũng như ngành nước, nếu như chiếm được thời cơ thì đó sẽ là một ngành có tính khả quan rất cao. Nhưng vấn đề không phải ở cái này, nước suối Thương Lãng bây giờ tuy phát triển rất nhanh, dù là Đông Bắc, Hoa Đông hay là trụ sở mới xây dựng đều cần quan tâm. Hai trụ sở này một khi xây dựng xong thì sẽ khiến nước suối Thương Lãng như một cơn gió lốc quét ngang Đông Bắc, Hoa Bắc. Thậm chí Hoa Đông, cùng trụ sở ở Thương Lãng tiến công Đông Nam, Tây Nam. Điều này khiến cho lợi nhuận của nước suối Thương Lãng sẽ tăng lên thêm nữa. Mà lúc này Lưu Thành lại đột nhiên muốn chuyển sang đánh chiếm ngành sản xuất mật ong thì đúng là cần phải cẩn thận suy nghĩ. A Thành, anh nói cho em biết anh không thoải mái khi làm việc ở công ty, hay thực sự muốn mở con đường trong ngành sản xuất mật ong này? Triệu Quốc Đống từ tốn nói. Anh cũng biết nước suối Thương Lãng năm nay có thể có cơn bộc phát lớn như vậy thì người sẽ khá thiếu. Công ty cần người như anh có thể tự mình phụ trách một khu vực. Quốc Đống, anh làm rất thoải mái, thật đó, không tin chú có thể hỏi Trường Xuyên và Đức Sơn. Nhưng thứ nhất anh cảm thấy ngành sản xuất mật ong này có tương lai. Thứ hai anh cũng thử xem mình có thể mở được cục diện trong ngành sản xuất khác hay không. Anh hy vọng chú có thể cho anh cơ hội này. Trước đó anh đã nói với Đức Sơn. Cũng đã tìm Trường Xuyên mà trao đổi. Trường Xuyên cũng ủng hộ quyết định của anh nhưng chú phải là người quyết định cuối cùng. Lưu Thành rất thản nhiên nói. Triệu Quốc Đống nhìn lướt qua Đức Sơn và Trường Xuyên. Đức Sơn mặt không chút thay đổi, Trường Xuyên lại khẽ gật đầu. Như vậy anh hy vọng em ủng hộ anh gây dựng sự nghiệp. Triệu Quốc Đống có chút buồn bực,
Lưu Thành mặc dù làm phó tổng giám đốc của công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng, nhưng công ty này dù sao cũng do Trường Xuyên và Đức Sơn do một tay Triệu Quốc Đống ủng hộ mà thành lập. Trường Xuyên và Đức Sơn có ưu thế tâm lý, cho nên trong lòng Lưu Thành luôn có ám ảnh, vì thế cũng có suy nghĩ tự gây dựng sự nghiệp. Ừ, Quốc Đống, anh hy vọng chú có thể ủng hộ anh như lúc trước đã ủng hộ Trường Xuyên và Đức Sơn, để anh thử đi vào ngành sản xuất mật ong một lần. Mặc kệ thành công hay không, ít nhất anh cũng có thể thử. Sống trên đời ít nhất cũng phải dám thử sức của mình chứ. Mắt Lưu Thành sáng lên nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống gật đầu, Lưu Thành này coi như được, thản nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng, muốn gây dựng sự nghiệp, muốn tự mình phụ trách cũng không phải việc xấu. Có người chỉ thích hợp làm nhân viên, có người trời sinh đã là người chỉ huy. Biết đâu Lưu Thành là vế sau thì sao? Như vậy cũng tốt, đỡ phải lo việc nước suối Thương Lãng đa dạng hóa sản phẩm sẽ khiến Trường Xuyên phân tâm. Trường Xuyên có thể toàn tâm toàn ý phát triển trong việc kinh doanh nước suối. Mà Lưu Thành chuyển sang chiến đấu ở ngành sản xuất mật ong, xem hai người có thể đi được bao xa. Được, A Thành, cứ quyết định như vậy đi. Tài chính em bỏ ra, anh phải đưa ra kế hoạch cần bao nhiêu tài chính, sau đó theo tỷ lệ mà chia cổ phần. Cổ phần của anh và chị tiếp tục giữ lại trong nước suối Thương Lãng. Như vậy cũng có thể cho mình một đường lui. Dù sao anh bây giờ cũng không phải độc thân nữa, sau này còn có con cái. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Anh biết tính cách của em rồi đó, em sẽ không can thiệp vào việc kinh doanh cụ thể của anh. Nhiều nhất em chỉ trao đổi suy nghĩ và phương hướng phát triển của công ty với anh mà thôi. Ừ, anh cũng nghĩ như vậy. Quốc Đống, ánh mắt chiến lược của chú không ai có thể bằng. Anh thật lòng hy vọng chú chỉ điểm giúp anh nhiều hơn. Lưu Thành tự muốn gây dựng sự nghiệp là có ý của mình. Nếu ở lại nước suối Thương Lãng thì chỉ là người làm cho Trường Xuyên. Đức Sơn còn đỡ một chút, dù sao cũng không phải nhân tài tự phụ trách một mặt. Năng lực chính của y chính là quan hệ với cơ quan nhà nước, luôn có thể quan hệ mật thiết với chính quyền địa phương, cũng có thể xưng anh em với nhà kinh doanh. Trường Xuyên có ánh mắt tốt, lấy Đức Sơn ra ngoài mở thị trường cũng là dung. Nhất là trong vấn đề tiêu thụ nước suối thì nó càng quan trọng hơn. Có thể trói chặt các nhà đầu tư vào nước suối Thương Lãng thì công ty sẽ không bao giờ thất bại. Trường Xuyên không hổ là người phụ trách chính của nước suối Thương Lãng, dù quan hệ tương lai hay hoạt động kinh doanh của công ty đều tiến hành tốt. Mà Trường Xuyên vừa bận công tác vừa không quên học tập cũng khiến Lưu Thành kính nể. Đúng vì nguyên nhân này nên y mới không muốn tiếp tục ở nước suối Thương Lãng, cũng muốn thử tự độc lập một phen. Quyển 6, chương 10, nhìn về nơi xa. Chẳng qua Lưu Thành cũng không phải là muốn tách hẳn khỏi nước suối Thương Lãng. Y hy vọng thành công ty còn có tính độc lập tương đối cao. Mà ở vấn đề này y đã sớm bàn với Trường Xuyên. Trường Xuyên cũng đồng ý với ý tưởng này. Đương nhiên quyền quyết định cuối cùng là của Triệu Quốc Đống. Lưu Thành mặc dù hiểu rõ Trường Xuyên là người phụ trách chính của nước suối Thương Lãng, nhưng linh hồn và trung tâm của nước suối Thương Lãng lại là Triệu Quốc Đống. Chỉ điểm chiến lược của Triệu Quốc Đống đã khiến nước suối Thương Lãng phát triển quá nhanh. Mà Lưu Thành cũng hy vọng mình được giúp như vậy chứ không chỉ riêng vấn đề tài chính. Triệu Quốc Đống hiểu Lưu Thành sớm chú ý đến ngành sản xuất mật ong này. Lưu Thành cũng đưa ra được kế hoạch sơ bộ về việc quy hoạch, xây dựng nhà máy sản xuất ô tô đến lợi dụng thương hiệu của nước suối Thương Lãng đều khá chi tiết, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Tuyệt đối không nên coi thường bất cứ ai. Lưu Thành thay đổi chứng minh thế giới này không thiếu nhân tài. Mà nhân tài có thể thành nhân tài là do y giỏi học tập, đề cao, giỏi nắm bắt cơ hội. Triệu Vân Hải đi cùng Triệu Quốc Đống lượn lờ trong nhà máy. Năm trước y cũng Triệu Quốc Đống đi dạo như vậy. Chẳng qua tại sao Triệu Quốc Đống chỉ gọi mình y làm Triệu Vân Hải có chút khó hiểu. Vân Hải, em thấy Lưu Thành sẽ thành công không? Anh không phải nói là thành công hay không không quan trọng là chúng ta phải thử sức. Triệu Vân Hải nói. Ồ, xem ra Lưu Thành cũng nghe được lời này của anh. Triệu Quốc Đống cười nói. Vân Hải. Em học kinh tế chuyên nghiệp ở trường, như vậy chắc cũng nghiên cứu về tài chính phải không? Vâng, chẳng qua em mới học năm 2 nên nhiều thứ phải học thêm. Pháp luật kinh tế rất rộng, mấy thứ anh nói thì em cũng xem qua nhưng không hiểu. Anh hy vọng em sau này làm gì? Triệu Vân Hải cười nói. Không phải anh hy vọng em sau này làm gì, tri thức rất nhiều, tiếp xúc nhiều sẽ có lợi cho sự lựa chọn. Em lựa chọn pháp luật kinh tế, có lẽ ngoài pháp luật thì em cũng có hứng thú với tài chính. Kinh doanh, sau này có lẽ em và anh có thể làm những việc khác Trường Xuyên và Lưu Thành. Triệu Quốc Đống cười nói.
Chuyện khác sao ạ? Triệu Vân Hải phục Triệu Quốc Đống nhất, ông anh đột nhiên tạo ra nước suối Thương Lãng, mặc dù y bây giờ còn không biết quy mô của nước suối Thương Lãng lớn như thế nào, nhưng chỉ riêng việc lên CCTV quảng cáo, chỉ riêng việc xây dựng chi nhánh mới ở Cát Lâm và An Huy thì cũng có thể thấy công ty đó là rất lớn. Ừ, tiến từng bước trong công việc, nhưng cũng tốn nhiều tâm trí, làm như thế nào để mượn sức của người khác mà kiếm tiền giúp mình cũng là một sự lựa chọn. Triệu Quốc Đống cười nói. Bên đầu tư thì em cũng có thể đọc nhiều một chút. Đầu tư tài sản và đầu tư mạo hiểm thì anh thích đầu tư mạo hiểm hơn. Đầu tư mạo hiểm đòi người ta có ánh mắt, lúc nào rời đi, lúc nào tiến vào ngành sản xuất nào, khoái cảm trong đó là rất lớn. Anh tin chú sẽ thích ngành này. Anh cảm thấy em sau khi tốt nghiệp nên vào ngành đầu tư tài chính sao? Triệu Vân Hải có vẻ suy nghĩ ra gì đó. Ừ, như Lưu Thành muốn GDSS, trên thực tế sản phẩm mật ong không phải là mới, có không ít người làm được. Chẳng qua Lưu Thành nói đúng, dựa vào thương hiệu của nước suối Thương Lãng mạnh mẽ tham gia thì vẫn có thể kiếm được nhiều tiền. Triệu Quốc Đống nhìn ra xa mà nói. Trường em có mạng Internet chưa? Chưa có à, em nghe nói mấy thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu mới có. Nghe nói qua BBS của Đại học Thanh Hoa chưa? Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Em nghe rồi. Triệu Vân Hải có chút hưng phấn mà nói. BBS của Đại học Thanh Hoa đều rất giỏi, bây giờ các trường đại học trong cả nước đều biết, đều muốn vào nhưng có điều kiện rất cao. Ừ, anh thấy em cũng đã có cảm giác, Internet là xu thế phát triển tất yếu sau này. Mạng Internet sẽ là một ngành sản xuất khổng lồ không thua kém bất cứ ngành nào. Sức ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển của xã hội không thua gì phát minh ra điện, bóng đèn. Triệu Quốc Đống nói rất bình tĩnh nhưng lại làm Triệu Vân Hải chấn động. Máy hơi nước có tác dụng thúc đẩy cách mạng công nghiệp, mạng Internet nếu như vậy chẳng phải là cách mạng ngành sản xuất thứ ba sao? Mặc dù Triệu Vân Hải cũng thường xuyên được học máy tính ở trường, thậm chí cũng mua một chiếc máy nhưng y không nghĩ mạng Internet có tác dụng lớn như vậy. Triệu Vân Hải vẫn rất kính phục ông anh, cho rằng ý chí của Triệu Quốc Đống vô hạn, mà quan điểm cũng vượt qua thời đại. Nhưng y đúng là không quen với tư tưởng vượt trội của Triệu Quốc Đống. Anh nói mạng Internet có thể mang tới sức ảnh hưởng lớn như vậy sao? Triệu Vân Hải thử hỏi. Em càng hiểu về nó sẽ càng lúc càng cảm thấy mạng Internet khiến thế giới biến hóa như thế nào. Bây giờ có lẽ em chưa thấy nhưng 3 năm, nhiều nhất 5 năm nữa thì ngành sản xuất tích cực nhất sẽ phải dựa vào tin tức của mạng Internet. Cho nên anh hy vọng lúc em còn đi học thì tìm hiểu vấn đề này nhiều hơn. Anh hy vọng sau này em có thể thử sức mình trong ngành sản xuất này. Nhưng em học bên pháp luật, mạng Internet phải thuộc bên công nghệ mới đúng. Triệu Vân Hải có chút khó hiểu nói. Anh cũng không nói em phải hiểu được máy tính hay phần mềm. Anh chỉ muốn em hiểu rõ xu thế phát triển của ngành sản xuất này, tìm cơ hội trong đó. Em học pháp luật, anh bảo em vào ngành này không cần em là nhân viên kỹ thuật, làm hacker. Ý của anh là cho em một khoản tài chính, em đầu tư vào mạng Internet mà kiếm tiền. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Nói đúng ra là anh chú trọng mạng Internet, anh hy vọng có thể đầu tư mạo hiểm vào ngành sản xuất này. Triệu Vân Hải cuối cùng đã hiểu ý của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cho rằng mạng Internet sẽ là ngành sản xuất chính của xã hội. Mặc dù tương lai của mạng Internet bây giờ vẫn còn mơ hồ nhưng Triệu Vân Hải tin vào ánh mắt của Triệu Quốc Đống. Triệu Vân Hải tin anh mình khẳng định như vậy thì phải có nghiên cứu. Mà y bây giờ chỉ cần là tập trung tinh lực làm ngành này là được. Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện về xu thế phát triển của mạng Internet. Đến khi Phòng Tử Toàn gọi điện cho Triệu Quốc Đống thì hắn mới về. Năm qua Phòng Tử Toàn có thể nói là rất vui vẻ. Giá than không ngừng tăng lên làm y lãi lớn. Giá than Ando trong một năm qua tăng 20 tệ một thấn, thậm chí đạt tới 30 tệ, hơn nữa căn cứ xu thế bây giờ thì giá càng tăng lên. Phòng Tử Toàn bắt đầu không thỏa mãn với sản lượng khai thác được. Y đang suy nghĩ tăng thêm việc khai thác, mở rộng quy mô nhưng nó lại cần đầu tư. Triệu Quốc Đống cũng không quá hứng thú với ngành sản xuất này. Mặc dù hắn cũng biết tài nguyên thiên nhiên là ngành lãi lớn của Trung Quốc. Trong 14 năm từ 96 đến 2009 thì các ông chủ ngành than là người kiếm rất nhiều tiền. Phòng Tử Toàn muốn mở rộng quy mô, Triệu Quốc Đống liền nói với y rằng giá than năm 98 sẽ giảm mạnh do Trung Quốc khủng hoảng kinh tế, đến năm 2001 giá mới quay về, bảo đối phương cân nhắc. Nếu quyết định làm trong ngành này thì tốt nhất bây giờ tích lũy tài chính, đợi đến khi khủng hoảng mua một mỏ lớn hơn thì ổn nhất.
Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Phòng Tử Toàn chấn động. Y nói phải suy nghĩ kỹ. Cả Tết Triệu Quốc Đống rất bận, lúc này hắn mới phát hiện mình không thể rút chân ra khỏi các mối quan hệ. Lãnh đạo cấp trên, bạn bè, bạn học, các quan hệ đều cần duy trì. Nhất là sau khi hắn rời khỏi An Đô khiến quan hệ cũng nhạt đi. Nếu không nhân đợt Tết liên lạc thì nhiều quan hệ sẽ dần nhạt đi. Sau này có chuyện gì muốn nhờ người ta thì lại phải mất công quan hệ lại. Quyển 6, chương 11, chừng mực. Lam Đại, sao em lại ở đây? Triệu Quốc Đống tuyệt đối không ngờ đến nhà Lưu Triệu Quốc ăn Tết lại có cô bé này. Chẳng qua thấy vợ Lưu Triệu Quốc nên hắn không nói gì nữa. Quốc Đống, chú nói gì thế? Chị mời Tiểu Đại tới không được sao? Vợ Lưu Triệu Quốc cũng họ Lưu, Triệu Quốc Đống gọi là Lưu Tỷ. Ha ha, Lưu Tỷ, em không có ý đó, em chỉ khó hiểu thôi mà. Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. So sánh với một năm trước, bây giờ Lam Đại quyến rũ hơn, yêu nhã hơn, bớt vẻ kiêu kỳ của năm trước, nhưng lại có vẻ lạnh nhạt. Cô nhìn Triệu Quốc Đống mà không nói gì, điều này lại làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Triệu Quốc Đống không suy nghĩ nhiều. Người khác nghĩ như thế nào thì không phải việc của hắn. Hơn nữa hắn rất nhiều việc, đâu có thời gian nghĩ mấy việc này. Lam Đại đúng là có bản lĩnh để vợ Lưu Triệu Quốc tìm công việc cho cô ở An Đô. Việc này không quan hệ gì với hắn. Lần này Lưu Triệu Quốc mời khách không ở nhà mà là một khu nghỉ dưỡng khá yên tĩnh. Trong đó có một nhà hàng vừa phải, đồ ăn đều khá ngon. Thời này muốn được ăn đồ chay cũng khó. Anh nghe Tránh Dương nói huyện Hoa Lâm có một đạo quán làm đồ chay rất ngon. Lúc nào mời anh tới ăn đây? Liễu Đạo Nguyên cười nói. Bồng Sơn ở ngay cạnh Hoa Lâm mà anh còn chưa sang Hoa Lâm bao giờ. Liễu ca, không phải em tự khen nhưng đồ ăn chay và rượu bích ngọc nhũ của Hoa Lâm được xưng nhị tuyệt. Hơn nữa các đạo sĩ có kỹ thuật rất giỏi, tuyệt đối làm anh khó quên. Triệu Quốc Đống cười nói. Chờ quốc lộ Bồng Hoa thông xe thì từ Tân Châu sang Hoa Lâm chưa đầy 2 tiếng. Em sớm chờ ông anh tới. Ôi! Quốc lộ Bồng Hoa sợ rằng cuối năm nay cũng chưa chắc đã xong. Ha ha, còn một năm nữa cơ, một năm thay đổi rất nhiều. Liễu Đạo Nguyên nói như có ý ám chỉ gì đấy. Thái Chánh Dương ở trên tỉnh nên tin tức nhạy bén. Y sớm nghe thấy Liễu Đạo Nguyên làm tốt ở Tân Châu, ban tổ chức cán bộ trung ương coi là đối tượng khảo sát, xem ra muốn đề bạt. Liễu Đạo Nguyên có lẽ cũng nhận ra, hoặc là nói đang hoạt động. Chỉ là không rõ Liễu Đạo Nguyên đi đâu mà thôi. Thấy xung quanh không có người ngoài, Thái Chánh Dương nói. Lão Liễu, nghe nói sẽ điều đi phải không? Ông nghe ai nói? Liễu Đạo Nguyên nhìn Thái Chánh Dương, y biết Thái Chánh Dương mặc dù đi lại gần với mình nhưng đến cấp độ này thì mọi người đều có mạng lưới quan hệ, biết cũng là bình thường. Nhiều lời đồn nhưng ngay cả tôi cũng không biết có thể tin được không? Nếu nói không tin thì sao lại có lời đồn, nếu nói là tin thì ngay cả mình và cấp trên không có tin tức. Ha ha! Bây giờ nhiều việc chúng ta không biết thì bên ngoài đã bàn tán xôn xao. Ông không tin đến cuối cùng nó lại thành thật, không biết đây là đại biểu ý dân hay ý của lãnh đạo. Thái Chánh Dương lắc đầu nói. Ông tới Tân Châu đã 3 năm, 3 năm qua tốc độ tăng kinh tế của Tân Châu vẫn xếp thứ nhất, thứ hai của tỉnh. Mặc dù còn không vượt qua Miên Châu cùng Kiến Dương nhưng khoảng cách đã thu hẹp lại. Cứ theo xu thế này thì nhiều lắm 3 năm sẽ vượt qua 2 thành phố kia. Lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh sao lại không thấy? Nếu ban tổ chức cán bộ trung ương đã xuống khảo sát cán bộ thì tự nhiên là có ý đồ. Vậy sao? Liễu Đạo Nguyên cười nói. Vậy ông cũng không phải sẽ động sao? Tôi khác ông, tôi làm giám đốc sở chưa đầy 2 năm, ông làm giám đốc sở đã 6-7 năm. Nói về thành tích, năng lực, kinh nghiệm thì ông đều hơn, chỉ là bây giờ trên tỉnh không có vị trí trống, nhưng tỉnh bên lại có. Ông sẽ sang tỉnh bên sao? Vị trí của tôi có biến hóa thì cũng phải là sang năm sau. Ôi, ai có thể nói rõ chứ, nếu chưa ác thực thì sẽ còn có biến hóa. Liễu Đạo Nguyên đây coi như biến tướng thừa nhận khả năng kia là thật. Ha ha, lão Liễu, biến số thì chỉ ở địa phương mới có, nhưng đến cấp độ này thì sao có thể? Thái Chánh Dương cười nói, xem ra Liễu Đạo Nguyên cũng biết mình sẽ tiến lên một bước. Bảo sao chuyện của Triệu Quốc Đống do Liễu Đạo Nguyên nói với Phan Viên Chiêu, Phan Viên Chiêu lại chú ý như vậy. Triệu Quốc Đống này đúng là may mắn. Liễu ca sẽ đi sao? Triệu Quốc Đống cũng biết Liễu Đạo Nguyên lên chức là sớm muộn. Tân Châu 2 năm nay phát triển rất nhanh. Không chỉ có cao tốc An Quế, cảng Tân Châu, công ty rượu Tam Nguyên cũng kinh doanh rất tốt,
nghe nói đang chuẩn bị làm thủ tục niêm yết trên thị trường chứng khoán. Công ty động lực Ô Giang năm ngoái đã thoát khỏi tình hình hiệu quả kinh doanh kém, đây là những điều có quan hệ với cải cách do Liễu Đạo Nguyên đề xướng. Liễu Đạo Nguyên mặc dù không hòa hợp với thị trường nhưng vẫn khống chế tốt được thị ủy, khiến thị trường không thể ảnh hưởng được tới sự cải cách mà Liễu Đạo Nguyên đưa ra. Đây là nguyên nhân quan trọng khiến Tân Châu phát triển nhanh như vậy. Ồ, Quốc Đống, chú đừng lo chuyện của anh, lo chuyện của chú đi. Bây giờ chú đã tiến lên một bước, đúng rồi, hai năm nay anh thấy chú phải làm tốt công việc cho lãnh đạo cấp trên xem đi. Liễu Đạo Nguyên nhìn Triệu Quốc Đống. Kỳ Dư Hồng bây giờ đã đứng vững, Mạch Gia Huy nếu muốn gây chuyện với Kỳ Dư Hồng thì chỉ có hại. Nhưng Mạch Gia Huy cũng có chỗ dựa, chú tuyệt đối không được bị kéo vào quan hệ của hai người này. Liễu ca, điều này có thể sao? Em thì đáng gì, có thể cuốn vào cuộc chiến của thần tiên sao? Triệu Quốc Đống nói. Em bây giờ đúng như anh nói, cẩn thận làm việc, có thể kéo nhiều hạng mục về Hoa Lâm là điều em muốn nhất. Ừ, trụ cột công nghiệp của Ninh Lăng còn yếu kém. Kỳ Dư Hồng nếu muốn có thành tích nhất định phải suy nghĩ đến việc này. Chú chỉ cần có thể làm ra thành tích thì tin rằng dù trước đó Kỳ Dư Hồng cho chú lên là miễn cưỡng nhưng ấn tượng này có thể thay đổi. Ai làm lãnh đạo cũng hy vọng người mình đề bạt có thể làm mình nở mày nở mặt, đương nhiên chỉ sáng một chút là không được. Chú cũng phải nghĩ biện pháp để Kỳ Dư Hồng ủng hộ quan điểm của chú. Chú hiểu ý anh chứ? Liễu Đạo Nguyên nói thêm. Bây giờ lãnh đạo cũng thích người bên dưới thành người trong vòng tròn của y. Mặc dù bản thân anh thấy đây không phải xu thế tốt nhưng đây là điều không thể né tránh, nhất là người như chú mà muốn giữ tính độc lập là không thể. Chú vừa phải có ý kiến của mình, nhưng cũng nhất định phải để lãnh đạo cảm thấy chú làm ra thành tích dưới sự lãnh đạo của y. Ở điểm này chú phải nắm chắc. Triệu Quốc Đống gật đầu, Liễu Đạo Nguyên và Thái Chánh Dương có tác phong làm việc không giống nhau. Thái Chánh Dương chú trọng tính độc lập, mà Liễu Đạo Nguyên lại có phong cách liên hệ nhiều mặt. Tác phong làm việc của Thái Chánh Dương có liên quan với giai đoạn y làm bí thư huyện ủy huyện Hoa Dương, sau đó khi lên làm phó thị trưởng thì bởi vì nhất trí với quan điểm của Ninh Pháp nên y vẫn duy trì được tính độc lập của mình. Nhưng Liễu Đạo Nguyên thì khác, y công tác ở ban tổ chức cán bộ, hơn nữa làm phó trưởng ban một thời gian khá dài. Ban tổ chức cán bộ yêu cầu phục tùng quyết định của tổ chức, phục tùng đại cuộc. Khi đến Tân Châu bởi vì làm bí thư nên Liễu Đạo Nguyên mới thoát khỏi cảm giác làm phó mãi, cũng dần mạnh lên. Nhưng so với tác phong cứng rắn của Thái Chánh Dương thì phong cách của Liễu Đạo Nguyên lại ôn hòa hơn. Liễu Đạo Nguyên cũng có thể hiểu được điểm này nên khi nói chuyện với Triệu Quốc Đống còn có tính linh hoạt. Dù sao Liễu Đạo Nguyên sẽ rời khỏi tỉnh An Nguyên, khi ấy sức ảnh hưởng ở tỉnh An Nguyên sẽ giảm đi. Sau này dù là Phan Viên Chiêu hay Kỳ Dư Hồng có nể mặt Liễu Đạo Nguyên hay không cũng khó nói. Chánh Dương có thể sẽ lên, chẳng qua y đi đâu thì cũng chưa rõ. Liễu Đạo Nguyên cười nói. Trong 2-3 năm mà mấy người bọn anh chạy hết chỗ này chỗ khác. Lão Hùng thì tốt hơn một chút, coi như về tỉnh. Quốc Đống, Vưu Liên Hương kia là người của Lão Hùng. Trưởng ban thư ký thị ủy là nhân vật rất quan trọng, nếu biết xử sự thì sẽ thành cánh tay trái của Kỳ Dư Hồng. Chú nên nắm chắc mối này. Quyển 6, chương 12, chừng mực 2. Lời tâm huyết của Liễu Đạo Nguyên làm Triệu Quốc Đống có chút cảm động. Liễu Đạo Nguyên từ ban tổ chức cán bộ đi ra, nói chuyện thường là hàm xúc chứ không mấy khi rõ ràng như thế này, đây là do đối phương tin tưởng và coi trọng hắn. Lời của anh, em sẽ ghi nhớ trong lòng. Triệu Quốc Đống chỉ nói một câu để tỏ thái độ của mình. Ừ, không cần quá câu nệ, Chánh Dương cũng đánh giá chú rất cao. Chú khác bọn anh, chú có ưu thế về tuổi là điều bọn anh không thể so sánh. Lúc anh bằng tuổi chứ thì không hiểu gì, cho nên bọn anh đánh giá chú rất cao. Liễu Đạo Nguyên cười nói. Có thể tác phong làm việc của anh và Chánh Dương khác nhau, cho nên khi trao đổi với chú cũng khác nhau. Điều này chính là nguyên nhân cần chú xử lý theo tùy tình hình. Liễu Đạo Nguyên nói như vậy làm Triệu Quốc Đống hơi động tâm, điều này nói rõ vị trí của hắn trong mắt bọn họ. Kể cả lúc trước khi hắn làm phó chủ tịch thường trực huyện, Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên đều không chú ý. Đến khi hắn làm chủ tịch huyện thì bọn họ mới coi hắn là người có cùng tiếng nói. Nhà hàng Đào Nguyên bề ngoài bình thường nhưng sau lưng có rừng đào, vào trong rất mát mẻ. Mặc dù còn một thời gian nữa hoa đào mới nở nhưng đi dưới tàn cây cũng có thể cảm nhận hơi thở mùa xuân. Dưới hàng đào bày 2 chiếc bàn, hoa quả, nước có đủ, không có người ngoài. Xem ra Lưu Triệu Quốc có quan hệ khá tốt với nơi này, có thể chuyên môn dùng một khu cho bọn họ. Mấy người phụ nữ khá tự nhiên, không hề khách khí chiếm một bàn,
mấy người đàn ông cũng bày mặt trượt ra đánh, chẳng qua làm vậy để ngồi nói chuyện là chính. 5. Trạm, Quốc Đống, mùng 7 Vưu Liên Hương mời khách, chú đi cùng anh. Hùng Chính Lâm đánh quân bài rồi nói. Vưu Liên Hương này cũng được, có năng lực, chẳng qua làm mãi ở ủy ban kỷ luật nên không biết vào văn phòng thị ủy có quen hay không. Hừ, Lão Hùng, trưởng ban thư ký thị ủy cần người có năng lực, khôn khéo, nếu không sao chỉ huy được người trong văn phòng thị ủy. Nhất là phụ nữ nếu không có năng lực mạnh thì sao khống chế được mấy phó trưởng ban thư ký. Thái Chánh Dương thuận tay đánh một quân. Tam. Chánh Dương nói đúng, vị trí trưởng ban thư ký không bình thường đâu. Làm tốt thì còn hơn cả phó bí thư. Kỳ Dư Hồng đến Ninh Lăng chưa lâu, cần một nhân vật có năng lực. Vưu Liên Hương nếu làm tốt thì tương lai rộng mở. Liễu Đạo Nguyên biết Hùng Chính Lâm này rất coi trọng người của mình. Cái này cũng coi như tôi giúp lên xe, còn về sau đi đến đâu do chính cô ta. Hùng Chính Lâm không giấu việc mình giúp Vưu Liên Hương. Tôi thật ra hy vọng cô ta tiếp tục làm trong ủy ban kỷ luật, nhưng ngành này khá hẹp, không lợi cho phát triển. Hơn nữa vị trí có hạn, chỉ có thể chịu đau chặt tay. Được rồi, ai chẳng biết anh muốn ủy ban kỷ luật có vài nhân vật ra ngoài. Vưu Liên Hương coi như lên chức, Ninh Lăng mặc dù xa xôi một chút nhưng tiềm lực phát triển lớn. Thoát khỏi ủy ban kỷ luật chưa chắc là việc xấu, theo ý tôi thì như vậy có lợi cho Vưu Liên Hương. Lưu Triệu Quốc nói, Đỗ Lực không phải cũng do ông đưa sang bên đảng ủy chính pháp sao? Bị Lưu Triệu Quốc đâm như vậy, Hùng Chính Lâm không hề giận mà lại cười nói. Triệu Quốc, Đỗ Lực là phó viện trưởng viện kiểm sát thì coi như là người của ông, chẳng qua còn phải qua đại hội đại biểu nhân dân bầu. Ông là bí thư đảng ủy chính pháp, cục công an tương lai thì cũng cần người mà, giúp cậu ta một chút. Lão Hùng, đừng ra vẻ với tôi. Ông rời khỏi An Đô bao lâu? Chẳng lẽ các đại biểu đại hội đại biểu nhân dân không biết hắc diện Hùng ông sao? Lưu Triệu Quốc đánh một quân rồi nói. Ừ, tôi đúng là nên đi giúp Đỗ Lực một chút. Lão Hùng, ông hay là tôi đi gõ trống đây? Cút, Lưu Triệu Quốc, tôi nói chuyện nghiêm túc với ông đừng đưa tác phong bên công an lên đây. Hùng Chính Lâm cười mắng. Tôi mặc kệ, chuyện Đỗ Lực giao cho ông, có sai lầm tôi tìm ông. Y làm ở ủy ban kỷ luật lâu như vậy, mất lòng không ít người thì chắc sẽ có người gây rối. Hừ, ông nghĩ chế độ đại hội đại biểu nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng là như vậy sao? Những người bị Đỗ Lực xử lý còn có thể vào đại hội đại biểu nhân dân sao? Lưu Triệu Quốc nói. Được rồi, ông đừng lo lắng. Nếu là quyết định của tổ chức thì sao có thể thay đổi? Ông cho rằng ai cũng có thể như Quốc Đống, chơi thành công sao? Triệu Quốc Đống đang tập trung xem bốn người đánh bài thấy thế liền kêu lên. Lưu ca, anh không được ngậm máu phun người. Em dở trò bao giờ? Em được chính thức bổ nhiệm thành phó bí thư huyện ủy, quyền chủ tịch huyện thì mới tuyển cử cơ mà. Em rất tin mình sẽ đi lên vị trí này. Được rồi, chú đừng cho rằng Hoa Lâm giấu ở góc là bọn anh không biết mấy điều chú dở trò đó. Nói cho chú biết năm nay An Đô có hai nơi tuyển cử thất bại đều do cơ sở gây loạn, chú không tin hỏi Lão Hùng xem. Lưu Triệu Quốc cười nói. Việc này nói lớn là lớn, nói nhỏ là nhỏ, phải xem lãnh đạo có coi là thật hay không. Ha ha, Quốc Đống, chú đừng tưởng rằng Đảng Cộng sản không biết Đảng từ cơ sở đi lên, đối với mấy trò này thì ai chẳng rõ. Triệu Quốc Đống không thể nói gì nữa. Lưu Triệu Quốc nói đúng, mấy việc vặt này chủ yếu do ý kiến của lãnh đạo mà thôi. Nếu lãnh đạo muốn nhằm vào anh thì quá đơn giản, chút việc nhỏ sẽ phóng to. Cho dù anh chỉ hơi ám chỉ bằng lời nói thôi thì chụp vào đầu anh cũng không thể kêu oan nổi, ai bảo anh cũng có ý đồ. Lưu ca, em không thẹn với lòng mình, chấp nhận kiểm tra. Triệu Quốc Đống vẫn mạnh miệng nói. Quốc Đống, chú đừng giả vờ với anh, chú thằng chứng minh tổ chức tin chú. Chú là đúng, tất cả không vấn đề gì, chú mà bại thì sẽ đủ loại tội đẩy lên người chú. Lưu Triệu Quốc lắc đầu nói. Ù, Liễu Đạo Nguyên, Thái Chánh Dương và Hùng Chính Lâm đều cười cười nhìn Lưu Triệu Quốc dạy Triệu Quốc Đống. Chẳng qua chú đừng tưởng rằng chuyện này có thể bình thường mà được, đây là do đủ loại may mắn kéo tới, nếu không chú chịu khó ngồi vào mấy ghế lạnh đi. Lưu Triệu Quốc trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Chú tự suy nghĩ đi. Ha ha, Lưu ca, điều này sao có thể chứ? Triệu Quốc Đống đúng là thua mấy người này. Bình thường cười cười nói nhưng lại ẩn chứa nhiều đạo lý. Bọn họ như vậy, đám người Kỳ Dư Hồng, Mạch Gia Huy, Tương Uẩn Hoa, Trương Thiên Phóng thậm chí là Đại Hải không phải như vậy sao? Sợ rằng cũng sớm hiểu rõ,
chẳng qua bọn họ cảm thấy cho hắn lên sẽ phù hợp với lợi ích của bọn họ mà thôi. Triệu Quốc Đống không khỏi run lên, đám người này đúng là giấu quá sâu, mình đúng là coi nhẹ bọn họ. Ha ha, Lưu ca, việc này chắc do Bí thư Nghiêm nói với anh phải không? Triệu Quốc Đống có chút lo lắng nói. Quốc Đống, mấy thường vụ thị ủy đều là nhân vật thành tinh, bọn họ còn có thể không biết vấn đề sao? Tìm hiểu chút tình hình phân tích là ra ngày. Không có sự cho phép của chú, người bên dưới dám nhảy dựng lên như vậy sao? Lưu Triệu Quốc thấy Triệu Quốc Đống còn muốn giải thích liền xua tay ngăn lại. Theo anh biết thì chú làm bí ẩn một chút nên không bị túm lấy mà thôi. Cấp trên cũng không muốn truy cứu, hơn nữa còn cả người sau lưng chú nên mới vậy. Anh chỉ nhắc chú sau đừng làm mấy việc như vậy. Triệu Quốc Đống run lên, nếu như do Nghiêm Lập Dân nói chuyện với Lưu Triệu Quốc và nhận định như vậy. Hơn nữa hôm qua La Đại Hải gọi điện cho hắn nói Nghiêm Lập Dân cố ý đề cử Bàng Quân làm trưởng phòng công an, vậy lời Lưu Triệu Quốc nói là như thế nào? Lưu Triệu Quốc có biết khúc mắc giữa mình và Nghiêm Lập Dân không? La Đại Hải bây giờ muốn ngồi im chờ tới khi về hưu. Y vốn không hòa hợp với Bàng Quân, nhưng lại không muốn mất lòng Nghiêm Lập Dân nên đẩy quyền quyết định cho Triệu Quốc Đống. Mà Nghiêm Lập Dân không gọi điện thẳng cho hắn, có lẽ do biết hắn có ấn tượng không tốt với Bàng Quân. Vậy Nghiêm Lập Dân sẽ định làm như thế nào? Theo bình thường chức trưởng phòng công an do Đại hội đại biểu nhân dân hoặc hội nghị thường ủy bổ nhiệm. Chẳng qua đây chỉ là trình tự, là Đại Hải giao cho hắn, mà Nghiêm Lập Dân lại có thái độ như vậy, chuyện này đúng là khó giải quyết. Quyển 6, chương 13, chừng mực 3+4. Triệu Quốc Đống có chút lo lắng nhìn Lưu Triệu Quốc, hắn không lên tiếng, chuyện này người ngoài cuộc xen vào là không tiện. Dù sao chức trưởng phòng công an là rất quan trọng, mà bí thư huyện ủy kia lại mâu thuẫn với Triệu Quốc Đống. Nếu như để y khống chế cục công an thì ngày sau có nhiều việc Triệu Quốc Đống không tiện thực hiện. Mặc dù ý trong giọng Nghiêm Lập Dân là rất rõ ràng nhưng Lưu Triệu Quốc cũng không dự định tham gia vào, để Triệu Quốc Đống tự mình đi suy nghĩ nên đối phó bằng cách nào. Y đã nhắn ý với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống là chủ tịch huyện thì chuyện này về sau sẽ gặp nhiều, không thể tránh mãi được. Điều này sẽ thử thách trí tuệ xích trai của một chủ tịch huyện. Lưu Triệu Quốc đoán đúng, Triệu Quốc Đống đúng là đang suy nghĩ nên đối phó bằng cách nào. Ở vấn đề chọn trưởng phòng công an, Triệu Quốc Đống quyết không nhân nhượng. Bàng Quân có căn cơ khá tốt ở huyện, cũng may Mã Đạo Quân rất mạnh tại công an huyện nên mới có thể cùng Bàng Quân phân chia lực lượng. Bên viện kiểm sát có thân tín của Bàng Quân, Triệu Quốc Đống quyết không thể để cho bên công an huyện rơi vào tay đối phương. Dù là Lưu Triệu Quốc ra mặt nói giúp, Triệu Quốc Đống cũng không thỏa hiệp. Nhưng Nghiêm Lập Dân ra mặt thì Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ nên đối phó ra sao. Nghiêm Lập Dân có quan hệ khá tốt với hắn, y không ra mặt nói trực tiếp với hắn cũng là do không nắm chắc quá nhiều, lo rằng trực diện nói rõ khiến hai bên không tiện xuống thang. Nói cách khác việc này vẫn còn cơ hội sử dụng. Nghĩ đến đây, Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi sang bên gọi điện. Trần Lôi là chính ủy công an huyện, bây giờ đang tạm thời chủ trì công việc của công an huyện. Đây cũng là người Quế Toàn Hữu đề cử làm trưởng phòng công an với Triệu Quốc Đống. Khi Mã Đạo Quân nắm giữ hoàn toàn công an huyện, Trần Lôi có thể giữ được thế đối lập tương đối trong công an huyện là không dễ dàng. Đương nhiên y cũng không đối đầu với Mã Đạo Quân, hơn nữa y còn tích cực phối hợp triển khai công việc với Mã Đạo Quân trong công an huyện, quan hệ khá tốt với các vị phó trưởng phòng khác, cũng có quan hệ cá nhân khá tốt với Bàng Quân, không giống mấy phó trưởng phòng của công an huyện hoàn toàn nghe lệnh Mã Đạo Quân. Hôm qua Quế Toàn Hữu dẫn Trần Lôi đến tận Giang Miếu tìm Triệu Quốc Đống, cũng ngồi nói chuyện gần 2 tiếng với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống có ấn tượng tốt đối với Trần Lôi, mặc dù không có vẻ cứng rắn như Mã Đạo Quân, nhưng vẻ kiên cường của y khiến Triệu Quốc Đống mơ hồ cảm nhận được người này khá ổn. Làm trưởng phòng công an nếu như không cứng rắn đó là trò cười. Đây là định nghĩa về một trưởng phòng công an của Triệu Quốc Đống, thân thiện dễ gần hoặc là bình dị mà làm trưởng phòng công an chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Hầu hết là phải có sự độc đoán, kiên quyết, sát khí của mình. Chỉ như vậy mới có thể khống chế tình hình an ninh trật tự một phương, hoặc nói là trấn trụ một phương. Mã Đạo Quân đừng nhìn sức khỏe hơi yếu nhưng lại có khí phách mạnh mẽ, có thể nói một tay che trời ở công an huyện Hoa Lâm. Tình hình an ninh trật tự Hoa Lâm mấy năm qua khá tốt cũng là nhờ công Mã Đạo Quân. Trong ấn tượng của Triệu Quốc Đống thì Chu Tinh Văn của huyện Giang Khẩu cũng có phách lực này, có can đảm dám đập bàn quyết định. Mà Triệu Quốc Đống cũng hy vọng trưởng phòng công an Hoa Lâm cũng có khí chất đó. Trần Lôi đến nhà nói chuyện về những công tác của y, những suy nghĩ và tính toán của y đối với công tác sau đây của y trong công an huyện.
So sánh với Mã Đạo Quân rất bá đạo, Trần Lôi có vẻ chừng mực ít nói hơn, đây cũng là một cách thể hiện trí tuệ chính trị. Dù sao kinh nghiệm, năm tuổi của Trần Lôi không thể so sánh với Mã Đạo Quân, dùng cách này là khá thích hợp. Triệu Quốc Đống mặc dù không tỏ rõ thái độ nhưng trong lòng khá khen ngợi Trần Lôi, cũng có khuynh hướng để Trần Lôi làm trưởng phòng công an. Chỉ là loại chuyện này không phải do một mình Triệu Quốc Đống quyết định được, còn cần suy nghĩ ý kiến các nơi. Triệu Quốc Đống cũng rõ ràng có không ít người nhìn chằm chằm vào vị trí này. Lão Trần, anh ở đâu? Triệu Quốc Đống gọi điện cho Trần Lôi rồi nói. Chủ tịch Triệu, tôi vẫn ở Ando. Ừ, anh có quan hệ như thế nào với Bí thư Nghiêm? Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Bí thư Lập Dân, cũng được nhưng chỉ là quan hệ công việc, không quá mật thiết. Trần Lôi cũng nghe ra ý trong lời của Triệu Quốc Đống, nhất định là bên Nghiêm Lập Dân có vấn đề. Ồ, anh nghĩ biện pháp xem. Bí thư Nghiêm từ sở xuống Ninh Lăng, anh nếu ở tỉnh thành thì nghĩ biện pháp liên lạc với Bí thư Nghiêm, tôi cũng nghĩ biện pháp xem sao. Triệu Quốc Đống không hề giấu mà trực tiếp nói ra. Người mà Quế Toàn Hữu đề cử với hắn thì nhất định có chút năng lực. Năng lực không chỉ là năng lực nhiệm vụ, đâu có đơn giản như vậy. Trần Lôi có thể ngồi trên vị trí chính ủy công an huyện chẳng lẽ không có con đường nào sao? Triệu Quốc Đống cuối cùng cảm thấy mình và Nghiêm Lập Dân cần ngồi xuống ngửa bài với nhau. Nhưng hắn trước đó hy vọng Trần Lôi biểu hiện chính mình một chút. Tôi hiểu, Chủ tịch Triệu, ngài yên tâm, muộn nhất ngày mai tôi sẽ gọi lại cho ngài. Trần Lôi lập tức đáp ứng. Xem ra Trần Lôi cũng có quan hệ của mình, phải xem y có thể làm cho Nghiêm Lập Dân thay đổi một chút không. Triệu Quốc Đống cũng không hy vọng Trần Lôi thuyết phục được Nghiêm Lập Dân. Bàng Quân có thể được Nghiêm Lập Dân ra mặt nói giúp như vậy thì nhất định đã tốn không ít công sức. Triệu Quốc Đống chỉ hy vọng mượn lực lượng của Trần Lôi mà điều hòa quan hệ của hắn với Nghiêm Lập Dân. Quan hệ của hai bên bây giờ hơi cứng một chút. Triệu Quốc, ông lại nhấm nháy gì với Quốc Đống mà khiến Quốc Đống trốn sang bên lén lút chuyện như vậy? Ở đây phải nói Hùng Chính Lâm có mũi thính nhất, thoáng cái thấy việc Triệu Quốc Đống suy nghĩ là có liên hệ với lời Lưu Triệu Quốc nói. Chẳng lẽ chuyện này thật sự lưu lại chút vấn đề gì sao? Ha ha, không có đâu. Quốc Đống là chủ tịch huyện được tuyển ra từ Đại hội đại biểu nhân dân, danh chính ngôn thuận thì sao có thể có việc gì? Lưu Triệu Quốc lắc đầu nói. Cậu ta chỉ gặp phải chuyện trong phạm vi xử lý của mình. Phải xem Quốc Đống xử lý như thế nào thôi. Ồ, chuyện trong phạm vi xử lý. Hùng Chính Lâm không nói nhiều ở vấn đề này nữa. Y chuyển đề tài sang Lưu Triệu Quốc. Lúc nào ông được làm thường vụ vậy? Chức bí thư đảng ủy chính pháp đã để trống hơn nửa năm, vẫn do trưởng ban thư ký Hàn kiêm nhiệm, không thể nào kéo dài quá lâu phải không? Bên kia mặc dù đã thả lỏng một chút nhưng còn có một người vẫn chưa tỏ thái độ, sợ còn phải chờ một chút. Lưu Triệu Quốc cũng có chút buồn bực, Triệu Quốc Đống nhắc y thay đổi tác phong làm việc, chuyển từ hòa hoãn sang mạnh mẽ thì đúng là được Ninh Pháp khen không ít. Sau khi lục tục triển khai hàng loạt các cuộc diễn tập chống bạo động đã được Ninh Pháp tán thành. Nhưng ngay cả y cũng hiểu mình thiếu một mồi lửa, chẳng qua trong lúc nhất thời Lưu Triệu Quốc không nghĩ ra được cách cụ thể mà thôi. Lưu Triệu Quốc vừa nói xong thì điện thoại di động vang lên. Cái gì, không được gấp, nói rõ ràng. Mọi người thấy Lưu Triệu Quốc nhướng mày liền cảm thấy sợ rằng có việc gì lớn đã xảy ra. Vì thế bọn họ liền vô thức bỏ bài trong tay xuống. Lưu Triệu Quốc vừa vừa đứng lên, vẻ mặt y càng lúc càng khó coi, không đầy một phút sau Lưu Triệu Quốc đã bỏ máy xuống mà nói. Tôi phải đi, Quốc Đống, chú lập tức lái xe đưa anh đi. Triệu Quốc, xảy ra chuyện gì thế? Một cửa hàng trang sức sau lưng Thanh Dương Quan xảy ra vụ cướp, kẻ cướp bỏ chạy sau đó bắt cóc con tin. Người bị bắt cóc là một phụ nữ, sau đó bị ép tiến vào một khu dân cư gần đó. Trong tay tội phạm có thuốc nổ và súng. Lưu Triệu Quốc không thể nói nhiều. Quốc Đống, đi. Triệu Quốc Đống chạy xe như điên trong địa bàn Ando. Lưu Triệu Quốc không bảo lái xe đi đón mình mà bảo Triệu Quốc Đống trực tiếp lái xe đến hiện trường. Cũng may sau xe Triệu Quốc Đống còn có một đèn cảnh sát, hắn gắn lên và chạy như điên. Nửa năm qua Lưu Triệu Quốc có vẻ già đi không ít, xem ra thất bại trong việc tranh đoạt chức bí thư đảng ủy làm Lưu Triệu Quốc bị tổn thương. Bây giờ lại thấy chức bí thư đảng ủy mãi không giành được. Cứ để trống khiến y rất khó chịu. Mà Lưu Triệu Quốc chỉ sợ chỉ có cơ hội này, nếu thất bại thì có lẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa. Trên đường Lưu Triệu Quốc không ngừng gọi điện ra ngoài, chuyện xảy ra chuyện vào dịp Tết có sức ảnh hưởng như thế nào thì có thể nghĩ ra. Lãnh đạo tỉnh cũng đã biết,
mà y là cục trưởng cục công an thành phố An Đô chính là người nhận áp lực cực lớn. Trên đường đi tới, tin tức không ngừng truyền vào tai Lưu Triệu Quốc. Kẻ phạm tội đã có nhiều tiền án, tiền sự, từ đồng bọn bị bắt đã điều tra ra thân phận thật của y. Đây là một tội phạm truy nã cấp A của tỉnh ngoài, bên ngoài tỉnh cũng có vài người bị y giết. Tin tức này truyền tới càng làm tâm trạng Lưu Triệu Quốc kém hơn. Một kẻ phạm tội chuyên nghiệp như vậy nếu bị bắt đương nhiên sẽ bị xử bắn. Y đấu với cơ quan công an nhiều năm nên biết rõ dù mình có bỏ súng đầu thú, đầu hàng cũng không tới được cửa Phật, chỉ có thể chết mà thôi. Điều này làm y không hề sợ gì cả. Triệu Quốc Đống lặng lẽ lái xe và nghe Lưu Triệu Quốc không ngừng ra lệnh, cũng không ngừng báo cáo công việc với thị ủy, ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo sở. Hiện trường ở một khu dân cư cách không xa phía sau phố trang sức. Vào ngày mồng 3 mà xảy ra chuyện như vậy sẽ khiến rất nhiều người tới xem. Mặc dù không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng thấy mấy đồng chí cơ quan công an, thậm chí chính sách vũ trang hạng nặng, đặc công đều đến hiện trường thì thằng ngốc cũng hiểu là có chuyện lớn xảy ra. Lưu ca, nhanh chóng ra lệnh sơ tán người xung quanh, mặt khác chiếm lấy vị trí trên cao. Mặc dù biết lúc này mình không nên phát biểu ý kiến nhưng nhìn mọi người tụ tập đông như vậy, Triệu Quốc Đống không nhịn được hít sâu một hơi. Ở tình hình này nếu tội phạm một khi liều chết sẽ mang tới hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lưu Triệu Quốc cũng ý thức được điểm này nên nhanh chóng ra lệnh cho cảnh sát sơ tán quần chúng đến khoảng cách an toàn. Trưởng ban trị an, Trường Phong cùng lãnh đạo phân cục nơi này vội vàng chạy tới. Lưu ca, chuyện này không thể kéo dài, dù không nắm chắc 100% thì cũng phải ra lệnh người bắn tỉa quyết đoán ra tay giải quyết. Nếu không chuyện này một khi kéo dài mấy tiếng thì chẳng những sẽ có càng lúc càng nhiều dân chúng biết tình hình, áp lực cho chính quyền cũng càng lúc càng lớn, cũng mang tới nhiều tác dụng xấu đối với việc triển khai hành động của công an chúng ta, thậm chí có thể có nhiều trở ngại ảnh hưởng tới hành động của chúng ta. Triệu Quốc Đống theo sát Lưu Triệu Quốc và nhỏ giọng nói với y. Triệu Quốc Đống nhìn thấy mấy điểm cao quanh tòa nhà này đã bị các tay súng bắn tỉa khống chế. Xem ra phản ứng của Cục Công an thành phố là khá nhanh. Điều này cũng làm Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc về hiệu suất phản ứng của đặc nhiệm và vũ trang của Cục Công an thành phố An Đô. Thời này mà có thể phản ứng nhanh như vậy, không thể không nói ở mảng này Cục Công an thành phố An Đô đã đạt đủ tiêu chuẩn. Không biết nó có liên quan tới việc Lưu Triệu Quốc đẩy mạnh việc tập luyện hay không. Lưu Triệu Quốc không kịp nói gì thêm với Triệu Quốc Đống. Y vừa cẩn thận quan sát địa hình, một bên ra lệnh yêu cầu cảnh sát nói chuyện để thu hút chú ý của đối phương, đồng thời y cũng dùng bộ đàm ra lệnh cho các tay súng nhanh chóng vào vị trí. Cục trưởng, điện thoại của Bí thư Ninh. Lưu Triệu Quốc cầm máy, mặt mày nghiêm túc, vâng vâng vài câu mà không nói gì, cuối cùng chỉ nói một câu. Xin Bí thư yên tâm. Tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Bí thư Ninh nói như thế nào vậy ngài? Quản Trường Phong vội vàng hỏi. Bí thư Ninh sẽ lập tức lên máy bay, 2 tiếng nữa là xuống An Đô. Bí thư yêu cầu chúng ta xử lý linh hoạt, phải tuyệt đối đảm bảo an toàn của dân chúng trong khu vực. Lưu Triệu Quốc hít sâu một hơi, y còn chưa dứt câu thì điện thoại ở bên lại vang lên. Cục trưởng, là giám đốc Quách của Sở Công an gọi tới. Cục trưởng, là Bí thư Minh. Bí thư Đảng ủy Chính pháp tỉnh gọi tới. Cục trưởng Lưu, là điện thoại của thị trưởng Hoàng. Cục trưởng Lưu, trên sở thông báo đặc công của bọn họ trong nửa tiếng nữa sẽ tới. Lý Duệ, các tay súng đã vào vị trí chưa? Cục trưởng, các tay súng đã vào vị trí nhưng tội phạm rất gian ngoan. Một tay giữ chặt con tin, một tay cầm khẩu 54, bên hông còn có mấy thứ buộc chặt nghi ngờ là thuốc nổ. Tay súng của chúng ta vào vị trí hơi xấu, không nắm chắc 100%. Người đàn ông trung niên đen này là đại đội trưởng đại đội đặc công Cục Công an thành phố An Đô. Anh hỏi một chút xem bọn họ nắm chắc bao nhiêu phần trăm nếu như nổ súng. Lý Duệ lập tức trả lời. Bắn thông qua tấm gỗ thì nắm chắc 60%, nhưng chỉ sợ một súng không giết được tội phạm, làm con tin bị thương, thậm chí khiến thuốc bị kích nổ. Bố trí 2 tay súng đồng thời bắn, phải một súng là chết. Lưu Triệu Quốc hít sâu một hơi rồi quyết đoán nói. Cục trưởng Lưu. Có phải nên chờ một chút không? Chờ Bí thư Ninh và Giám đốc Quách tới rồi nói. Quản Trường Phong có chút lo lắng mà khuyên can. Chẳng may làm con tin bị thương thì đóng là chuyện rất khó giải quyết. Lão quản, đặc công của Sở Công an có thể giỏi hơn đặc công cả Cục Công an thành phố chúng ta sao? Trong các đợt tập luyện, thi đấu thì đặc công của Cục ta dù từ bắn tỉa, đột kích đều giỏi hơn bọn họ. Chẳng lẽ ta còn có thể đặt hy vọng vào bọn họ sao? Lưu Triệu Quốc lắc đầu nói.
ra lệnh nhân viên đột kích và nhân viên cứu hộ chuẩn bị việc cứu con tin. Lý Duệ, anh chọn cơ hội ra lệnh bắn. Cục trưởng Lưu. Mấy giọng nói cùng vang lên. Không cần suy nghĩ nữa, ta không thể kéo dài được nữa. Tội phạm kéo càng lâu, người dân trong tòa nhà càng thêm lo lắng. Chẳng may tình hình mất khống chế thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ người của chúng ta lại không vào được bên trong, nếu như đối phương phát hiện ý đồ của chúng ta rồi thay đổi vị trí thì chúng ta càng thêm bị động. Chấp hành mệnh lệnh, có trách nhiệm tôi phụ trách. Lần này Lưu Triệu Quốc rất kiên quyết. 3 phút sau, 3 tiếng súng cùng vang lên, tội phạm lập tức ngã ngục, 3 viên đạn găm thẳng vào ngực. Báo cáo Bí thư Ninh, con tin ngoài việc sợ hãi quá độ ra thì không bị thương. Mà thuốc nổ đeo trên bụng cũng đã được nhân viên chống nổ tháo ra. Con tin được cứu an toàn, tội phạm bị giết, không có ai bị thương. Đã hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Triệu Quốc nghiêm túc nói. Tốt, 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 lão Lưu, thị ủy phải khen thưởng Cục Công an thành phố các anh. Tôi đã nhờ thị trưởng Nguyên Thịnh đại biểu thị ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố An Đô và toàn thể nhân dân cùng với cá nhân tôi cảm ơn và lòng kính trọng sâu sắc với toàn thể cán bộ Cục Công an thành phố. Đầu bên kia điện thoại Ninh Pháp rất vui vẻ mà nói. Giám đốc, tôi xin báo cáo tin tốt với ngài. Bí thư Minh, tôi xin báo cáo tin tốt với ngài. Triệu Quốc Đống cuối cùng đã có thể thở dài một tiếng. Chuyện này diễn ra nhanh mà trôi đi cũng nhanh. Lưu Triệu Quốc dùng quyết đoán của mình mà mạo hiểm thắng lợi. Trên bàn ăn lúc tối đã không còn Lưu Triệu Quốc, Bí thư Đảng ủy Sở Công an Minh Duệ, Giám đốc Sở Quách Nghiễm Niên, thị trưởng thành phố An Đô, Hoàng Nguyên Thịnh cùng nhau tới chúc mừng cán bộ cảnh sát Cục Công an thành phố. Lưu Triệu Quốc là nhân vật chính sao có thể thoát thân? Ồ, lần này Triệu Quốc có hy vọng làm bí thư đảng ủy rồi. Thái Chánh Dương cười nói. Ồ, Liễu Đạo Nguyên chỉ kêu lên một tiếng. Có những lúc cơ hội nhìn thấy thì phải xem anh có thể nắm bắt cơ hội được hay không. Tính của Bí thư Ninh thì tôi khá hiểu. Bí thư Ninh thích người có tính cách quả quyết. Công tác trước đây của Triệu Quốc mặc dù khá được, không hề lộn xộn, khá ổn định nhưng lại thiếu khí phách. Thành phố An Đô là trung tâm của tỉnh, nếu thể hiện xuất sắc thì Bí thư Ninh cũng nở mày nở mặt. Tháng 9, Cục Công an thành phố đã tổ chức cuộc diễn tập, mời đội đặc công của Sở Công an tham gia. Đặc công của Công an thành phố biểu hiện hơn cả đặc công Sở Công an. Bí thư Ninh rất vui. Hơn nữa mấy hành động trước đó cũng được Bí thư Ninh khen ngợi. Lời đồn Triệu Quốc làm Bí thư Đảng ủy càng lúc càng tăng lên. Ha ha, lần này Triệu Quốc đã nắm được cơ hội. Thái Chánh Dương quan hệ mật thiết với Ninh Pháp nên mới có thể nói như vậy. Chẳng qua lời này của y không nói trước mặt Lưu Triệu Quốc. Mặc dù quan hệ thân thiết nhưng có những lời chỉ có thể nói một chút mà thôi, nói rõ sẽ có tác dụng phụ, ảnh hưởng tới lòng tự tôn của người khác. Ừ, Chánh Dương nói đúng. Ninh Pháp đúng là có tính này. Không hợp tính cách thì dù anh muốn tạo quan hệ thân thiết cũng không có tác dụng gì. Hùng Chính Lâm gật đầu, y nói lời này cũng có điểm chính xác. Bí thư Ninh mới hơn 40, tương lai rộng mở. Nghe nói y rất có thể sẽ thay thế vị trí của Chủ tịch tỉnh Tô Giác Hoa vào năm sau, cũng có người nói y trực tiếp lên làm bí thư tỉnh ủy. Liễu Đạo Nguyên không nói thêm, có những lời không thể nói rõ. Dù mọi người ngồi đây có quan hệ mật thiết nhưng đi đến cấp độ của bọn họ thì có con đường riêng của mình, mọi người có nơi thu được tin tức, đã không còn giới hạn ở trong tỉnh nữa. Ha ha, không cần để ý tới việc này. Lão Liễu, anh quan tâm việc của mình đi đâu thì tốt hơn. Hùng Chính Lâm chuyển đề tài rồi nói. Tết này coi như có ý nghĩa, ít nhất Triệu Quốc đã có cơ hội. Gọi điện hỏi Triệu Quốc một chút, xem chúng ta có đợi được y không, nếu không đợi được thì đổi hôm khác chúc mừng cũng được. Không ngoài suy đoán của Thái Chánh Dương, hai hôm sau Ninh Pháp về An Đô liền tự mình đến thăm các đồng chí cảnh sát tham gia vụ án, hơn nữa đánh giá rất cao Cục Công an thành phố. Đài truyền hình Trung ương, tỉnh An Nguyên, Nhật báo Pháp chế, báo Công an Nhân dân ngay hôm sau đều đưa tin Cục Công an thành phố quyết đoán xử lý vụ bắt cóc con tin. Nghe nói Bộ Công an cũng phái tổ khảo sát đến điều tra việc này. Vụ án có sức ảnh hưởng lớn diễn ra vào dịp Tết lại được xử lý hoàn hảo như vậy. Đúng là đã tỏ rõ sức chiến đấu của Cục Công an thành phố An Đô, cũng làm cảnh sát An Đô nổi tiếng. Bí thư tỉnh ủy Quý Thành Công cũng công khai khen ngợi Cục Công an An Đô là một đội ngũ có sức du, là đội ngũ làm đảng ủy, chính quyền và dân chúng tin tưởng. Chú hôm qua có phải ở khách sạn La Sơn không? Thấy Triệu Quốc Đống từ xe đi xuống, Hùng Chính Lâm nhìn hắn mà nói. Quốc Đống, xe này chú từ đâu mà có? Mượn bạn hay là lấy của công ty nào? Hoa Lâm mua được xe này sao?
Ồ, Hùng ca, anh cũng ở đó sao? Em sao không thấy anh nhỉ? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nói. Có phải mang tình nhân đi không đó? Quyển 6, chương 14, chừng mực 5. Cút, anh cùng Lão Kha, Lão Kỷ ngồi với nhau. Mọi người muốn đi ngâm suối nước nóng một chút. Ai ngờ An Đô lớn như vậy mà vừa tới đã thấy xe này của chú ở đó. Hùng Chính Lâm lắc đầu nói. Lão Kha cũng đến tuổi, tới đại hội đại biểu nhân dân làm phó chủ nhiệm, anh coi như tiện y. Chủ nhiệm Kha tới đại hội đại biểu nhân dân tỉnh. Triệu Quốc Đống có chút ấn tượng đối với phó bí thư thị ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật An Đô, Kha khắc này. Ừ, vừa đi. Hùng Chính Lâm lắc đầu nói. Phó bí thư thị ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Nguyên Châu được điều tới thay Lão Kha. Ha ha, mấy thành phố có kinh tế phát triển thì ngay cả ủy ban kỷ luật cũng được nhờ. Nguyên Châu phát triển, cán bộ đề bạt cũng có nhiều cơ hội hơn. Đây là trụ cột kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, ủy ban kỷ luật cũng không ngoại lệ. Vậy Hùng ca từ chức phó bí thư thị xã Thông Thành đề bạt làm phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ủy thì có phải chứng minh kinh tế Thông Thành phát triển hơn Nguyên Châu không? Triệu Quốc Đống một bên xoay xoay chìa khóa xe, một bên cười ha hả đi theo Hùng Chính Lâm vào trong. Hùng Chính Lâm cũng đã đổi xe, mặc dù cũng là một chiếc xe Audi 100 bình thường nhưng biển số đã đổi thành An không, biển số cho các cơ quan cấp tỉnh. Ha ha, chuyện này chỉ có thể chứng minh bản lĩnh của Hùng ca này. Hùng Chính Lâm có chút đắc ý mà nói. Ồ, Hùng ca, nói lớn như vậy không sợ rụt lưỡi sao? Triệu Quốc Đống coi Hùng Chính Lâm như một người anh trai của mình, khác với quan hệ giữa hắn với Thái Chánh Dương, Liễu Đạo Nguyên và Lưu Triệu Quốc. Ba người kia đối với hắn như là thầy. Chú không thể nào cổ vũ Hùng ca này một chút sao? Hùng Chính Lâm cười mắng. Sau này chú nếu gặp phiền phức thì đừng tới tìm anh. Ha ha, không tìm anh thì tìm ai? Triệu Quốc Đống mặt dày cười hì hì nói. Anh là quan anh thì phải giúp thằng em nhiều chứ. Được rồi, Quốc Đống, anh coi như sợ chú rồi, nếu muốn tìm chú gây phiền phức cũng khó. Hùng Chính Lâm nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống mà nói. Với sự thông minh của chú thì có vẻ cũng không cần đi mấy con đường vi phạm pháp luật mà kiếm tiền. Ngay cả Triệu Quốc có thể dựa vào chú kiếm mấy trăm ngàn, chẳng lẽ nói ngay cả chú còn có thể phạm sai lầm về kinh tế sao? Ha ha, Hùng ca, anh không nên thăm dò, một câu, em có thể phạm sai lầm gì cũng được, chỉ là không thể sai lầm về kinh tế, điều này em có thể đảm bảo với anh. Triệu Quốc Đống vẫn cười hì hì mà nói. Đúng như anh nói đó, với đầu óc của em thì chỉ cần đưa ra vài ý tưởng là kiếm được mấy triệu là quá đơn giản, sao phải làm khổ mình đi ăn tiền kia chứ? Em vào quan trường không phải vì tiền, nói thẳng một chút đó là thực hiện ý đồ của mình, phấn đấu vì giải phóng toàn thế giới. Được rồi, cho chú một cái cây, chú lại trèo lên tận trời. Đi thôi, trưởng ban thư ký Vư hôm nay mời mấy người. Ngoài mấy người ủy ban kỷ luật An Đô, còn có hai người ủy ban kỷ luật trên tỉnh. Bên Ninh Lăng các chú lại không có ai. Hùng Chính Lâm trước đó đã đoán Vưu Liên Hương ở phương diện này khá cẩn thận. Sự xuất hiện của Triệu Quốc Đống làm Vưu Liên Hương có chút ngạc nhiên, nhưng thấy Triệu Quốc Đống đi theo Hùng Chính Lâm, hai người nói chuyện khá thân thiết, Vưu Liên Hương liền không biểu hiện gì mà chỉ bình tĩnh giới thiệu một chút. Triệu Quốc Đống ngồi trong bàn này đúng là hơi lạ, chẳng qua Triệu Quốc Đống rất thông minh mà điều chỉnh mình đến ngồi bên cạnh Đỗ Lực. Mà Đỗ Lực mới tới bên tòa án thành phố An Đô, Đỗ Lực cũng rất coi trọng Triệu Quốc Đống. Đỗ Lực biết Triệu Quốc Đống có quan hệ mật thiết với Lưu Triệu Quốc, Cục trưởng Cục Công an thành phố, Bí thư Đảng ủy Chính pháp tương lai. Đỗ ca, sẽ tới tòa án An Đô làm sao? Triệu Quốc Đống mặc dù không quá quen với Đỗ Lực nhưng ở trường hợp thế này nên cũng nhanh chóng nói chuyện được với nhau. Ha ha, ông em, chú mới là phát triển. Tôi nghe Vưu Tỷ nói cậu đã là chủ tịch huyện, tôi đúng là không thể tin nổi. Hơn 20 năm đã là chủ tịch huyện, đây có phải là đầu tiên ở tỉnh An Nguyên ta không? Đỗ Lực cười nói. Đỗ ca, anh lớn hơn tôi mấy tuổi chứ? Anh lên sẽ thành cấp phó giám đốc sở, tôi chẳng qua chỉ là kiếm cơm ở huyện nghèo mà thôi, sao có thể so sánh với thành phố béo bở như anh được? Triệu Quốc Đống cười nói. Chú em, cậu đừng nói như vậy, Vưu Tỷ nghe được sẽ không vui. Đỗ Lực cũng biết Triệu Quốc Đống có quan hệ mật thiết với Hùng Chính Lâm và Lưu Triệu Quốc. Một người là lão lãnh đạo giúp y lên chức, một người là lãnh đạo hiện nay của y, tất nhiên đều là nhân vật lớn. Cho nên y không dám coi thường Triệu Quốc Đống. Chú em, tôi có thể lên hay không cũng chưa rõ mà, nghe nói có không ít người muốn vào vị trí này. Lo gì chứ, như Hùng ca nói đó,
phải thực hiện theo ý của tổ chức. Đỗ Ca đúng là lo quá rồi. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Chú em, không thể nói như vậy được. Không đến cuối cùng thì ai dám nói chắc. Đỗ Lực thở dài một tiếng. Chú em nếu có cơ hội thì nói tốt giúp tôi với cục trưởng Lưu. Đỗ Ca, còn cần tôi nói sao? Hôm qua Hùng Ca đã nói chuyện này với Lưu Ca rồi. Triệu Quốc Đống cười nói. Đỗ Lực nghe vậy thì yên tâm hơn. Y trước đó được điều làm tránh văn phòng chính pháp nửa năm để quá độ, bây giờ coi như đã có thể tiến lên vậy mà nó cứ kéo dài khiến y rất lo lắng. Y mặc dù biết Hùng Chính Lâm sẽ giúp mình, nhưng đảng ủy chính pháp dù sao cũng không thuộc bên ủy ban kỷ luật nên vận động cũng không đơn giản. Trong bữa ăn, Triệu Quốc Đống coi như làm quen đồng nghiệp mới của Hùng Chính Lâm. Người ủy ban kỷ luật tỉnh ủy cũng không hề cứng nhắc như hắn nghĩ, lên tiếng đều gây cười. Ngay cả một vị khách nữ cũng là người nhiều lời. Nói chuyện với mấy người đàn ông không hề kém gì. Phong cách của ủy ban kỷ luật đúng là lạ, chẳng qua điều này Triệu Quốc Đống chỉ dám nghĩ trong lòng, không nói ra miệng. Bí thư Kỳ có suy nghĩ sâu xa, ba nơi Thiên Châu, Ninh Lăng, Thông Thành thay nhau xếp cuối về chỉ số GDP trinh tỉnh. Hơn nữa Ninh Lăng chiếm đa số, bí thư Kỳ mặc dù tỏ vẻ thờ ơ nhưng thực ra trong lòng lại chú ý. Triệu Quốc Đống rót trà cho Vưu Liên Hương rồi nói. Quốc Đống! Cậu đừng tỏ vẻ cẩn thận như vậy trước mặt tôi. Cứ ra vẻ như vậy không mệt sao? Vưu Liên Hương cười nói. Hi hi, Vưu tỷ là lãnh đạo, tôi sao có thể không tôn trọng? Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Tôn trọng ở trong lòng không phải ngoài miệng. Hoa Lâm năm ngoái phát triển tốt nhưng chỉ là xu thế. Nếu công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp đã ký hiệp định nhưng tốc độ xây dựng không như ý. Bí thư Kỳ đã đề cập tới việc này. Còn cả khu thí nghiệm khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Chủ tịch tỉnh Trương nếu đã chú trọng như vậy thì sao Hoa Lâm không tăng việc đầu tư? Hai câu này của Vưu Liên Hương đã chỉ đường khá nhiều cho Triệu Quốc Đống. Không sợ lãnh đạo phê bình, chỉ sợ lãnh đạo không quan tâm. Nếu Kỳ Dư Hồng nhìn tới mấy hạng mục này, tức là nói rõ Kỳ Dư Hồng chú ý tới. Nếu ai nắm bắt được ý đồ của lãnh đạo thì người đó sẽ tiến bước trước. Ha ha, Vưu tỷ, tôi hiểu. Việc giải phóng mặt bằng cho mấy hạng mục này đã hoàn thành. Khu nhà ở trong vùng thí nghiệm đã xây dựng có thể cho 50 người ở. Quốc Đống, cậu cứ suy nghĩ cẩn thận rồi làm. Sang năm mới có lẽ Bí Thư Kỳ sẽ đến thị sát ở các huyện. Hoa Lâm tốt nhất có thể đưa ra mấy ý tưởng mới. Quận Đông Giang mới thành lập nên muốn đạt thành tích, tôi nghe nói Thổ Thành năm nay cũng có hành động lớn. Hoa Lâm cũng phải có biểu hiện mới được. Quyển 6, chương 15, chừng mực 6. Triệu Quốc Đống đứng trước cửa sổ nhìn rừng cây xanh biếc trước mặt. Chủ tịch Triệu, đây là lịch trình trong một tuần tới, chủ yếu là hội nghị thường ủy và hội nghị thường trực ủy ban, nghiên cứu một vài vấn đề quan trọng. Quế Toàn Hữu cầm tập văn bản đặt xuống bàn làm việc của Triệu Quốc Đống. Nội dung trong hội nghị thường ủy có đưa tới không? Chánh văn phòng Hà vẫn chưa đưa tới. Quế Toàn Hữu lắc đầu nói. Ngoài ra còn cả vấn đề xây dựng phương tiện bảo vệ môi trường của công ty Tam Điệp. Thái độ của bọn họ ở vấn đề này vẫn thế. Nói nếu như theo yêu cầu của ta mà làm thì ít nhất đầu tư thêm 3, 4 triệu. Yêu cầu huyện phải nhường một chút, đây là văn bản bọn họ đưa tới. Hừ, tôi biết rồi, cứ để đó. Tên Hà Như Phi này bây giờ cũng biết hợp sức với công ty Tam Điệp để chèn ép chúng ta đó. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng rồi nói. Nhưng hai hạng mục này rất quan trọng đối với chúng ta. Nếu cứ bị kéo dài thì sẽ là áp lực lớn đối với huyện. Bọn họ không đơn giản. Còn biết tạo thế ở trên thành phố. Chủ tịch Triệu, tôi thấy ngài có phải yêu cầu quá cao trong vấn đề này không? Tôi cũng tìm hiểu mấy công ty chế biến thịt khác, mặc dù có phương tiện bảo vệ môi trường nhưng không yêu cầu cao như chúng ta, điều này bảo sao bọn họ không chịu chấp nhận. Quế Toàn Hữu có chút khó hiểu mà nói. Ở phương diện này Triệu Quốc Đống rất cố chấp, vấn đề này hai công ty kia đã nói chuyện với chính quyền huyện vài lần. Dù là phó chủ tịch thường trực huyện Tào Uyên hay là phó chủ tịch phụ trách mảng này là Vi Biểu đều cảm thấy có thể thả lỏng một chút, nhưng Triệu Quốc Đống kiên quyết không đồng ý. Anh không rõ lợi hại trong đó. Anh nhìn thấy đều là nhà máy chế biến thịt nhỏ, nhưng một khi khu vực trồng cỏ mấy trăm ngàn mẫu được thành lập, đó là một ngành sản xuất khổng lồ. Không chỉ có Đại Hoa và công ty Tam Điệp, tôi đoán còn có nhiều công ty lớn trong ngành sản xuất này tới đây. Hơn nữa cũng kéo theo mấy công ty liên quan tới. Triệu Quốc Đống cũng biết bây giờ còn mơ hồ về quan niệm bảo vệ môi trường, chứ đừng nói là coi trọng. Hai công ty này có chút danh tiếng trong ngành sản xuất, bọn họ khi đầu tư xây dựng nhà máy ở huyện ta đều để đường lui.
nói cách khác lúc nào cũng có thể làm khó chúng ta. Mà quy mô của bọn họ sẽ làm ô nhiễm môi trường. Hoa Lâm có hoàn cảnh tốt đẹp, nếu như nước ô nhiễm bị chảy thẳng ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Nếu như bây giờ không làm cho tốt, ngày sau anh muốn để bọn họ xây dựng thiết bị bảo vệ môi trường càng thêm khó khăn. Nhất là sau khi hiệu quả kinh doanh tốt, mọi người đều chú ý tới hiệu quả, nơi nào còn có thể để ý mấy vấn đề ô nhiễm môi trường đó. Nhưng mà, anh yên tâm, Hoa Lâm chúng ta có ưu thế, bọn họ đây là muốn ép chúng ta, nhưng chúng ta phải cho bọn họ biết không thể nào làm theo ý mình được. Bọn họ không phải nói tài chính khó khăn sao? Tôi dự định ủng hộ bọn họ trong việc vay vốn của hệ thống ngân hàng. Triệu Quốc Đống cười nói. Vay tiền, nhưng ngân hàng công thương và ngân hàng nông nghiệp đều đã cho bọn họ vay, muốn vay thêm sợ là có chút khó khăn. Quế Toàn Hữu cũng hiểu rõ về hai công ty này. Đám này đưa ra yêu cầu rất ngặt nghèo, làm đủ cách gây khó dễ cho chính quyền địa phương. Nếu như không phải trụ sở trồng cỏ của Hoa Lâm đã làm tốt thì sợ hai công ty này chưa chắc đã chọn Hoa Lâm. Ừ, tôi biết. Tôi dự định tìm ngân hàng chính sách nông nghiệp tỉnh. Triệu Quốc Đống đã tính toán qua một chút. Hai công ty này đi đầu trong các sản phẩm gia súc, hơn nữa còn thành lập trung tâm chăn nuôi gia súc ở Hoa Lâm, hoàn toàn có thể được ngân hàng chính sách nông nghiệp chú ý. Chỉ là ngân hàng chính sách nông nghiệp mới thay đổi nhân sự, cần thu thập tài liệu là chính. Triệu Quốc Đống đang muốn lôi hướng đông tiến hành thí điểm ở Hoa Lâm. Không chỉ có hai công ty kia, nếu như ngành sản xuất nước hoa quả ở Hà Khẩu có thể phát triển. Triệu Quốc Đống cũng dự định khiến ngân hàng chính sách nông nghiệp đầu tư vào đây. Ngân hàng chính sách nông nghiệp. Quế Toàn Hữu ngẩn ra, y không ngờ Triệu Quốc Đống lại quan hệ rộng như vậy, còn chú ý tới ngân hàng chính sách nông nghiệp. Ngân hàng chính sách nông nghiệp bình thường chỉ đầu tư vào mấy hạng mục đặc biệt, nhưng cũng tiến hành cho các công ty vay với hạng mục bên nông nghiệp. Đúng, đợt Tết này về An Đô tôi vẫn tính đến chuyện này. Nếu không hai hạng mục này cứ kéo thì thị xã sẽ tạo áp lực lớn cho chúng ta. Không thể không làm dù cho nó có thể ảnh hưởng tới môi trường Hoa Lâm chúng ta sau này. Vì thế tôi suy nghĩ đi tìm con đường khác, hơn nữa lãi của ngân hàng chính sách nông nghiệp khá thấp hơn vay vốn ngân hàng thương mại nhiều. Nếu là như vậy thì quá tốt rồi, coi như tảng đá trong lòng tôi đã mất. Quế Toàn Hữu cũng yên tâm, y lo lắng Triệu Quốc Đống cố chấp sẽ ảnh hưởng tới việc thu hút đầu tư của huyện. Nhất là khi các huyện khác không ngừng tranh đoạt hạng mục, làm như vậy sẽ không hợp thời. Nếu như vậy còn không được thì tôi đồng ý bọn họ không đầu tư xây dựng nhà máy ở Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Bọn họ dù xây dựng nhà máy ở Thương Hóa hoặc là Phong Đình thì đều phải mua thịt bò, thịt cừu ở Hoa Lâm chúng ta. Nhưng vận chuyển sẽ khiến cho giá thành sản phẩm tăng lên không ít. Bọn họ sẽ không làm như vậy. Đương nhiên tôi cũng không muốn ép bọn họ đến nước này. Quế Toàn Hữu ra ngoài, Triệu Quốc Đống mới thở dài một tiếng. Trên thực tế Triệu Quốc Đống không có hứng thú quá nhiều với mấy nhà máy chế biến thịt này. Nhưng Hoa Lâm khác Giang Khẩu, anh tùy tiện đưa ra một vài điều kiện sẽ có công ty mắc câu. Hoa Lâm thì khác, dù là phương tiện trụ cột như điện nước, không khí thu hút đầu tư đều kém xa Giang Khẩu. Anh muốn hy vọng mấy ngành sản xuất không gây ô nhiễm môi trường là không thể. Các huyện khát vọng có công ty tới đầu tư luôn có mấy điểm chung là gặp khó khăn, bị các công ty chèn ép. Các công ty gây ô nhiễm môi trường ở phía đông sẽ dần tiến về phía tây. Chính quyền địa phương vì lợi ích và thành tích nên nhận tất cả, điều này sẽ làm tăng nguồn thu từ thuế của địa phương. Trong mắt Triệu Quốc Đống thì ngành sản xuất thích hợp nhất đối với Hoa Lâm chính là phát triển du lịch. Phong cảnh từ Hà Khẩu tới Mã Thủ rất đẹp, nhất là vào trong núi càng thêm mê người. Nhưng thời gian không cho phép hắn đi từng bước một, bên trên cũng không cho hắn cơ hội đó. Quốc Đống không nói chuyện chọn trưởng phòng bên Hoa Lâm nữa. Chỉ là cậu và lão Bàng cứ mâu thuẫn như vậy cũng có gì là tốt chứ? Hay là tôi gọi hai người tới rồi cùng nói chuyện? Nghiêm Lập Dân thầm nghĩ Triệu Quốc Đống này đã không còn như một năm trước khi mới tới Ninh Lăng nữa. Sau một năm Triệu Quốc Đống đã làm đủ chuyện ở Hoa Lâm, nhưng Kỳ Dư Hồng không ngờ lại còn chấp nhận, còn để Triệu Quốc Đống lên làm chủ tịch huyện nữa chứ. Bí thư Nghiêm, lão Bàng là người như thế nào chẳng lẽ ngài không biết sao? Triệu Quốc Đống cũng không nói rõ mà chỉ cười cười một tiếng. Hắn rót rượu cho Nghiêm Lập Dân. Lần này hắn lên Ninh Lăng là để gặp Nghiêm Lập Dân. Bí thư Nghiêm, không phải đã nói không nhắc tới chuyện này sao? Ha ha, hôm nay cậu tới chẳng lẽ chỉ vì muốn ăn cơm ở nhà tôi thôi đó chứ? Được rồi, cậu cũng đừng giả vờ trước mặt tôi. Trần Lôi cũng đã tìm tôi báo cáo về tình hình an ninh trật tự của Hoa Lâm. Phải nói lão Mã đã làm tốt công việc, đáng tiếc.
Nghiêm Lập Dân có chút nuối tiếc mà nói. Bí thư Nghiêm, lão Mã bị như vậy thì ai có thể đoán trước được. Cho nên bí thư La tự mình làm trưởng ban tổ chức tang lễ, huyện cũng cố gắng thỏa mãn điều kiện gia đình lão Mã. Ừ, Quốc Đống, Hoa Lâm làm việc này rất tốt. Tôi thay mặt cảnh sát toàn thành phố cảm ơn huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm. Cạn. Nghiêm Lập Dân uống cạn chén, Triệu Quốc Đống cũng chỉ có thể uống cạn. Đồng chí Trần Lôi có kinh nghiệm công tác phong phú, làm ở cơ sở nhiều năm, đảm nhiệm chức chính ủy đã vài năm. Tôi tin anh ta có thể dẫn dắt công an huyện đảm bảo tình hình an ninh trật tự của Hoa Lâm. Bí thư Nghiêm, chị dâu, tôi mời hai lãnh đạo trong ngành một chén. Tôi trước đây cũng từng là quân trong hệ thống công an. Mặc dù trước đây không còn trong hệ thống nhưng vẫn có tình cảm với ngành này. Quốc Đống, Trần Lôi cũng được nhưng tôi lo anh ta khó có thể khống chế được Hoa Lâm như lão Mã. Tôi không muốn tình hình Hoa Lâm không giữ được an ninh trật tự như trước. Cho nên tôi định điều đồng chí Trần Lôi lên làm trưởng ban trị an cục công an thành phố, điều đồng chí trưởng ban trị an Liên Trương tới làm trưởng phòng công an Hoa Lâm. Cậu thấy sao? Nghiêm Lập Dân nói có vẻ tùy ý như đột nhiên nghĩ ra, nhưng Triệu Quốc Đống lại run lên. Xem ra Nghiêm Lập Dân muốn nắm được chức trưởng phòng công an huyện Hoa Lâm rồi. Liên Trương là ai thì hắn không rõ, nhưng hắn có thể khẳng định chính là huyện ủy. Ủy ban huyện khó có thể dễ dàng sử dụng lực lượng công an huyện nếu đối phương tới. Quyển 6, chương 16, chừng mực 7. Đồng chí Trần Lôi quen thuộc tình hình Hoa Lâm, tôi thấy anh ta thích hợp công tác ở Hoa Lâm. Đương nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân tôi. Ý kiến của Bí thư Nghiêm thì huyện tôi sẽ chú trọng thảo luận. Sau khi về tôi sẽ báo cáo với Bí thư La một chút, nói ý kiến của Bí thư Nghiêm ra. Cuối cùng sợ rằng phải thông qua trong hội nghị thường ủy. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Quốc Đống, để đồng chí Trần Lôi lên thành phố cũng thuận lợi cho sự phát triển sau này. Tôi đề nghị huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm nên chú ý nghiên cứu vấn đề này. Được, Bí thư Nghiêm, ý kiến của ngài tôi nhất định sẽ truyền đạt lại. Triệu Quốc Đống lập tức đáp ứng rồi bưng chén rượu lên. Bí thư Nghiêm, tôi mời ngài một chén. Cảm ơn ngài đã quan tâm tới tôi trong thời gian này. Có lẽ chuyện đã nói ra và được vứt sang bên. Nghiêm Lập Dân và Triệu Quốc Đống liền nói chuyện về việc Lưu Triệu Quốc lên chức. Thị ủy An Đô đã chính thức báo cáo việc đề cử Lưu Triệu Quốc làm thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy cục công an, chính pháp lên tỉnh ủy, có lẽ tỉnh ủy rất nhanh sẽ phê duyệt. Thành công phá vụ án ở Thanh Dương Quan khiến Lưu Triệu Quốc nổi tiếng. Sở công an cũng khen thưởng cục công an thành phố, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đều hài lòng với biểu hiện trong thời gian này của cảnh sát An Đô. Ở tình hình này việc Lưu Triệu Quốc lên chức là tất nhiên. Lão Nghiêm, cậu Quốc Đống này có vẻ cũng được. Vợ Nghiêm Lập Dân trong cả bữa ăn không nói gì, lúc lên xe mới cười nói. Trẻ tuổi như vậy mà đã chín chắn, trầm ổn. Nghiêm Lập Dân khá tín nhiệm với cái nhìn của vợ nên nói. Ừ, cậu ta mới 25 tuổi đã là cấp chính huyện, đây là duy nhất ở tỉnh An Nguyên chúng ta. Không phải là duy nhất mà trước đây cũng chưa từng có. Người phụ nữ cười nói. Yêu cầu của anh, cậu ta không nói có đáp ứng hay không. Xem ra ở vấn đề này anh muốn phục cậu ta cũng không dễ. Ừ, cậu ta có quan hệ mật thiết với Lưu Triệu Quốc. Cũng đúng, cậu ta từ hệ thống công an ra mà. Chẳng qua làm sao lại đi nhanh và xa như vậy lại làm người ta rất khó hiểu. Hình như có quan hệ với trợ lý chủ tịch tỉnh kiêm giám đốc sở giao thông, Thái Chánh Dương. Nghiêm Lập Dân cười nói. Chẳng qua ở Ninh Lăng này thì cậu ta còn non lắm. Lập Dân, đừng coi nhẹ cậu ta. Tục ngữ không phải nói có chí không do số tuổi, không chí dù trăm năm cũng còn thiếu. Càng trẻ càng không đơn giản. Anh cảm thấy có thể lên chức chủ tịch huyện thì có thể do một trợ lý chủ tịch tỉnh gây ảnh hưởng được sao? Đâu đơn giản như vậy. Người phụ nữ nghịch chiếc ví trong tay mà nói. Cậu ta cũng lễ phép, cũng hiểu lấy lòng phụ nữ. Thứ này cũng 1.000, An Đô không bán. Hơn phân nửa là mang từ Hong Kong hoặc nước ngoài về. Ồ, đắt như vậy sao? Nghiêm Lập Dân không ngờ Triệu Quốc Đống lại tặng ví đắt cho vợ mình như vậy. Vợ y cái gì cũng tốt, chỉ là thích trang phục, nghiên cứu mấy thứ đồ dùng vặt này. Chỉ riêng cái ví đã mấy ngàn, Triệu Quốc Đống mới lên thì không dám nhận tiền loạn, xem ra tên này đúng là có tiềm lực. Hừ, anh nghĩ là ví bình thường sao? Em nhìn không nhầm đâu, thứ này ở thị trường trong nước còn không có. Đã lên tạp chí thời trang đó. Em lúc sang Hong Kong đã thấy nhưng đắt quá không dám mua. Người phụ nữ cười nói. Cậu này đúng là biết nhìn, ít nhất có duyên với phụ nữ.
Nghiêm Lập Dân lắc đầu nói. Cậu ta giấu quá sâu, xem ra chức trưởng phòng công an huyện Hoa Lâm không dễ cầm. Trong phòng hội nghị ủy ban huyện đầy thuốc, ngoài Triệu Quốc Đống và Miêu Nguyệt Hoa ra, mấy người còn lại đều đốt thuốc. Trên bàn đủ loại thương hiệu thuốc, giá cũng khác nhau. Lão Tân, anh không thể nhịn hút một chút sao? Miêu Nguyệt Hoa thở hổn hển nói. Phụ nữ bọn tôi chính là người có hại nhất vì thuốc. Các anh nhìn mình đi, không học chủ tịch Triệu một chút. Ha ha, chị Miêu, chị miễn phí hút thuốc còn nói gì? Thuốc chúng tôi phải bỏ tiền ra mua, chị không mất một đồng đã được hưởng còn trách nữa. Tân Tồn Hoán cười hì hì nói. Về phần học chủ tịch Triệu thì đó là học phương diện khác. Lão Vi, anh nói có đúng không? Đúng, chị Miêu, tôi thấy chị nên học hút thuốc đi. Bây giờ có nhiều loại thuốc dành cho phụ nữ mà, đây là xu thế nói rõ việc phụ nữ chống trời dần thành sự thật. Ngay cả hút thuốc cũng bình đẳng. Vi biểu cười ha hả nói. Tào Uyên vội vàng cầm một tập tài liệu đi lên, y không ngừng nói. Để mọi người đợi lâu, chủ tịch Triệu bảo tôi tìm tài liệu nên chậm một chút. Ừ, họp đi, lão Tào, anh chuẩn bị tài liệu, anh nói trước. Triệu Quốc Đống xua tay phẩy khói. Thấy Triệu Quốc Đống có động tác này, mấy vị phó chủ tịch kia vội vàng hút vài điếu rồi dụi thuốc vào gạt tàn, rút bút và mở sổ ra chuẩn bị ghi chép. Miêu Nguyệt Hoa chú ý đến động tác này và thở dài một tiếng. Triệu Quốc Đống này đúng là có bản lĩnh. Cuối năm qua cửa khó khăn nhất, tạo được uy tín với cán bộ trong huyện, ngay cả mấy phó chủ tịch cũng bị kéo vào. Mùng 1 tháng 8, hội nghị công tác nông nghiệp của Trung ương đã kết thúc. Hội nghị kéo dài 3 ngày, lãnh đạo quốc gia cũng đến, có thể nói đây là hội nghị công tác nông nghiệp lớn nhất từ trước đến giờ. Hội nghị nhấn mạnh việc phát triển kinh tế nông nghiệp cần trọng điểm giải quyết 8 vấn đề lớn. Mùng 1, tháng 12, Quốc vụ viện đã đưa ra nhiệm vụ và chính sách về nông thôn đối trong thời kỳ 9 năm và năm nay. Triệu Quốc Đống lớn tiếng nói. Khi hội nghị diễn ra, tôi vẫn chú ý tới. Trung ương tổ chức hội nghị công tác nông nghiệp lớn như vậy, hơn nữa có quy cách rất cao, đây là dấu hiệu chính sách của Trung ương bắt đầu nghiêng về nông thôn, đã bắt đầu coi công tác nông thôn là vấn đề rất quan trọng đối với công việc của quốc gia. Hơn nữa Quốc vụ viện còn đưa ra một loạt chính sách, tôi vẫn luôn suy nghĩ việc thay đổi của chính sách Trung ương sẽ ảnh hưởng như thế nào tới Hoa Lâm chúng ta. Tôi đoán trên tỉnh đang nghiên cứu việc áp dụng chính sách này, sau đó đến thị xã rồi đến huyện chúng ta thì có lẽ phải một tháng nữa. Tôi thấy không nên đợi. Tôi đã báo cáo với Bí Thư La cũng đồng ý, cho rằng chúng ta nên thực hiện trước. Ai đi trước sẽ chiếm được thời cơ. Cho nên tôi đề nghị các vị nên chú ý nghiên cứu chính sách của Trung ương, làm như thế nào áp dụng vào mảng công việc mà mình phụ trách. Triệu Quốc Đống thấy mọi người đã chú ý liền gật đầu nói. Sau đây mời lão Tào truyền đạt tinh thần hội nghị về công tác nông thôn của Trung ương với mọi người. Bởi vì trên tỉnh chưa có chỉ thị tinh thần, chúng ta chỉ có thể học mấy điều từ chỉ thị của Trung ương, sau đó căn cứ tình hình thực tế của huyện mà áp dụng. Tào Uyên chỉnh kính mắt rồi nói. Hoa Lâm là huyện lớn, hội nghị tinh thần về công tác nông thôn của Trung ương trọng điểm xác định công tác nông thôn và công tác nông nghiệp năm 96. Hội nghị đưa ra một ít yêu cầu có thể nói rất có ý nghĩa với Hoa Lâm chúng ta. Hội nghị đưa ra 8 nghị quyết sau. Tào Uyên giới thiệu xong về quyết định của hội nghị, mọi người đều suy nghĩ tại sao Triệu Quốc Đống lại muốn nghiên cứu vấn đề này, thậm chí còn nghiên cứu trước khi tỉnh có chính sách. Triệu Quốc Đống nói rõ thực hiện trước thì sẽ chiếm thời cơ trước, điều này làm mọi người vốn quen làm khi có chính sách không quen. Triệu Quốc Đống biết tác phong làm việc của mọi người, chẳng qua hắn không định cho mọi người thời gian làm quen. Thời buổi này nếu muốn nổi bật thì phải đi đầu, muốn đi đầu thì phải tìm hiểu được tình hình, chiếm thời cơ. Mọi người cứ cân nhắc một chút, mặc dù tỉnh, thành phố chưa có chỉ thị tinh thần nhưng tôi cho rằng sẽ có khác nhau, sẽ nhằm vào tình hình cụ thể các nơi mà đẩy mạnh. Triệu Quốc Đống nhìn quanh mà nói. Trong 8 vấn đề lớn mà Trung ương đưa ra thì tôi cảm thấy kết hợp thực tế của Hoa Lâm thì điều thứ 4, 7 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Hoa Lâm chúng ta. Quyển 6, chương 17. Chừng mực 8. Mọi người đều dựng lỗ tai lên mà nghe Triệu Quốc Đống nói. Tào Uyên lúc này đang suy nghĩ nếu không phải Triệu Quốc Đống tạo nguy cơ trong cuộc tuyển cử, Triệu Quốc Đống không thể từ phó chủ tịch thường trực nhảy lên làm chủ tịch huyện. Mà y cũng không thể có cơ hội đó. Chức chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát kia đương nhiên không thể đến lượt y. Mất cơ hội đó thì y phải ngồi thêm ở chức chánh văn phòng huyện ủy Vân Lĩnh 1-2 năm, nhưng 1-2 năm đối với y là người đã 40 tuổi quan trọng như thế nào?
Nhưng nhìn Triệu Quốc Đống mới 25 tuổi mà có thể ngồi trên vị trí chủ tịch huyện, đây là Đả Tạo Uyên làm ở cơ sở mười mấy năm. Y vẫn muốn xem tên thanh niên 25 tuổi này làm như thế nào bò lên chức chủ tịch huyện. Nhảy phiếu không nói, nhưng lãnh đạo cấp trên lại phải nhíu mũi chấp nhận. Chỉ dựa vào quan hệ trên tỉnh là không được, ít nhất đối với việc tạo ra nguy cơ trong tuyển cử thì phải có một đám người ở cơ sở thực hiện giúp. Vậy mà Triệu Quốc Đống mới chỉ tới Hoa Lâm một năm, Tào Uyên đang muốn xem sao Triệu Quốc Đống làm được như vậy. Triệu Quốc Đống chỉ làm hai con đường, kéo vài công ty là được như vậy sao? Tào Uyên không tin điều này. Chẳng qua lần này Tào Uyên không thể không thừa nhận Triệu Quốc Đống đúng là có bản lĩnh, ít nhất rất mẫn cảm nắm bắt được ý đồ của Trung ương, cái mũi đó người bình thường sao có được. Làm tránh văn phòng huyện ủy nhiều năm, ở điểm này Tào Uyên có thể kiêu ngạo về sự nhạy bén của mình. Nhưng lần này y cảm thấy mình có chênh lệch với đối phương. Người này sao lại mẫn cảm như vậy? Triệu Quốc Đống có người bên trên hay là do bản lĩnh của mình? Hoặc là nói chẳng lẽ đây là chênh lệch giữa chủ tịch huyện và phó chủ tịch thường trực? Triệu Quốc Đống lúc này đang lớn tiếng nói. Chiến lược áp dụng khoa học kỹ thuật phát triển nông nghiệp, trên diện rộng tăng hàm lượng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, điểm này tôi cảm thấy có thể thực hiện ở Hoa Lâm. Cái gì là khoa học kỹ thuật phát triển nông nghiệp? Tôi thấy đó chính là bồi dưỡng nông dân có kiến thức về nền nông nghiệp mới. Hiểu được cách áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng sản lượng, để nông dân hiểu nền kinh tế thị trường. Ở điểm này tôi cảm thấy chúng ta có bắt đầu rất tốt. Chúng ta có khu thí nghiệm 100.000 mẫu trồng cỏ là điển hình. Năm nay chúng ta hoàn toàn có thể nắm bắt cơ hội này mà hành động lớn hơn nữa, cùng lúc tạo ra trụ sở chăn nuôi gia súc lớn, cùng lúc dựa vào trụ sở này mà phát triển ngành sản xuất thực phẩm, hai bên thúc đẩy lẫn nhau. Điểm thứ 7 trong chỉ thị của Trung ương chính là động viên toàn bộ lực lượng của xã hội để chống nghèo. Hoa Lâm là huyện nghèo cấp quốc gia, trước đây có không ít đồng chí có tư tưởng mong chờ vào tiền trợ cấp của quốc gia, không muốn mất cái danh huyện nghèo cấp quốc gia này. Nhưng tất cả mọi người đều thấy năm trước tỉnh đã thay đổi cách làm, có lẽ năm nay càng nghiêm khắc hơn. Nếu như muốn lừa tỉnh và lấy tiền thì không hề dễ dàng và không thực tế. Hơn nữa chúng ta không nên hy vọng vào nó, chỉ có phát triển. Phát triển thật mạnh thì mới là con đường thoát nghèo của huyện Hoa Lâm chúng ta. Tôi vẫn suy nghĩ làm như thế nào để giúp chúng ta thoát nghèo. Càng nghĩ càng cảm thấy nếu muốn chính thức giúp các hộ nông dân của huyện ta thoát nghèo, chỉ có thể phát triển công nghiệp, lợi dụng tốt ưu thế sức lao động và ưu thế của huyện, phát triển các ngành sản xuất phụ trợ với việc chăn nuôi gia súc. Chỉ như vậy mới thúc đẩy kinh tế Hoa Lâm chúng ta. Triệu Quốc Đống thấy các vị phó chủ tịch đang suy nghĩ lời mình nói, hắn nói tiếp. Hoa Lâm vì nguyên nhân lịch sử nên không có công nghiệp, mà huyện ta cũng không có truyền thống ra ngoài làm thuê, cho nên nhiều lao động nhàn rỗi ở nhà đánh bạc, uống rượu. Như vậy sẽ gây mất an ninh trật tự. Tôi đã tính một chút, huyện ta có hơn 600.000 nông dân, tương đương 200.000 hộ, nhưng công nghiệp và kinh doanh cá thể thu nhận được không đến 10.000 người, còn rất nhiều lao động không có việc làm. Nếu như năm nay chúng ta thu hút được 10 công ty có quy mô, mỗi công ty nhận 200 người vậy ít nhất có 2.000 người có việc. Mà 2.000 người này một tháng được 200 tệ tiền lương, mỗi tháng thu nhập là 400.000, một năm là gần 5 triệu. Đây là chưa tính thu nhập từ thuế của huyện. Tào Uyên cười lạnh một tiếng trong lòng, nói nhảm. Ai chẳng biết chỗ tốt khi thu hút được công ty vào, vấn đề nằm ở việc có công ty nào tới. Với điều kiện của Hoa Lâm bây giờ, dù hệ thống giao thông được giải quyết, công ty vào Hoa Lâm đầu tư cái gì? Khoáng sản không có, vị trí khu vực bình thường, làm thế nào để thu hút đầu tư? Chẳng lẽ 10 nhà máy chế biến thịt sao? Có lẽ thấy mấy vị kia không cho là đúng, Triệu Quốc Đống cười nói. Có lẽ có người cảm giác điều kiện Hoa Lâm quá kém, dù giao thông được giải quyết thì muốn thu hút đầu tư cũng rất khó khăn phải không? Mọi người đều thầm nghĩ đúng thế, Hoa Lâm làm như thế nào mới nổi bật hơn huyện khác? Tôi lấy một ví dụ với mọi người khi tôi làm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát huyện Giang Khẩu. Triệu Quốc Đống nửa thật nửa giả nói về việc thu hút các công ty sản xuất thiết bị ô tô, y chỉ nhấn mạnh các hoàn cảnh mềm quan trọng NTTN với việc thu hút đầu tư. Mỗi người ngồi đây đều phụ trách các mảng của mình. Chị Miêu phụ trách nông nghiệp, trụ sở chăn nuôi gia súc có ai vào hay không là trách nhiệm của chị. Lão Vi, anh phụ trách bên đất đai, xây dựng, như vậy anh phải làm sao cho nhà đầu tư bên ngoài cảm nhận được hoàn cảnh tốt đẹp của Hoa Lâm, đây là điều anh cần suy nghĩ. Lão Tân càng không cần phải nói. Hoàn cảnh mềm cần anh chú ý. Lão Hoàng, anh phụ trách bên công nghiệp, làm như thế nào thu hút các công ty đồng thời cải cách các nhà máy cũ của huyện, vấn đề này anh cần suy nghĩ. Lão Uông,
anh cần chú trọng bên dạy nghề. Bây giờ trường Nhất Trung Hoa Lâm có quy mô khá lớn, trường Nhị Trung không thể sánh bằng, chúng ta có phải suy nghĩ đến việc dạy nghề không? Nếu có thể làm một trường dạy nghề thì chẳng những tạo đường ra cho Nhị Trung, hơn nữa còn có thể tạo điều kiện tốt cho công ty từ ngoài tiến vào. Về phần lão Tào thì làm như thế nào tăng lên hiệu suất làm việc của cơ quan nhà nước chúng ta, muốn được các cơ quan tài chính ủng hộ là trách nhiệm của anh. Mà tôi sẽ phụ trách việc thu hút đầu tư. Tôi đặt ra chỉ tiêu thu hút ít nhất 5 công ty trong năm nay, quy mô phải trên 50 triệu. Triệu Quốc Đống nói như vậy là mấy vị phó chủ tịch kia đều không biết nói gì. Đây chính là lập quân lệnh trạng, đương nhiên anh không hoàn thành thì ai có thể cách chức chủ tịch huyện của anh. Nhưng anh nói như vậy trước mặt bao người, nếu không làm được sẽ mất mặt. Thu hút đầu tư không phải là mục đích chính, thu hút công ty tới chỉ là thủ đoạn. Làm như thế nào để tăng thu nhập của nông dân huyện ta, từng bước tăng trưởng kinh tế của huyện mới là căn bản nhất. Người xưa đã nói phát triển là đạo lý, chúng ta không cần biết là đầu tư từ ngoài hay trong, mặc kệ là cá nhân hay tập thể chỉ cần có lợi cho sự phát triển kinh tế Hoa Lâm, dân chúng tăng thu nhập thì huyện ủy, ủy ban huyện sẽ ủng hộ. Triệu Quốc Đống nói mấy câu khi kết thúc hội nghị đều có phân lượng. Đang trong thời kỳ cải cách chỉ có thể cố gắng đi trước, nếu như mình bị rơi thì có lẽ đã không còn cơ hội vượt qua. Anh sẽ bị người ta bỏ lại ở phía sau, thậm chí giẫm nát dưới chân. Lời này của Triệu Quốc Đống làm cho mấy vị phó chủ tịch đều run lên. Theo không kịp vậy anh đừng trách bị ném sang bên, bị đẩy ra rìa, thậm chí còn mất vị trí của anh. Đây có phải là Triệu Quốc Đống bắt đầu thể hiện không? Quyển 6, chương 18, chương mực 9. 3 ngày tiếp theo các vị phó chủ tịch huyện đều cùng hoạt động. Tào Uyên chủ động tới Ngân hàng Nông nghiệp, Quỹ tín dụng Nông thôn, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Xây dựng huyện mà đàm phán, tham khảo việc hợp tác giữa chính quyền và hệ thống tài chính, xúc tiến kinh tế phát triển. Miêu Nguyệt Hoa lại xâm nhập đến mấy xã, thị trấn, tìm hiểu việc xây dựng trụ sở chăn nuôi gia súc, tiến hành chỉ đạo việc xây dựng tài chính, người lao động và kỹ thuật. Vi Biểu lại thường xuyên chạy lên cục giao thông thành phố, mong có thể nhanh chóng xây được cầu Quế Khê. Năm ngoài Triệu Quốc Đống phụ trách mảng giao thông khiến quốc lộ Tân Hoa cùng quốc lộ Bồng Hoa được làm, giao thông làm xong khiến huyện thành biến hóa rõ ràng. Đồng thời nó cũng mang tới áp lực rất lớn đối với y là phó chủ tịch phụ trách mảng này. Mà huyện đã xác định sẽ di rời các cơ quan hành chính sang bên phía đông Quế Khê, nhằm xúc tiến phía đông phát triển. Tân Tồn Hoán nhìn chằm chằm vào hạng mục khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân, gần như kiêm chức phó tổng giám đốc công ty, cả ngày trợ giúp tăng cường tốc độ xây dựng, đồng thời cũng tích cực thu hút đầu tư về suối nước nóng núi Hốt Luân. Lão Hoàng, anh cần phải chú ý vị trí của mình. Đừng nghĩ mình còn là trưởng phòng giao thông nữa, cả ngày chạy trên hai quốc lộ, chuyện tôi giao anh đã khảo sát chưa? Triệu Quốc Đống ra hiệu Hoàng Thiết Thần ngồi xuống rồi bảo Lâm Đan rót trà cho đối phương. Hai hôm nay tôi chạy quanh, đại khái cũng hiểu được tình hình. Khu trồng chè của Hoa Lâm chủ yếu ở 5 xã, thị trấn Hà Khẩu, nhất là 3 xã tiếp giáp Bồng Sơn. 3 xã này đều có nhà máy chế biến chè, ngoài ra còn có mấy nhà máy chế biến tư nhân, quy mô nhỏ. Nhà máy chè Hà Khẩu được cho là nhà máy có quy mô lớn nhất, giá trị hàng năm khoảng 2, 3 triệu. Quy mô ngành này của cả huyện ta khoảng 15 triệu. Ừ, nói tiếp đi. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Chè chủ yếu của Hoa Lâm là chè đen giống bên Bồng Sơn. Chẳng qua ngành chè bên Bồng Sơn có quy mô lớn hơn chúng ta. Giá trị ngành này ở bên bọn họ khoảng 40 triệu, chỉ riêng nhà máy chế biến chè Bồng Sơn đã là 10 triệu. 3 nhà máy bên Hoa Lâm chúng ta có hiệu quả kinh doanh bình thường, mấy nhà máy tư nhân có quy mô nhỏ, chất lượng sản phẩm sai khác nhau. Ngoài chè của nhà máy Hà Khẩu có chút nổi tiếng, còn mấy nhà kia chủ yếu là gia công. Anh có dự định gì với ngành này? Triệu Quốc Đống nói. Chủ tịch Triệu, sau khi ngài giao nhiệm vụ cho tôi, hai hôm nay tôi vẫn suy nghĩ vấn đề này. Huyện ta mặc dù là huyện trồng chè đen truyền thống nhưng so sánh với hai huyện Bồng Sơn và An Khê bên Tân Châu lại kém nhiều. Dù là quy mô ngành sản xuất chè hay là vùng trồng chè, thương hiệu hay giá trị sản phẩm đều kém xa Bồng Sơn, An Khê. Cho nên kết hợp việc ngài đưa ra yêu cầu phát triển ngành đặc sản trong hội nghị, tôi vẫn nghĩ làm như thế nào để ngành sản xuất chè của Hoa Lâm thoát khó khăn, làm như thế nào đuổi kịp bên Tân Châu. Hoàng Thiết Thần nói. Vậy anh có ý tưởng nào không? Triệu Quốc Đống nhìn Hoàng Thiết Thần mà nói. Chủ tịch Triệu, nói thật là tôi không có. Hoàng Thiết Thần lắc đầu nói. Quy mô sản xuất trà bên Tân Châu vượt xa chúng ta hơn nữa mỗi huyện đều có 2-3 nhãn hiệu, tiêu
tiêu thụ đến Phúc Kiến, Quảng Đông, thậm chí là Hong Kong hoặc Đông Nam Á. Ở điểm này trà đen Hoa Lâm chúng ta không thể với kịp. Bây giờ trong lúc nhất thời muốn đưa ra một phương hướng thì tôi đúng là không có. Triệu Quốc Đống gật đầu, Hoàng Thiết Thần này khá thành thật, không hề giả dối. Như vậy cũng có cái tốt, không có phương hướng thì không phương hướng, mọi người có thể ngồi xuống bàn bạc. Chỉ sợ anh không có đầu mối lại giả vờ mình đã tính kỹ, cuối cùng không có kết quả. Hiện nay Trung Quốc có nhiều loại chè nổi tiếng như Long Tỉnh, Thiết Quan Âm đều làm rất lớn. Điển hình nhất là chè Phổ Nhị Vân Nam thì cũng là loại chè đen. Bây giờ chè Phổ Nhị nổi tiếng như thế nào, ngành này thu nhập được như thế nào anh có biết không? Tại sao ngành sản xuất chè đen Hoa Lâm lại không thể làm lớn? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi hiểu một chút về lịch sử trà đen. Trà Phổ Nhị Vân Nam cùng Lục Bảo, Nghiễm Tây, Biên Trà, Tứ Xuyên cùng chè đen bên Hoa Lâm và Hồ Nam được xưng là bốn loại chè đen nổi tiếng. Trà Phổ Nhị Vân Nam cùng Lục Bảo, Nghiễm Tây đã xuất khẩu ra nước ngoài. Biên Trà, Tứ Xuyên chủ yếu tiêu thụ ở khu dân tộc thiểu số. Chè đen của chúng ta có danh tiếng không thua chè đen Điền Quế, nhưng tiêu thụ chỉ giới hạn trong nước, hơn nữa nếu nói về giá trị chỉ sợ không bằng 1/10 của Phổ Nhị. Nguyên nhân chúng ta không cần nghiên cứu kỹ, vấn đề là làm như thế nào vượt lên được. Tôi đã nghiên cứu thói quen uống trà của Quảng Đông cùng với Hong Kong và Đông Nam Á. Bọn họ quen uống chè đen, đây là nguyên nhân tại sao Phổ Nhị lại được hoan nghênh như vậy. Nếu như chúng ta có thể phát triển ngành sản xuất chè đen, tạo được thương hiệu thì nó sẽ là ngành thu tiền ở khu vực phía Nam Hoa Lâm. Chủ tịch Triệu, với quy mô ngành sản xuất chè của Hoa Lâm chúng ta mà muốn tạo thương hiệu hoặc mở rộng thì có chút khó khăn. Nhất là thương hiệu sản phẩm và con đường tiêu thụ cũng không hề đơn giản. Làm như thế nào để tạo được thương hiệu, không biết Chủ tịch Triệu đã tính chưa? Hoàng Thiết Thần bây giờ đã hiểu đôi chút về Triệu Quốc Đống. Mỗi khi Chủ tịch Triệu đề xuất ý kiến tức là hắn đã có ý tưởng. Tôi có một ý tưởng đó là chúng ta phải hợp các ma lại, tạo thương hiệu chung. Như vậy có thể toàn lực đẩy mạnh thương hiệu. Chẳng qua như thế còn chưa đủ, chúng ta cần phải mở rộng ngành sản xuất này. Phải thu hút các công ty lớn trong ngành. Bọn họ có tài chính, càng quan trọng hơn là bọn họ có kinh nghiệm trong việc sản xuất, quản lý, vận hành của ngành này. Nếu như có thể lợi dụng tài nguyên và thương hiệu bên phía chúng ta, bọn họ đầu tư tài chính và quản lý và con đường tiêu thụ thì tôi thấy ngành này của Hoa Lâm sẽ không như bây giờ. Triệu Quốc Đống từ từ mà nói. Trên thực tế đợt Tết hắn đã ngồi với mấy người Chu Quốc Bình, đám công ty Quảng Đông, cũng đã nói về việc này. Mấy người Quảng Đông nói trà Phổ Nhị được Hong Kong chào đón là do nó có tiếng hơn các loại trà khác, điều này khiến Triệu Quốc Đống bắt đầu có suy nghĩ mở rộng và phát triển hè đen. Ý của Chủ tịch Triệu là muốn thống nhất việc trồng chè của Hoa Lâm chúng ta, liên hợp tạo thành một thương hiệu chung, cùng với việc thu hút đầu tư để cải cách ngành sản xuất này của chúng ta. Hoàng Thiết Thần trầm ngâm một chút rồi nói. Ừ, tôi nghe nói Tân Châu cũng có suy nghĩ này. Có một công ty trà Quảng Đông muốn mua nhà máy bên bọn họ nhưng không đàm phán được. Triệu Quốc Đống cười nói. Ý tôi là chính quyền huyện thu lại ba công ty tập thể kia, một bên tiếp xúc với các công ty Quảng Đông, cũng tìm hiểu kỹ về mấy công ty này, xem bọn họ có quy mô ra sao. Nếu như quy mô và tiềm lực tài chính đủ mạnh thì chúng ta sẽ tiếp xúc với bọn họ, thử xem ngành sản xuất chè của Hoa Lâm có thể hấp dẫn đối phương không. Chủ tịch Triệu, chúng ta có phải là đào tường bên Tân Châu không? Hoàng Thiết Thần cười nói, y thầm nghĩ không biết Chủ tịch Triệu từ đâu nghe được tin của Tân Châu mà lại định làm như vậy. Kéo công ty của Quảng Đông đến Hoa Lâm, chẳng qua ngành sản xuất chè của Hoa Lâm kém xa hai huyện kia, muốn đào tường cũng không dễ đâu. Ha ha, cái này phải xem đã. Hai công ty bên Tân Châu có hiệu quả kinh doanh khá tốt, bọn họ cũng không muốn hợp tác với công ty chè Quảng Đông, cảm thấy tình hình bây giờ đã tốt rồi, cho nên đòi giá cao nhằm khiến đối phương thấy khó mà lui. Đây là cơ hội đối với chúng ta. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Chuyện này chúng ta phải rất chú ý. Anh đi tiếp xúc với công ty Quảng Đông. Địa biểu của bọn họ ở trong khách sạn Tam Nguyên Hồng Tân Châu, năm trước ở Tân Châu 2 tháng mà không có kết quả. Hình như năm nay lại tới nhưng không đàm phán xong. Vậy còn ba nhà máy chè bên chúng ta? Hoàng Thiết Thần nói. Chuyện bên Hoa Lâm do tôi xử lý. Tôi sẽ trao đổi ý kiến với Bí Thư La, sau đó huyện thống nhất tư tưởng. Triệu tập bí thư đảng ủy ba xã đó và bình thường đảng ủy khu Hà Khẩu, đại diện ba nhà máy. Quyển 6, chương 19, chừng mực 10. Quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và La Đại Hải khá tốt. La Đại Hải cũng rất hài lòng với Triệu Quốc Đống.
Triệu Quốc Đống thường chủ động nhường hoặc ủng hộ La Đại Hải trong vấn đề nhân sự, điều này làm La Đại Hải thỏa mãn. Mặc dù biết mình chỉ làm bí thư huyện ủy hơn năm nữa, nhưng dù sao y cũng là bí thư, ở nhiều chuyện cần y quyết định. Ở điểm này La Đại Hải biết rõ ràng. Quốc Đống, cậu nói thu hút các công ty bên ngoài tới mua nhà máy chè của huyện ta, điểm này tôi không phản đối. Chỉ là tại sao bây giờ lại muốn bọn họ chỉnh đốn trước, hơn nữa bây giờ còn cố gắng tạo xu thế để làm gì? La Đại Hải không nghĩ ra tại sao Triệu Quốc Đống lại muốn bỏ tiền ra trước mà tạo thế. Bí thư, chúng ta chào đón các công ty bên ngoài đến mua các nhà máy chè nhỏ của huyện, đẩy mạnh ngành sản xuất này phát triển. Nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta không có phương hướng phát triển trong vấn đề này. Ba nhà máy có thể chỉnh đốn thành một, tăng thương hiệu chè Hoa Lâm. Chúng ta cũng có ưu thế thương hiệu của mình, ngày sau khi các công ty đến đàm phán liên doanh hoặc thu mua thì chúng ta có thể bán với giá cao hơn. Nói trắng ra đó là chúng ta đẩy các nhà máy nhỏ lên để có giá cao hơn. La Đại Hải cười cười lắc đầu. Triệu Quốc Đống lúc này cũng biết tính kế, khi thu hút các công ty từ ngoài vào thì không giống thái độ các người khác. Luôn tìm cách tính kế đối phương, hơn nữa luôn tìm mọi biện pháp chiếm ưu thế, khiến đối phương phải nhường nhịn. Điểm này La Đại Hải rất hài lòng. La Đại Hải không phải người bảo thủ, nhưng y vẫn duy trì việc cảnh giác khi thu hút các công ty vào. Nhất là lo lắng tài sản quốc gia mất đi, cho nên khi thu hút các công ty vào thì La Đại Hải có thái độ cẩn thận. Nhưng là bí thư huyện ủy, y đương nhiên hiểu rõ việc thu hút các công ty là xu thế tất yếu. Nhất là huyện nghèo như Hoa Lâm, nếu muốn thoát khỏi mũ huyện nghèo thì phải lợi dụng tài chính, kỹ thuật, quản lý từ ngoài vào để tăng thu nhập cho huyện. Cho nên y hy vọng nắm chắc một mức độ, vừa thu hút các công ty vào huyện để giúp đỡ Hoa Lâm phát triển, nhưng lại không thể tùy tiện bán tài sản quốc gia. Ví dụ như vấn đề tính giá khu du lịch, y đã mời các chuyên gia đến tính toán, thậm chí còn yêu cầu phải tính giá đất theo giá trị thật. Thiết thần sang Tân Châu rồi chứ? Đã đi nhưng chưa chắc đã thành nhưng phải thử. Triệu Quốc Đống cười nói. Đây chưa chắc là đoạt miếng ăn trong miệng hổ, nếu công ty Quảng Đông thèm muốn các nhà máy chè bên Tân Châu như vậy, thì sao lại không hứng thú với Hoa Lâm chúng ta? Các nhà máy bên Hoa Lâm chúng ta nhỏ hơn bên Tân Châu, càng hấp dẫn hơn đối với bọn họ. Bên Tân Châu không muốn liên doanh với Quảng Đông thì đó sẽ là điều tốt cho chúng ta. Ừ, bảo Lão Hoàng tiếp xúc. La Đại Hải nói. Chúng ta chào đón các công ty lớn từ ngoài vào tham gia phát triển ngành sản xuất chè của Hoa Lâm, nhưng không có nghĩa chúng ta bán với giá rẻ. Quy mô nhà máy Hà Khẩu không nhỏ, nếu hợp hai nhà máy kia vào thì cũng có một chút quy mô. Hơn nữa cậu nói chè Bích Phụ Sơn cũng có chút tiếng tăm ở phía Nam, nếu bên Quảng Đông tới hợp tác thì chúng ta cần phải đàm phán cụ thể. Ngoài ra cũng phải khảo sát xem quy mô và danh tiếng của đối phương trong ngành, cùng với việc bọn họ có dự định đầu tư nhiều ở Hoa Lâm hay không. Đúng thế. Triệu Quốc Đống lập tức đồng ý ngay. Mới đầu hắn còn lo lắng huyện khát vọng thu hút các công ty tiến vào, khi đàm phán với bên Quảng Đông sẽ có hại, cho nên mới đề nghị hợp ba nhà máy lại, tạo thương hiệu, tạo ưu thế cho Hoa Lâm, tăng giá. Bây giờ La Đại Hải nói như vậy là tốt rồi. La Đại Hải đừng có mà nghĩ giá các nhà máy Hoa Lâm cao quá. Mong bán đậu với giá thịt thì đến lúc đó nhất định sẽ không thành công, gà bay, trứng vỡ thì buồn cười. Trên danh nghĩa Hoa Lâm, Bồng Sơn, An Hà là ba trụ sở chính của chè tỉnh An Nguyên, nhưng quy mô nhỏ hơn bên Hà Nam nhiều. Mà Hoa Lâm lại kém hai huyện bên Tân Châu, nếu quá đáng thì công ty Quảng Đông sang bên Hồ Nam thì xong. Chẳng qua bí thư La, tôi cảm thấy nếu như thật sự đàm phán với công ty Quảng Đông thì phải nắm chắc một nguyên tắc. Đó chính là có thể tạo được thương hiệu chè Hoa Lâm, Bích Phụ Sơn hay không? Có thể lợi dụng nó mà phát triển ngành sản xuất chè ở Hà Khẩu chúng ta không? Nhất là cải tạo các trang trại trà, đề cao phẩm chất của nó. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Nếu như bọn họ có thể làm được điểm này thì tôi cảm ơn thấy chúng ta nhường một chút cũng đáng giá. La Đại Hải ngẩn ra, lập tức hiểu ngay. Cậu có phải là do tôi đẩy giá cao quá sẽ dọa người Quảng Đông chạy không? Ha ha, bí thư, ngài có tình cảm với các công ty Hoa Lâm chúng ta, muốn lập tức thay đổi tình hình này thì nhất định cũng không muốn. Triệu Quốc Đống gãi đầu cười nói. Được rồi, cậu nói tôi hơi cổ hủ cũng được, yên tâm, tôi đóng mặt đỏ, cậu đóng mặt trắng, chúng ta cùng diễn bài này. La Đại Hải cười nói. Cậu thì tôi tin được, thay đổi người khác thì tôi sẽ lo lắng. Hai chúng ta biết là được, đừng để người khác biết, có người không kín miệng, đến lúc đó chúng ta sẽ bị động. Được. Nghe La Đại Hải nói như vậy, Triệu Quốc Đống mới yên tâm.
Đúng rồi Quốc Đống, cậu nghĩ sao về người làm trưởng phòng công an? La Đại Hải vốn không định đề cập vấn đề này nhưng muốn tránh cũng không ổn. Bàng Quân suốt ngày đề cập với y, Nghiêm Lập Dân cũng gọi điện một lần hy vọng Hoa Lâm nhanh chóng xác định, cũng nói đã trao đổi với Triệu Quốc Đống. Điều này làm La Đại Hải rất buồn bực, Triệu Quốc Đống có vẻ chưa nói chuyện này với y. Bí thư, có phải bí thư Nghiêm gọi điện cho ngài? Triệu Quốc Đống hiểu ngay nên nói. Bí thư Nghiêm nói với tôi, đưa ra nếu Bàng Quân không kiêm chức trưởng phòng công an thì do Liên Trương, trưởng ban trị an cục công an thành phố đảm nhiệm chức trưởng phòng công an. Trần Lôi điều lên thay Liên Trương. Không được, trưởng phòng công an nhất định phải xuất phát từ huyện ta, không thể do thị xã phái xuống. Tôi cũng vậy, tôi đã đề cử Trần Lôi làm trưởng phòng công an với bí thư Nghiêm. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Bí thư La, ý của tôi là cứ kéo dài, để Trần Lôi tiếp tục chủ trì công việc, phải làm cho bí thư Nghiêm xuống thang mới được. Các lần họp trên thị xã để Trần Lôi tham gia, từ từ mọi người sẽ chấp nhận sự thật này. La Đại Hải thấy Triệu Quốc Đống không hề nhắc tới Bàng Quân, y biết Triệu Quốc Đống đã quyết tâm đẩy Bàng Quân ra ngoài. Như vậy cũng là một biện pháp, nhưng chỉ sợ không tiện cho việc triển khai công việc của Trần Lôi. Ha ha, bí thư, nếu không do ban tổ chức cán bộ phát văn bản bổ nhiệm Trần Lôi làm chính ủy, sau đó làm Trần Lôi thường xuyên lên báo cáo công việc với bí thư Nghiêm. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. La Đại Hải nhíu mày, làm chính ủy, phó trưởng phòng phụ trách thì chức trưởng phòng chạy thoát sao? Quốc Đống, như vậy cũng không ổn, càng làm bí thư Nghiêm không vui. Không bằng trao đổi với bí thư Nghiêm trước. La Đại Hải lắc đầu nói. Chúng ta cũng phải nhường một chút. Vậy nhường như thế nào? Trần Lôi làm trưởng phòng, mời cục công an phái một chính ủy xuống. La Đại Hải nói làm Triệu Quốc Đống phải nhíu mày. Bí thư La, điều này sợ ngày sau không dễ dàng tiến hành việc thu quyền. Quốc Đống, Ninh Lăng đã lên cấp, cục công an là cơ quan trực thuộc ủy ban thị xã. Bí thư Nghiêm lại kiêm ba chức, thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy chính pháp, cục trưởng cục công an. Tôi thấy đây là xu thế tất yếu. Triệu Quốc Đống nghĩ tới việc Khâu Nguyên Phong từ Giang Khẩu điều tới Thanh Giang, hắn cũng hiểu đây là xu thế cục công an muốn xen vào các huyện. Quyển 6, chương 20, chừng mực 11. Quốc lộ Tân Hoa đã tiến vào giai đoạn thu công. Mặc dù mùa đông năm nay hạn hán đã ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp nhưng đây lại là thời cơ tốt đối với các công ty thi công. Huyện xác định sẽ cử hành nghi lễ thông xe long trọng ở quốc lộ Tân Hoa và đoạn từ Hà Khẩu tới huyện thành trong gói quốc lộ Bồng Hoa. Đoạn từ thị trấn Mật Sơn, Bồng Sơn đến Hà Khẩu cũng đã hoàn thành, đến lúc đó cũng sẽ tiến hành thông xe. Nhà máy của hai công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp cuối cùng đã khởi công. Dưới sự chủ trì của Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Nông nghiệp tỉnh, Lôi Hướng Đông và Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp thành phố, Cô Nguyên Phách, thêm đó có sự ủng hộ của thị xã Ninh Lăng, huyện Hoa Lâm nên đã quyết định ký hợp đồng chính thức về việc thành lập trụ sở chăn nuôi gia súc Hoa Lâm. Hai bên cũng đưa ra một vài chi tiết cụ thể. Ngân hàng Chính sách Nông nghiệp sẽ cung cấp khoản vay 12 triệu ủng hộ việc xây dựng trụ sở chăn nuôi gia súc và nhà máy chế biến thịt. Mà công ty Đại Hoa cùng công ty Tam Diệp cũng đã đạt được khoản vay với lãi suất thấp. Triệu Quốc Đống lần này lên tỉnh để mời lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giao thông tham gia lễ thông xe vào ngày 30 tháng 4 của quốc lộ Tân Hoa và đoạn Hà Hoa. Trưởng phòng công an đã có quyết định, Trần Lôi làm bí thư, trưởng phòng công an. Phó Chánh Văn phòng Cục Công an điều xuống làm phó bí thư đảng ủy, chính ủy, kết quả này hai bên có thể miễn cưỡng đồng ý. Chẳng qua Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận Nghiêm Lập Dân rất hài lòng với kết quả này. Triệu Quốc Đống cũng không thèm để ý, muốn làm việc thì sao có thể khiến mọi người cùng hài lòng. Ở điểm này Triệu Quốc Đống hiểu rõ mình không thể làm từng lãnh đạo hài lòng, vậy tốt hơn hết là làm theo ý mình. Nghiêm Lập Dân không hài lòng cũng được, y tạm thời còn không quyết định được vận mệnh của mình. Y nếu muốn mình làm y hài lòng thì chờ y lên vị trí kia. Có lúc phải cứng rắn, cũng không sợ ảnh hưởng đến cảm nhận của đối phương với anh, hơn nữa còn có chút thu hoạch. Ít nhất từ trong giọng của Lỗ Đạt có thể thấy được. Dù sao không có mấy chủ tịch huyện chống đối với thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy cục công an. Đương nhiên cũng không phải chuyện gì cũng như ý. Công ty Quảng Đông vẫn không tới Hoa Lâm, điều này làm cho cả La Đại Hải và Triệu Quốc Đống rất thất vọng. Cũng càng làm Triệu Quốc Đống quyết tâm phát triển ngành sản xuất chè. Quốc Đống, chú tới rồi sao? Vậy lập tức đến Giả Nhật Hoa Viên đi, lát nữa ăn ở đó. Thái Chánh Dương cười nói. Không có gì không tiện cả, mấy người bạn của tập đoàn Đông Năng thôi, cũng giới thiệu với chú,
cho tên nhà quê như chú mở rộng tầm mắt. Quen bọn họ cũng có lợi cho Hoa Lâm, không chừng người ta tới Ninh Lăng đầu tư thì sao? Mấy người ngồi đối diện với Thái Chánh Dương có thể nghe thấy. Bọn họ đoán có lẽ đây là người có quan hệ mật thiết với Thái Chánh Dương. Một người đàn ông đeo kính cười nói. Sao vậy giám đốc Thái, anh lại nâng chúng tôi lên làm gì thế? Ha ha, một anh bạn nhỏ thôi mà. Trước làm ở sở, bây giờ điều xuống Ninh Lăng làm chủ tịch huyện. Thái Chánh Dương cười nói. Bên Ninh Lăng có tài nguyên nước phong phú. Tập đoàn Đông Năng các anh chẳng phải đang tính tới khai thác tài nguyên nước sao? Nhiệt điện sẽ gây ô nhiễm môi trường, nhà máy điện huyện Hoa Dương đang là tâm bệnh của tôi đó. Ha ha, giám đốc Thái, lúc đầu khi chúng tôi đến địa bàn của anh xây dựng nhà máy, anh vỗ ngực đảm bảo mà. Bây giờ mới mấy năm mà, sao, vị trí khác nên cái nhìn khác sao? Người đàn ông kia trêu chọc. Anh đúng là giỏi thay đổi. Không thay đổi thì sao có thể tiến lên? Thái Chánh Dương rất quen với tập đoàn Đông Năng này. Đây là tập đoàn lớn trong ngành sản xuất này, có chỗ dựa là Bộ Công nghiệp Điện, hai mảng đầu tư và phát điện đều như có bóng dáng của Bộ. Khi Thái Chánh Dương làm chủ tịch huyện Hoa Dương thì đã có quan hệ với đối phương. Đến khi làm bí thư huyện ủy thì nhà máy nhiệt điện Hoa Dương được xây xong, nó đã khiến kinh tế An Đô phát triển khá nhanh. Chẳng qua lúc đầu không tính tới tác dụng phụ, bây giờ đã mơ hồ xuất hiện. Chủ yếu là do các phương tiện bảo vệ môi trường của công ty không theo kịp. Bên Hoa Dương đang phản ứng rất mạnh, yêu cầu nhà máy điện Hoa Dương phải đảm bảo việc bảo vệ môi trường. Điều này làm tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và tập đoàn Đông Năng có áp lực lớn. Cũng may bây giờ Thái Chánh Dương đã không còn ở đó, hơn nữa rời khỏi mảng công nghiệp nên nói chuyện cũng tùy ý hơn. Đối phương đến coi như là bạn, cũng không hy vọng Thái Chánh Dương có thể ra mặt giải quyết vấn đề. Đúng thế. Từ chủ tịch huyện Thái sang thành bí thư, phó thị trưởng Thái, bây giờ là giám đốc Thái. Trợ lý Thái nghe không hay, chờ anh biến thành chủ tịch tỉnh Thái hoặc thị trưởng Thái thì chúng tôi tới tìm anh phản ánh vấn đề. Đối phương cũng biết sang năm Thái Chánh Dương có thể tiến thêm bước nữa thành phó chủ tịch tỉnh, có người nói Thái Chánh Dương sẽ thay Hoàng Nguyên Thịnh làm thị trưởng thành phố An Đô, cũng có người nói y điều lên làm phó bộ trưởng bộ giao thông. Ha ha, lão đồng, bây giờ tôi không phụ trách ảng này, vấn đề này anh phải giải quyết. Tập đoàn Đông Năng lớn như vậy, chẳng lẽ không bỏ ra được chút tiền giải quyết việc bảo vệ môi trường sao? Dân chúng Hoa Dương cũng cần chỗ tốt mà. Dù sao vừa phải đảm bảo lợi ích kinh tế cũng nên đảm bảo lợi ích xã hội mà. Tập đoàn Đông Năng là công ty nhà nước, tôn chỉ quan trọng nhất là phục vụ nhân dân, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường cũng là phục vụ nhân dân mà. Đồng minh đường run lên, bên ngoài đồn người này có thể làm phó chủ tịch tỉnh phụ trách công nghiệp, lời này có phải ý của trong tỉnh? Nói thật Đồng Minh Đường không hy vọng Thái Chánh Dương phụ trách mảng công nghiệp và bảo vệ môi trường. Người này làm bạn thì tốt nhưng đàm phán lại là đối thủ khó chơi, thái độ cứng rắn. Lãnh đạo nói thường bị Thái Chánh Dương bỏ qua. Lúc đầu khi xây dựng nhà máy điện Hoa Dương, Đồng Minh Đường cũng hiểu rõ sự cứng rắn của người này. Nếu người này làm phó chủ tịch tỉnh thì việc đàm phán này càng khó khăn, thậm chí yêu cầu của bên trên cũng khó thỏa mãn được yêu cầu của Thái Chánh Dương. Ha ha! Giám đốc Thái nói hơi xa rồi. Tập đoàn Đông Năng là công ty chú ý là lợi ích đầu tư, lấy lợi ích. Về phần cái khác không phải điều chúng tôi lo lắng. Anh muốn nói tôn chỉ của Bộ Công nghiệp Điện là phục vụ nhân dân nhưng nó không quan hệ nhiều với tập đoàn Đông Năng chúng tôi. Nói cũng không thể nói như vậy. Tập đoàn Đông Năng trực thuộc Bộ, Bộ là phục vụ nhân dân, nhà máy các anh đúng là giúp kinh tế An Đô phát triển, nhưng chúng ta không thể không thừa nhận nó gây ảnh hưởng tới nhân dân Hoa Dương. Điểm này các anh sao có thể không thấy? Thái Chánh Dương lạnh nhạt nói. Giám đốc Thái, xem ra anh thật sự sẽ lên làm phó chủ tịch tỉnh rồi. Tôi thấy anh như đàm phán với chúng tôi vậy. Đồng Minh Đường đảo mắt mà nói. Không cần chụp mũ cho tôi. Bây giờ tôi chỉ là kiêm chức trợ lý chủ tịch tỉnh, phụ trách sở giao thông. Về phần ô nhiễm môi trường của nhà máy điện Hoa Dương, tôi chỉ nhắc nhở tập đoàn Đông Năng một chút mà thôi. Thái Chánh Dương xua tay nói. Không nói tới cái này, đến lúc đó thành phố An Đô sẽ nói chuyện với tập đoàn Đông Năng các anh. Ha ha, lão Thái, chúng tôi không phải không có thành ý, chúng tôi cũng muốn xử lý việc ô nhiễm môi trường, nhưng vấn đề nằm ở chỗ mọi người đều biết nhiệt điện ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh, nếu muốn một bước giải quyết vấn đề là không thể. Đồng Minh Đường không muốn chuyển đề tài vì biết Thái Chánh Dương có thông tin gì đó. Không phải không thực tế mà là do tập đoàn Đông Năng các anh không quyết tâm giải quyết. Thái Chánh Dương lắc đầu nói.
Ha ha, anh đừng định nghe tin từ tôi, thứ nhất tôi không biết, thứ hai không tới lượt tôi nói chuyện với các anh. Sở bảo vệ môi trường tỉnh sẽ có chuyên gia đến bàn với các anh. Thái Chánh Dương cười nói. Thái độ như vậy có thể ảnh hưởng tới tính tích cực đầu tư vào tỉnh An Nguyên của tập đoàn Đông Năng chúng tôi đó. Đúng như anh nói, tập đoàn Đông Năng là công ty, cứ có hạng mục phù hợp với các anh, kiếm ra tiền thì dùng gậy đánh tập đoàn Đông Năng cũng không đi. Không có hạng mục có lợi, dù lấy dây buộc các anh cũng không chịu xuống nước. Thái Chánh Dương trừng mắt nhìn Đồng Minh Đường. An Nguyên có nguồn tài nguyên nước phong phú, nhất là khai thác tài nguyên nước đứng hàng đầu cả nước. Tập đoàn Đông Năng các anh luôn ngại quy mô đầu tư quá lớn, thu vốn chậm. Nhưng bây giờ quốc gia đưa nhiều chính sách ưu đãi với phát triển thủy điện, hơn nữa bên nhiệt điện lại yêu cầu cao về bảo vệ môi trường. Hai bên ngang nhau, chẳng lẽ tập đoàn Đông Năng các anh không suy nghĩ đến vấn đề này? Ha ha, vậy phải xem thái độ của tỉnh An Nguyên. Tôi lần này còn có nhiệm vụ là khảo sát mấy hạng mục thủy điện ở các nơi trong tỉnh xem có khả thi không. Lão Thái, chẳng lẽ như vậy còn không tỏ rõ thành ý của chúng tôi sao? Đồng Minh Đường cười nói. Quyển 6, chương 21, chừng mực 12. Triệu Quốc Đống đến nơi đã là 6 giờ, nghe thấy Thái Chánh Dương có vẻ tiếp bạn. Tập đoàn Đông Năng thì Triệu Quốc Đống không lạ gì. Đây là công ty lớn trong ngành điện An Nguyên. Tổng cộng có 5 người ngồi trên một chiếc bàn nên khá rộng, không khí cũng khá hòa hợp. Vị phó tổng giám đốc tập đoàn Đông Năng, Đàm Phong nói chuyện khá khôi hài, cũng khá tò mò vì Triệu Quốc Đống còn trẻ như vậy đã làm chủ tịch huyện. Khi thi thoảng hỏi về Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống cũng giới thiệu qua một chút. Huyện Hoa Lâm mặc dù có nhiều dòng suối nhưng phát triển thủy điện nhỏ còn được, với nhà máy thủy điện lớn như của tập đoàn Đông Năng thì gần như không có. Chẳng qua Ninh Lăng có dòng Ô Giang chảy qua nên tài nguyên nước khá phong phú. Đến khi tiễn đoàn người của tập đoàn Đông Năng, Triệu Quốc Đống mới phát hiện vẻ mặt Thái Chánh Dương không quá tốt. Thái ca, có phải có chuyện gì phiền không? Triệu Quốc Đống thấy tâm trạng Thái Chánh Dương không quá tốt, chẳng qua trong bữa ăn Triệu Quốc Đống giấu khá tốt. Ồ, chú biết mấy người tập đoàn Đông Năng đến làm gì không? Nhà máy điện Hoa Dương ô nhiễm nghiêm trọng, dân chúng phản ứng rất mạnh. Sở bảo vệ môi trường tỉnh cũng phái công văn nhiều lần, nhưng bọn họ ỷ có bộ bên trên chống lưng nên không thèm để ý. Đến khi bảo vệ môi trường tỉnh và Tổng cục Quốc gia cùng phát công văn thì bọn chúng mới nhận. Mẹ nó chứ, vốn là công ty cung cấp điện cho tỉnh An Nguyên phát triển, bây giờ lại thành hậu họa, còn động lý lấy việc không đầu tư ở tỉnh mà uy hiếp. Ha ha, ai bảo chúng ta cứ muốn lôi kéo các công ty trực thuộc trung ương chứ? Trong tay nắm tài chính đầu tư, chính quyền địa phương nào không phải nhường bọn họ vài phần. Quyền đầu tư nằm trong tay bọn họ, anh trước khi xử lý phải tính toán kỹ. Thái ca, việc này không phải việc anh phụ trách, anh quản nó làm gì? Ồ, chỉ sợ không lo không được. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Anh bây giờ không phải là trợ lý chủ tịch tỉnh sao? Chủ tịch tỉnh tôi nói chuyện với anh, hy vọng anh chia sẻ trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường và an toàn với chủ tịch Tần, chú nói anh không lo thì sao? Bảo vệ môi trường và an toàn. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Thái ca, chẳng lẽ anh phụ trách hai mảng này? Đều là mấy vấn đề mà hiện nay thành phố không chú trọng, có chuyện lớn xảy ra là anh thất trách, không có việc gì thì dựa theo nguyên tắc mà làm. Nhưng lại có thể chụp mũ cho anh là phá vỡ hoàn cảnh đầu tư, ảnh hưởng tới kinh tế phát triển. Ai nói không phải chứ? Anh chỉ là hỗ trợ chủ tịch tỉnh phụ trách, chú nghĩ xem, trên danh nghĩa là giúp. Nhưng có cách này thì chủ tịch Tần không phải sẽ nhân cơ hội thoát thân sao? Chuyện này không phải do anh chịu sao? Thái Chánh Dương cười khổ nói. Việc này thì thôi, nhưng ý của chủ tịch Tô là anh phải phụ trách việc đàm phán với tập đoàn Đông Năng, khiến tập đoàn Đông Năng mau chóng đưa ra phương án bảo vệ môi trường, lại không chọc giận tập đoàn Đông Năng, ảnh hưởng tới việc tập đoàn Đông Năng đầu tư ở tỉnh An Nguyên. Ha ha, việc này khó nắm bắt. Ồ, Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Vị tổng giám đốc Đồng kia đúng là nhanh nhạy, phân công còn chưa điều chỉnh đã thấy mùi rồi sao? Hừ, chuyện trên tỉnh có thể giấu được ai? Hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã nghiên cứu vấn đề gì, sau khi tan họp chưa đầy nửa tiếng là truyền ra. Chủ tịch tỉnh Tô mặc dù còn không có chính thức nói trong hội nghị thường trực ủy ban, có lẽ đã bàn với chủ tịch Tần, nếu không sao Đồng Minh Đường tới tìm anh. Thái Chánh Dương lắc đầu nói. Chủ tịch Tô cũng nhắc anh không làm căng quan hệ với tập đoàn Đông Năng. Vài năm tới tỉnh An Nguyên sẽ phát triển mạnh, ngành điện mà quay lưng với chúng ta thì đúng là tỉnh có vấn đề. Chuyện không dễ làm. Triệu Quốc Đống cũng lắc đầu, chuyện này đúng là không dễ làm hài lòng cả đôi bên.
nhưng lãnh đạo giao cho anh tức là coi trọng Ninh Lăng của anh, có thể miễn cưỡng nói đây là cơ hội. Thái ca, nếu có thái độ này mà đàm phán thì cuối cùng tỉnh phải nhường bọn họ. Gặp chuyện này phải có khí thế, phải liều mạng, nếu cứ thỏ đầu rụt cổ đi đàm phán là không ổn. Em đoán tập đoàn Đông Năng cũng không muốn làm căng. Dù sao tỉnh An Nguyên coi như có tài nguyên phong phú về nước, tập đoàn Đông Năng sao có thể không động tâm. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Phải làm đối phương hiểu nếu làm căng thì bọn họ mất đi rất nhiều. Phải để bọn họ cảm nhận nếu ép đến đường cùng thì áp lực sẽ đẩy lên vai bọn họ. Thái Chánh Dương hài lòng nhìn Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống này đúng là giỏi suy luận, lập tức nhìn xa như vậy. Trên thực tế Thái Chánh Dương cũng có suy nghĩ đó, y cảm thấy phải cứng rắn, nếu ngay từ đầu đã nhân nhượng thì nhất định sẽ thất bại. Triệu Quốc Đống này đúng là mầm tốt, bây giờ mặc dù còn thiếu kinh nghiệm nhưng chỉ cần ở dưới rèn luyện vài năm thì sẽ là nhân tài phụ trách một mảng. Lão Liêu lập tức sẽ đi. Ban tổ chức cán bộ trung ương đã khảo sát xong, xem ra rất nhanh sẽ tuyên bố. Thái Chánh Dương cười nói. Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Thường vụ tỉnh ủy tỉnh bên, bí thư thị ủy tỉnh thành. Thái Chánh Dương dừng một chút rồi nói tiếp. Nếu không có bất ngờ xảy ra thì nên là như vậy. Cũng có người nói lão Liễu trực tiếp được điều lên ban tổ chức cán bộ trung ương. Liễu ca đã tiến lên một bước, cấp phó tỉnh khó vượt qua, nhưng vượt qua thì tương lai không thể đoán định. Triệu Quốc Đống thật lòng thấy vui cho Liễu Đạo Nguyên, đương nhiên trong lòng cũng có chút nuối tiếc. Liễu Đạo Nguyên trực tiếp lên ban tổ chức cán bộ trung ương là tốt nhất. Sang tỉnh bên làm thường vụ tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy tỉnh thành thì cơ hội để hắn nhờ không nhiều. Ừ, lão Liễu đã 46, nếu không lên thì sau này muốn lên là không dễ. Lên làm cấp phó tỉnh, lại là thường vụ tỉnh ủy thì nếu làm tốt có thể tiến thêm nữa. Thái Chánh Dương cũng vui vẻ. Y cũng hy vọng Liễu Đạo Nguyên lên ban tổ chức cán bộ trung ương, nhưng việc này đâu phải do ý của bọn họ. Liễu Đạo Nguyên sang tỉnh bên làm thường vụ tỉnh ủy, bí thư thị ủy cũng không còn là bí mật. Hy vọng Liễu ca từng bước tiến lên, Thái ca cũng cần cố gắng. Triệu Quốc Đống cười nói. Thái ca nhỏ hơn Liễu ca, bây giờ đã là trợ lý chủ tịch tỉnh, đại hội đại biểu nhân dân cuối năm có phải lên làm phó chủ tịch tỉnh không? Ai có thể nói rõ được chứ? Con người thường nhìn rõ việc bên ngoài, việc của mình lại thường không dễ dàng, câu này càng thích hợp với người trong quan trường. Thái Chánh Dương cũng hiểu rõ điều này, trợ lý chủ tịch tỉnh đâu chỉ có mình y, hơn nữa từ trợ lý rất có ý nghĩa, có thể lên làm phó chủ tịch tỉnh hay không thì phải xem xu thế phát triển. Nói thật Thái Chánh Dương cảm thấy mình không thích hợp làm ở chức phó chủ tịch tỉnh này, y thích gây dựng sự nghiệp ở địa phương. Phụ trách ở một nơi là lý tưởng của y, chỉ như vậy y mới có thể thực hiện mong muốn của mình. Chẳng qua việc trên đời không theo ý mình làm giám đốc sở giao thông đã gần 2 năm. Tuy nói hai hạng mục cao tốc An Quế cùng cao tốc An Du là thành tích và tăng điểm cho y, nhưng y vẫn cảm thấy mình có nhiều điều không thể thực hiện. Ha ha, Thái ca đừng không tự tin như vậy chứ. Em nghe nói bí thư Ninh sẽ thay vị trí của chủ tịch Tô mà. Theo Triệu Quốc Đống nhớ thì Ninh Pháp ở tỉnh An Nguyên khá nhiều năm, là điểm sáng ở tỉnh An Nguyên. Sau đó sang tỉnh Việt làm bí thư tỉnh ủy. Vào bộ chính trị, cuối cùng làm lãnh đạo trung ương. Chú nghe ai nói? Thái Chánh Dương giật mình, y cũng mơ hồ nghe tin Tô Giác Hoa điều tới tỉnh khác làm bí thư tỉnh ủy, Ninh Pháp có thể làm chủ tịch tỉnh. Chẳng qua y không tin, Ninh Pháp mới 41 làm chủ tịch tỉnh thì sao được? Em nói ra anh cũng không biết, người trên Bắc Kinh, chẳng qua tin của y rất chính xác. Triệu Quốc Đống nháy nháy mắt, hắn biết quan hệ giữa Thái Chánh Dương và Tô Giác Hoa khá tốt. Nhưng quan hệ với Ninh Pháp càng tốt hơn. Bên dưới mơ hồ nói Tô Giác Hoa và Ninh Pháp liên minh là do Thái Chánh Dương đứng giữa. Chỉ là lời đồn, không đáng tin. Thái Chánh Dương bĩu môi nói. Ha ha, Thái ca nói không thật lòng rồi. Triệu Quốc Đống cười phá lên nói. Trước mặt em còn giả vờ sao? Em là học trò đắc ý của Thái ca mà. Thái Chánh Dương cười cười vỗ đầu Triệu Quốc Đống mà nói. Cậu nhóc này bái sư bao giờ? Lão Liễu cũng coi như nửa sư phụ của chú, Lão Hùng, Triệu Quốc thì sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Ha ha, em học nhiều nhà, tương lai nhất định sẽ thành tựu lớn. Quyển 6, chương 22, chừng mực 13. Thái Chánh Dương không khỏi thầm than tên Triệu Quốc Đống này mặc dù kém mình gần 20 tuổi nhưng lại có thể hòa hợp, nói chuyện vui vẻ với mình. Lưu Triệu Quốc càng không cần nói, dù sao chính là người quen Triệu Quốc Đống đầu tiên. Nhưng Hùng Chính Lâm và Liễu Đạo Nguyên lại không dễ quan hệ.
Nhưng Hùng Chính Lâm cũng quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống, Liễu Đạo Nguyên lại nhiều lần giúp Triệu Quốc Đống. Chỉ riêng bản lĩnh này đã là tốt rồi. Hơn nữa Chính Thái Chánh Dương được lên làm phó thị trưởng chính là nhờ ý tưởng của Triệu Quốc Đống. Mà ánh mắt và năng lực thích ứng của Triệu Quốc Đống cũng rất cao. Làm việc gì đều có thể tính toán rõ ràng, chuyện gì cũng có thể có vài chiêu. Như Hoa Lâm nghèo như vậy, tên này nếu muốn đứng vững ở vị trí chủ tịch huyện thì không có bản lĩnh thật là không được. Quốc Đống, chúng ta nên phải từng bước đi theo con đường của mình là quan trọng nhất. Thái Chánh Dương thở dài nói. Chủ tịch tỉnh Tô và Bí Thư Ninh đều là người phi thường, bọn họ tiến lên là bình thường. Thái ca không nên tự đánh giá thấp mình như vậy. Em cảm thấy con đường của anh và Bí Thư Ninh khá giống nhau. Lúc này Trung Quốc cải cách càng lúc càng mạnh, mà cải cách công ty nhà nước bắt buộc cần diễn ra. Không giải quyết được vấn đề này thì công ty nhà nước chỉ thua lỗ, công ty bị nợ nặng nề. Chỉ số điều tra của quốc gia là rất rõ ràng, rất nhiều công ty vừa và nhỏ của nhà nước bị nợ. Mà Ando chúng ta học tập Chư Thành Sơn Đông nên tạo được chế độ hoàn thiện hơn, các công ty thí điểm cải cách đã đạt hiệu quả tốt, đó chính là điểm sáng. Triệu Quốc Đống cười cười đầy quỷ quyệt làm Thái Chánh Dương phải nhìn chằm chằm hắn. Chẳng lẽ Triệu Quốc Đống này lại nghe thấy gì sao? Chú nói thật cho anh có phải nghe thấy gì không? Thái Chánh Dương trầm giọng nói. Ha ha, Thái ca không phải cũng nghe thấy sao? Phó Thủ tướng đến Chư Thành khảo sát, Bộ Thương mại, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia cũng đi theo. Hôm qua Nhật báo Kinh tế đã có thay đổi về hướng gió, mấy hôm trước còn nghi ngờ về việc cải cách sẽ khiến tài sản quốc gia biến mất. Bây giờ lại chuyển sang nói đây là thuốc tiên tăng hiệu quả kinh doanh. Thái ca chắc nghe thấy rồi phải không? Thái Chánh Dương nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống một lúc lâu rồi nói. Anh cũng mới nhận được thông báo của Chủ tịch tỉnh Tô và Bí Thư Ninh. Đoàn người Phó Thủ tướng sẽ bay tới Ando, tiến hành khảo sát các công ty vừa và nhỏ của thành phố Ando. Ồ, anh là Giám đốc Sở Giao thông, việc cải cách các công ty trong thành phố Ando có liên quan gì tới anh? Triệu Quốc Đống biết còn giả vờ. Quốc Đống, chú đừng giả vờ giả vịt với anh, cải cách các công ty vừa và nhỏ ở Ando không phải chú gợi ý cho anh sao? Đương nhiên không có Chủ tịch tỉnh Tô và Bí Thư Ninh thì sẽ không làm được triệt để như vậy. Thái Chánh Dương cố kìm cơn hưng phấn trong lòng. Phó Thủ tướng tới, Bí Thư tỉnh ủy, Phó Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh, Bí Thư thị ủy Ando được đi theo, số còn lại được đi cùng ai không vinh dự chứ? Mặc dù y là người đề xuất cải cách ở thành phố Ando, nhưng y bây giờ đã lên tỉnh. Có thể được đi theo đã là quá may mắn. Có thể nói lần này khi Phó Thủ tướng đi khảo sát thì sẽ thay đổi vận mệnh của y. Thái ca, anh làm cải cách có quan hệ gì với em? Em chỉ là đưa ý kiến cá nhân của mình. Chư Thành là điểm mẫu, chúng ta có thể học. Ngoài ra kinh nghiệm bên bọn họ thì chúng ta có thể rút ra bài học, ví dụ như định giá tài sản quốc gia, chỉ như vậy mà thôi. Anh đừng đẩy công lao cho em. Ồ, không đúng, không phải công lao của anh, đó là công của Bí Thư Quý. Chủ tịch tỉnh Tô và Bí Thư Ninh. Anh là người thực hiện phải không? Triệu Quốc Đống chớp chớp mắt nói. Thái Chánh Dương không nói gì mà vỗ vai Triệu Quốc Đống. Có những lời nói ra không bằng không nói. Thái Chánh Dương nghĩ thành tựu của Triệu Quốc Đống sẽ hơn xa bọn họ, nhưng đáng tiếc hắn không dồn hết tâm trí vào chính trị. Thái ca, có cơ hội này thì anh nên nắm chắc. Phó Thủ tướng là nhân vật rất khôn khéo, lại có phách lực không sợ giết một dọa trăm. Anh phải chuẩn bị chút. Nhất là chuẩn bị mấy điểm mà bên Chư Thành còn thiếu sót. Ngoài ra anh cũng phải đề phòng chẳng may Phó Thủ tướng hỏi mấy vấn đề, ví dụ như tình hình cải cách các công ty khổng lồ của nhà nước, anh cũng phải có một biện pháp đầy đủ. Triệu Quốc Đống nhắc một chút. Công ty nhà nước khổng lồ. Thái Chánh Dương run lên. Vừa nãy y chỉ cân nhắc con đường cải cách các công ty vừa và nhỏ của Ando, nhưng không nghĩ Phó Thủ tướng sẽ hỏi câu này. Bây giờ các công ty khổng lồ của Ando chưa động tĩnh gì. Tình hình thật sự cũng giống lời Triệu Quốc Đống nói, cất bước khó khăn. Không có mấy công ty có hiệu quả kinh doanh tốt, mà các công ty nhà nước khổng lồ này lại là trụ cột của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Nếu như việc cải cách làm mấy công ty nhỏ miễn cưỡng chấp nhận, vậy công ty khổng lồ thì sao? Đúng thế, bây giờ cải cách đã tiến thêm bước nữa, vậy công ty khổng lồ thì sao? Triệu Quốc Đống chép miệng nói. Nếu không chạm tới chế độ quyền lợi, không giải quyết được con đường tiêu thụ thì chỉ suy nghĩ làm sao tăng hiệu quả sản xuất là không đủ. Đây đúng là vấn đề rất khó khăn. Quốc gia xã hội chủ nghĩa lấy nhà nước làm chủ đạo, nếu như ngay cả mấy công ty nhà nước khổng lồ mà có biến hóa, tư hữu hóa như vậy thì còn có thể đảm bảo chế độ xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc không? Thái Chánh Dương hỏi lại một câu.
Em không thấy như vậy. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Kinh tế nhà nước nắm giữ vị trí chủ đạo là dựa vào cái gì mà đảm bảo? Cũng không phải mấy công ty khổng lồ đảm bảo được mà. Theo ý em, quyết định tính chất kinh tế một quốc gia đó chính là quốc gia nắm giữ mấy ngành kinh tế chính vào trong tay, mà không phải mấy nhà máy dệt, nhà máy chế biến thực phẩm gì gì đó. Ví dụ như Ninh Lăng, tài chính, thông tin, giao thông, đường sắt, điện lực, khoáng sản, hàng không, vận tải hàng hóa, quân đội cùng chế tạo dây chuyền sản xuất. Mấy ngành sản xuất này chỉ cần quốc gia nắm trong tay, tính chất của quốc gia sẽ không thay đổi. Đối với các ngành này quốc gia nhất định phải lũng đoạn, đương nhiên lũng đoạn theo em nói không phải do một công ty, một tập đoàn phụ trách, lũng đoạn sẽ giảm hiệu quả, sinh ra hủ bại, mà chính là cạnh tranh dưới sự khống chế của quốc gia. Anh hiểu ý chú, mấy ngành sản xuất đó do quốc gia khống chế, các ngành công nghiệp nhẹ cho phép cạnh tranh tự do. Cái này không mới, nhưng mấy ngành sản xuất mà chú nói nó liên quan tới lợi ích thiết thực của dân chúng, lũng đoạn sẽ ảnh hưởng tới lợi ích nhân dân. Thái Chánh Dương nói. Thứ nhất ý của em là quốc gia chiếm vị trí chủ đạo, cũng không phải hoàn toàn do quốc gia trực tiếp khống chế, những người khác không thể can thiệp. Thứ hai, quốc gia chiếm vị trí chủ đạo cũng cần có tính cạnh tranh, 1:2, 1:3, chia ra sẽ tăng sức cạnh tranh. Triệu Quốc Đống giải thích. Ví dụ như ngành thông tin có thể do mấy công ty nhà nước khổng lồ cạnh tranh. Tài chính, đường sắt, hàng không, giao thông, đều có thể tiến hành cạnh tranh. Anh chỉ cần khiến tài sản quốc gia chiếm ưu thế chủ đạo là đủ. Ví dụ như bên hệ thống tài chính thì không phải ngân hàng thương mại đã được thành lập sao? Hệ thống tài chính có thể buông lỏng, vậy mấy ngành khác thì sao? Thành lập ngân hàng thương mại là điều Triệu Quốc Đống thèm muốn. Mặc dù công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng phát triển rất nhanh, nhưng nó vẫn không thể so sánh với mấy ngân hàng thương mại so sánh xuyên. Trường Xuyên cũng vừa mới vào Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Tân Châu. So sánh với anh em Lưu Thị vào thường vụ hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc thì không phải một cấp bậc. Muốn chia chút canh trong hệ thống tài chính thì phải đợi thời cơ. Ngân hàng thương mại chỉ là một cách thử, không đại biểu chính sách chủ đạo của quốc gia sẽ thay đổi. Thái Chánh Dương lắc đầu nói. Đúng thế, nếu là thử thì mấy ngành khác cũng có thể thử mà. Chủ tịch Mao chẳng đã nói cải cách chính là lấy đá dò đường, anh không thử sao biết nước nông hay sâu, sao biết ưu khuyết điểm. Sai thì sửa. Chỉ cần quyền chủ đạo nằm trong tay quốc gia là có thể thử hết. Chỉ có tiến hành trong thực tế thì mới có thể xác định. Triệu Quốc Đống nói cũng có lý, bây giờ là nền kinh tế thị trường, mà lãnh đạo quốc gia cũng có chút do dự, xem ra đang muốn xem có nên thử hay không. Thái ca, em thấy bây giờ là lúc trăm hoa đua nở. Mặc kệ là như thế nào thì nếu Phó Thủ tướng hỏi, anh ít nhất có thể nói ra suy nghĩ của mình, nó tốt hơn là chỉ biết vâng dạ. Phó Thủ tướng không phải người thích cấp dưới như vậy. Thái ca, anh tự suy nghĩ đi, nắm bắt cơ hội, nếu nó mất sẽ không trở lại đâu. Quyển 6, chương 23, vô đề. Sau khi đưa Cù Vận Bạch về Giang Khẩu, Triệu Quốc Đống quay lại An Đô. Thái Chánh Dương đã đáp ứng ngày 30 tháng 4 tham gia lễ thông xe, nhưng cũng bảo Triệu Quốc Đống tốt nhất mời Phó Chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên tham gia. Tần Hạo Nghiên dù sao cũng là lãnh đạo tỉnh, Thái Chánh Dương mới là trợ lý chủ tịch tỉnh mà. Triệu Quốc Đống gọi cho thư ký của Tần Hạo Nghiên mà không ngờ đối phương lại nhiệt tình như vậy, nói vài câu liền đồng ý. Hơn nữa đối phương lại biết rõ thân phận của hắn bây giờ. Đối phương bảo hắn tới văn phòng của y ngồi một chút, chờ chủ tịch Tần rảnh rỗi sẽ cùng y đi gặp Tần Hạo Nghiên. Giang Ninh, thư ký của Tần Hạo Nghiên thực ra khá chú ý tới Triệu Quốc Đống. Sau tối đó mặc dù hai bên không tiếp xúc mấy, nhưng khi tin Triệu Quốc Đống xuống Hoa Lâm lọt vào tai Giang Ninh, y liền thấy đây là cơ hội lớn đối với Triệu Quốc Đống. Ninh Lăng nghèo như vậy, không ai muốn tự nguyện xuống. Dù là bị phái xuống cũng không ai muốn. Nhưng theo Giang Ninh biết Triệu Quốc Đống chủ động chọn xuống, nhất là sau đó thư ký của Thái Chánh Dương nói Triệu Quốc Đống đã lên làm chủ tịch huyện, Giang Ninh càng chú ý. Đến khi gặp chủ tịch Tần, Triệu Quốc Đống cũng vẫn không rõ sao Giang Ninh lại thân thiết với mình như vậy. Trên thực tế hắn là chủ tịch huyện nghèo thì không đáng gì trong mắt thư ký lãnh đạo tỉnh. Giang Ninh phải ra vẻ ta đây mới đúng. Chẳng lẽ vì mình cùng Thái Chánh Dương tham gia bữa tiệc đó? Không thể rồi. Ngồi nói chuyện với Giang Ninh một lúc, Triệu Quốc Đống cũng cảm nhận ra một chút. Giang Ninh này có vẻ hứng thú với kinh nghiệm công tác ở cơ sở của hắn, nhất là việc hắn làm sao từ một phó chủ tịch kiêm nhiệm tiến lên làm chủ tịch huyện là điều đối phương chú ý nhất. Mặc dù biết rõ hỏi mấy vấn đề này có chút không thích hợp, nhưng Giang Ninh có vẻ không đợi được, điều này làm Triệu Quốc Đống rất kinh ngạc.
chẳng qua điều này hắn cũng không cần giấu làm gì. Triệu Quốc Đống rất thoải mái nói việc mình làm ở Hoa Lâm. Từ thu hút đầu tư đến làm đường, còn có cả việc phối hợp với lãnh đạo, nói tóm lại là làm mấy việc vặt. Giang Ninh nghe rất cẩn thận, sau đó hỏi xen vào vài câu, còn ghi cả vào sổ. Ra khỏi văn phòng Giang Ninh, tên này càng thêm thân thiết với Triệu Quốc Đống, cũng có vẻ muốn nói chuyện thêm nữa. Điều này làm Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, vì sao đối phương lại hứng thú với mình. Đến khi Triệu Quốc Đống gọi điện cho thư ký của Thái Chánh Dương thì mới hiểu được. Thì ra Giang Ninh này sẽ được phái xuống, chắc là mấy huyện ở Miên Châu hoặc là Kiến Dương. Chẳng qua mấy huyện đó không thể so sánh với Ninh Lăng. Giang Ninh chưa có kinh nghiệm công tác cơ sở, cho nên có hơi e ngại. Bây giờ đột nhiên thấy Triệu Quốc Đống tới cơ sở gần năm thì tất nhiên không bỏ qua cơ hội học tập. Sau khi nhận được điện của Thái Chánh Dương, Triệu Quốc Đống cũng đang suy nghĩ làm như thế nào để thúc đẩy nhà máy chè Hà Khẩu lên. Hắn thông qua Phó Chủ tịch tỉnh Cam Bình giới thiệu mà đã liên lạc được với công ty Dụ Thái, một công ty của Bắc Kinh trong làm việc này. Công ty Dụ Thái là một công ty kinh doanh chè lâu năm ở Bắc Kinh, quy mô không nhỏ, có con đường tiêu thụ ở Hong Kong, Đông Nam Á. Chẳng qua thái độ của đối phương không quá tích cực, mặc dù có liên lạc nhưng chưa chính thức gặp mặt, thậm chí cũng không có hứng thú mấy với việc phái người tới tỉnh An Nguyên. Chỉ là tỏ vẻ lúc thích hợp sẽ phái nhân viên đến tỉnh An Nguyên khảo sát. Điều này làm Triệu Quốc Đống rất buồn bực. Đối phương tất nhiên không coi chè đen bên tỉnh An Nguyên vào đâu. Nhất là danh tiếng chè An Nguyên kém xa chè Phổ Nhị, Lục Bảo về danh tiếng. Bây giờ muốn kéo một công ty nổi tiếng Trung Quốc đến Ninh Lăng khảo sát thì đúng là hơi khó khăn. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không ngại, La Mã không phải một ngày xây dựng lên, Triệu Quốc Đống tin rằng có thể kéo được công ty Dụ Thái tới đây. Trước đó Triệu Quốc Đống có chút kiêu ngạo nhưng bây giờ đã hiểu ra nhiều. Thời buổi này anh muốn thành công đâu có dễ, hơn nữa chè Hoa Lâm còn không nổi tiếng bằng chè Tân Châu. Không nhiệt tình không sao, đó là vì chưa thấy hàng. Thấy hàng không hứng thú không sao, chủ yếu do giá cao hay thấp mà thôi. Chỉ cần có thể thúc đẩy ngành sản xuất chè Hoa Lâm phát triển, Triệu Quốc Đống thà rằng mang tiếng bán tài sản quốc gia cũng phải làm được. Hắn không thể vì sợ mang trách nhiệm lại bỏ qua cơ hội. Thái Chánh Dương gọi điện với giọng đầy hưng phấn. Triệu Quốc Đống có thể nghe ra vẻ đắc ý của đối phương. Thái ca, hình như anh uống thuốc kích thích à? Triệu Quốc Đống cảm thấy có lẽ lần tiếp Phó Thủ tướng là cơ hội phát triển hiếm có của Thái Chánh Dương. Quốc Đống, về đi, tối nay anh có chuyện muốn nói với chú. Thái Chánh Dương nói chuyện không thể kiềm chế. Từ lúc Triệu Quốc Đống quen Thái Chánh Dương đến giờ cũng chưa thấy đối phương dùng giọng nói như vậy. Thái ca, bây giờ mới mấy giờ, 3 giờ 30 chiều. Em về sẽ tối mịt đó. Triệu Quốc Đống đã lên tỉnh 2 hôm, bây giờ lại lên tỉnh sao? Chú phải về, anh có việc cần nói chuyện với chú. Anh đợi. Thái Chánh Dương rất kiên quyết nói. Ở tình hình này, Triệu Quốc Đống không có lựa chọn nào khác. Cũng may chức chủ tịch huyện đúng là nhàn hạ, tùy tiện lấy cớ là ra ngoài được ngay. Thái Chánh Dương đúng là đã nắm chắc cơ hội. Sau khi cùng Phó Thủ tướng đến thăm công ty liên doanh DU, Ando, tập đoàn Thiên Phu. Thái Chánh Dương cũng được theo hết. Phó Thủ tướng đã tiến hành khảo sát cụ thể việc cải cách các công ty vừa và nhỏ của thành phố Ando, đặc biệt cảm thấy hứng thú việc đưa ra cơ chế xác định tài sản quốc gia của Ando. Tổ xác định giá trị thực ra là sản phẩm do hai người Triệu Quốc Đống và Thái Chánh Dương nghiên cứu kinh nghiệm của Chư Thành mà làm ra. Chức năng của nó là tiến hành giám sát nghiêm ngặt tài sản của các công ty cải cách. Tổ giám định này vừa có cơ cấu xã hội, vừa có chức năng như cơ quan kiểm toán của chính quyền, lại có cơ cấu như công ty. Ngoài ra còn đưa ra kỳ hạn 1 tháng khiếu nại, chào mừng người bên ngoài tiến hành giám sát công việc của tổ và đưa ra các câu hỏi. 1 tháng sau khi thời hạn khiếu nại kết thúc, tài sản công ty sẽ chia thành của nhân viên và của tài sản quốc gia. Tài sản quốc gia sẽ được đưa ra đấu giá, như vậy mặc dù chưa thể nói là hoàn thiện nhưng nó cũng là công khai, công bằng. Đấu giá có thể khiến tài sản quốc gia và tài sản nhân viên sẽ tăng lên về giá trị, giảm tình trạng ép giá. Phó Thủ tướng rất hứng thú với việc thành phố Ando hoàn thiện chính sách cải cách dựa trên kinh nghiệm của Chư Thành, thậm chí còn tham gia một cuộc hội đàm với đại biểu nhân viên của công ty cơ điện Hoa Lăng, nghe các nhân viên nói về cảm tưởng và ý kiến sau khi cải cách. Thái Chánh Dương là người khởi xướng ra tổ giám định này nên được Phó Thủ tướng chú ý. Mà Thái Chánh Dương cũng thành quan chức được Phó Thủ tướng hỏi nhiều nhất ngoài Chủ tịch tỉnh, thậm chí còn hơn cả Quý Thành Công và Ninh Pháp. Nghe những lời đối đáp của Thái Chánh Dương, Phó Thủ tướng và các lãnh đạo đi cùng có ấn tượng tốt đối với Thái Chánh Dương.
nhất là khi Phó Thủ tướng thuận miệng hỏi về việc cải cách các công ty nhà nước khổng lồ của thành phố Ando. Thái Chánh Dương đã đưa ra ý kiến quốc gia khống chế các ngành sản xuất chính, ý kiến này làm cho Phó Thủ tướng càng đánh giá cao hơn về Thái Chánh Dương. Quyển 6, chương 24. Quốc Đống, anh cảm thấy mình rất nhanh sẽ biến hóa. Thái Chánh Dương nhấp một ngụm rượu. Rượu whisky rất mạnh, nhất là khi không cho thêm đá. Triệu Quốc Đống không khỏi thầm kêu khổ, bụng đói mà uống rượu này đúng là muốn chết. Phó Chủ tịch tỉnh, hay là thị trưởng thành phố Ando? Triệu Quốc Đống cười nói. Anh không rõ, nhưng A Hát cảm thấy con đường chính trị nửa đời sau của anh đã biến hóa. Thái Chánh Dương cũng rõ ràng mình không nên nói lời này với người khác, nhưng y cảm thấy mình cần người thổ lộ. Mà càng nghĩ thì thấy ngoài Triệu Quốc Đống ra, y không tìm được ai khác. Anh nói anh có thể rời khỏi tỉnh An Nguyên. Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên mà nói. Khó nói. Thái Chánh Dương lắc đầu, bây giờ tất cả đều khó hiểu. Anh cảm thấy được ánh mắt phức tạp của Quý Thành Công và vẻ khen ngợi của Tô Giác Hoa, đương nhiên còn cả sự khen ngợi của Ninh Pháp. Một câu khen ngợi của Phó Thủ tướng có thể thay đổi vận mệnh một người, nói gì tới anh chỉ là một cán bộ cấp giám đốc sở. Chú tin không? Thái ca, đó không chỉ là Phó Thủ tướng mà còn là Ủy viên Bộ Chính trị. Triệu Quốc Đống cười nói. Đây là nhân vật tinh hoa trong đảng. Ha ha, đúng thế. Thái Chánh Dương hít sâu một hơi, một lần nữa giơ chén lên uống cạn. Cho anh thêm chén nữa. Thái ca, uống ít thôi, rượu này. Triệu Quốc Đống do dự một chút mà nói. Cuộc đời có mấy lần say, uống rượu say cũng là một đoạn ký ức khó được. Hơn nữa say như thế này cũng đâu có dễ. Thái Chánh Dương nhìn Triệu Quốc Đống mà cười nói. Anh nói đúng, Thái ca, hôm nay em liều mạng tiếp anh. Thêm chai nữa chứ? Triệu Quốc Đống cười nói. Có gì không được. Thái Chánh Dương đúng là đang rất hưng phấn nên nói. Hôm nay anh em ta uống thoải mái một phen. Triệu Quốc Đống đưa Thái Chánh Dương về nhà thì đã là hơn 12 giờ đêm. Một cơn gió thổi qua làm hắn tỉnh táo hẳn. Thái Chánh Dương có lẽ cũng cảm nhận Phó Thủ tướng chú ý tới mình, mà hiệu quả như vậy nằm ngoài dự đoán ban đầu của cả Triệu Quốc Đống và Thái Chánh Dương. Bây giờ chỉ cần xem Phó Thủ tướng coi trọng Thái Chánh Dương đến như thế nào. Thái Chánh Dương lần này nếu như không thể đạt được Phó Thủ tướng coi trọng thì sẽ có chút phiền phức. Ai có thể tha thứ việc một kẻ vượt mặt lãnh đạo? Có lẽ Tô Giác Hoa có thể, Ninh Pháp có thể nhưng người khác thì sao? Cơ hội có lẽ chính là nguy cơ. Mùa xuân thường có mưa phùn, ánh đèn sáng rực phá xuyên màn đêm. Khi Triệu Quốc Đống đi ngang qua cổng trường Đại học An Nguyên thì có chút ngạc nhiên phát hiện mấy người khá quen thuộc. Xảy ra chuyện gì thế này? Triệu Quốc Đống nhíu mày dừng xe, nhảy xuống xe. Mấy cô gái này đã hơi say, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút phản cảm. Hắn không phản đối việc uống rượu ở vài tình huống thích hợp, nhưng sau khi uống lại có vẻ phóng đáng thế này thì hơi quá đáng, nhất là đối với nữ sinh viên. Mấy tên thanh niên ngoài xã hội không có ý tốt đang đi quanh mấy cô gái, thi thoảng dùng từ ngữ thô tục, khiêu khích mà trêu đùa ba cô gái. Ồ, Quốc Đống ca, sao anh lại ở đây? Triệu Quốc Đống đột nhiên đến làm Cổ Tiểu Âu vui mừng và ánh mắt đang mê ly trở nên tỉnh táo hơn một chút. Cô khoác tay Triệu Quốc Đống, đôi môi ướt át mà chín mọng của Cổ Tiểu Âu thật quyến rũ, cô dùng lưỡi liếm liếm môi làm Triệu Quốc Đống không nhịn được. Bộ ngực căng tròn của cô đè chặt vào tay hắn, thêm đôi mắt chết người kia, Cổ Tiểu Âu đúng là yêu tinh trời sinh. Anh lại không thể ở đây. Triệu Quốc Đống có chút tức giận mà nói, mỗi lần gặp thì Cổ Tiểu Âu có vẻ đều như bị say. Nhất là còn có một vài tên thanh niên có ý đồ xấu. Điều này làm trong lòng Triệu Quốc Đống rất khó chịu. Có lẽ là mắt không thấy, trong lòng sẽ không buồn bực. Nhưng vì sao vừa thấy là hắn lại có chút khó chịu thế này? Thực ra Triệu Quốc Đống cũng đã đoán được ba cô gái này chắc là đi đứng làm người mẫu cho mấy sản phẩm mới nào đó, hoặc là mặc mấy bộ quần áo gợi cảm, kỳ lạ nào đó, đi vài vòng trong nhà hàng, quán ba coi như xong việc. Chẳng qua việc làm người mẫu mặc dù cũng có khá nhiều tiền nhưng hoàn cảnh lại làm người ta không thể yên tâm. Khi diễn thường sẽ có người mời cô một hai chén, đi qua vài bàn lại uống một chén, đây là điều làm cho ba cô buồn phiền nhất. Nhưng làm nghề này thì phải tuân theo quy tắc của nó. Các cô là người nghiệp dư, muốn kiếm tiền ở ngành này thì phải chấp nhận mạo hiểm. Cũng may ba cô đều có chút kinh nghiệm, Cổ Tiểu Âu ngang bướng, Kiều San thông minh, Đồng Úc nhạy bén. Ba người kết hợp vào với nhau đã vượt qua không ít cửa ải khó khăn. Có thể không đi thì sẽ cố gắng không đi, có thể không uống thì cố gắng không uống.
nếu thật sự không được thì luôn phải có một cô giữ được sự tỉnh táo. Chẳng qua hôm nay có chút đặc biệt, liên tục diễn ba nơi, khách tên nào cũng khó chơi, tránh không được nên phải uống vài chén, cũng may cuối cùng đã thoát được. Các cô vốn định đến cổng trường ăn một chút, không ngờ trời lạnh ít người nên các quán đều đóng cửa. Các cô định về trường thì gặp mấy tên côn đồ suốt ngày đi quanh cổng trường. Triệu Quốc Đống đi xe Desert Prince làm mấy tên thanh niên chấn động. Nhưng thấy biển bên ngoài nên mấy tên nhìn nhau rồi vây lấy Triệu Quốc Đống và ba cô gái vào giữa. Người anh em, sao, ông định đoạt hết không phải mệt chết sao? Một mình ông chịu được không? Một tên thanh niên nói chuyện khá khách khí. Biết điều thì đi sớm đi, để mấy em này cho bọn tao. Cút! Triệu Quốc Đống mở to mắt nhìn mấy thằng thanh niên đang vây quanh mình. Nhìn đều là tay không, một đám thằng chọc đầu, thằng tóc dài, nếu không trên tay cũng có hình xăm, ngậm thuốc lá. Tóm lại một câu chính là đám lưu manh. Lưu lại, mày cũng không xem mấy thằng như bọn mày mà cũng xứng sao. Nhân lúc tao chưa nổi giận thì cút ngay, đừng làm tao tức. Triệu Quốc Đống khinh thường nhìn đối phương một cái. Hắn đã lây không bị vây lấy như vậy. Men rượu làm hắn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, càng làm hắn có chút hưng phấn.